Chế tạo hào môn, chương 151, dậu đổ bìm leo, gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau, từ 5 rưỡi sáng, Cơ Chấn Hùng đã liên tục nhận được điện thoại, ông chủ của các công ty khác liên tục gọi tới, hỏi thăm về sự việc video và bản ghi âm. Cơ Chấn Hùng cúp điện thoại rồi lập tức gọi cho Cơ Bộc Tồn, vừa mở miệng là đã mắng té tát. Không phải tôi đã bảo cậu với phòng quan hệ công chúng xóa đoạn ghi âm đi hả? Tại sao vẫn còn bao nhiêu người gọi điện thoại tới hỏi thế này? Cơ Bộc Tần cũng oan ức lắm chứ. Nếu đoạn ghi âm kia được đăng tải trên mạng địa phương trong thành phố này, không cần biết là trang web nào ở bản địa, lão cũng có thể xử lý nó một cách dễ dàng. Dù sao nhà họ Cơ cũng là gia tộc lâu đời tồn tại hàng trăm năm, ít nhiều gì người khác cũng phải nể mặt. Nhưng đoạn ghi âm này được đăng tải trên trang web nước ngoài, đã vậy còn là đơn vị truyền thông mới thành lập. Phải biết rằng, các đơn vị truyền thông mới thành lập luôn miệng nói dám viết, không cần biết nhà họ Cơ có chạm được tới họ hay không. Cho dù đụng tới, được, họ tuyệt đối không chịu xóa đoạn ghi âm gây tranh cãi này đâu. Nhà họ Cơ chỉ có thể khởi tố đối phương lên cơ quan chính phủ có liên quan. Lời hồi đáp mà họ nhận được là sẽ xử lý trong vòng 3 ngày làm việc. Thế nhưng, đừng nói tới 3 ngày, cho dù là 1 ngày. Thôi, nhà họ Cơ cũng không đợi nổi nữa. Từ 5 rưỡi sáng tới 8 rưỡi sáng, Cơ Chấn Hùng phải nghe không biết bao nhiêu cuộc gọi. Sau cùng là vì quá nhiều lời khách sáo, ông ta quăng điện thoại cho thư ký, mặc kệ mọi thứ. Thế nhưng điện thoại đã đặt được xuống thì giám đốc, trưởng phòng từ các phòng ban cùng các thành viên hội, đồng quản trị lũ lượt kéo tới. Họ cũng gặp phải tình cảnh tương tự. Điện thoại bị rớt, nhiều người gọi điện tới hỏi thăm tình hình. Những người này nghe đoạn ghi âm xong cũng tức hộc máu, lục tục chạy tới cáo trạng. Tới rồi mới biết, Cơ Chấn Hùng đã biết chuyện từ tối hôm qua, đồng thời hủy luôn tư cách thăng cấp của Cơ Hôn Thư. Nhưng hình phạt này chưa đủ để xoa dịu cơn giận của đám đông. Họ ép Cơ Bộc Tồn phải đích thân hứa hẹn. Ngoài ra, họ nhất định phải điều tra cẩn thận xem ai đã lén ghi âm, tìm được người đó thì bắt hắn trả một cái giá thảm khốc nhất. Người mà họ nghi ngờ nhất đương nhiên là Cơ Hương Ngừng và Hoắc Khải rồi. Trong phòng riêng có tổng cộng 4 người, ngoài họ ra còn ai lén ghi âm nữa? Ý định của Cơ Chấn Hùng là hy vọng đám đông có thể dồn sự chú ý vào việc giải quyết nguy cơ chứ không phải truy cứu xem trách nhiệm thuộc về ai. Muốn tính sổ thì sau này có thừa thời gian, nhưng nhìn mấy người kia giận dữ đến đỏ mặt tía tai, ông ta cũng không tiện ngăn cản, chỉ nhìn về phía thư ký của mình rồi nói, điều tra xem Cơ Hương Ngưng đang ở đâu, bảo cô ta dẫn theo trợ lý tới gặp tôi. Thư ký vừa nhận xong cuộc gọi từ một ông chủ công ty, vội vàng gật đầu đáp lời. Thế nhưng gọi xong một cuộc điện thoại, hỏi được vài câu, người này cũng rất bất đắc dĩ nói, cô ấy đã đi tìm Lưu Quân Bồi từ 8 giờ sáng, bây giờ đang uống trà và nói chuyện cùng cậu chủ Lưu, nói rằng không thể quay về trong một chốc một lát được, hay là tôi phái người đi tìm cô ấy nhé. Cơ Chấn Hùng nhíu mày, ngẫm nghĩ một lát rồi phất tay, thôi vậy, cứ để cô ta ở bên cạnh Lưu Quân Bồi đã, người của phòng quan hệ công chúng nhất định phải xóa bằng được đoạn ghi âm trước trưa này. Sau đó lập tức đăng thông báo bác bỏ tin đồn này. Cơ Chí Minh, trưởng phòng quan hệ công chúng, có sắc mặt rất khó coi, e rằng không làm được đâu. Chúng ta không liên hệ được với trang web kia, dù gửi công hàm của luật sư sang đó, có lẽ cũng vô dụng thôi. Cho nên, hoặc là đợi lời hồi đáp của bên cơ quan chính phủ trong 3 ngày làm việc, không thì tìm tới kẻ cầm đầu thực sự để gây sức ép. Tôi không cần biết làm cách nào, cũng không cần biết khó khăn đến đâu, phải làm ngay lập tức. Cơ Chấn Hùng trầm giọng đáp. Cơ Chí Minh không nói nhiều, quay người đi ra ngoài. Ngày hôm ấy, người nhà họ Cơ trải qua một cách mệt mỏi, chỉ cần là người có một chút xíu địa vị thôi cũng phải nhận đủ dạng cuộc gọi. Sự hoài nghi của người gọi điện thoại đối với nhà họ Cơ khiến người nghe điện thoại cũng khó chịu, nhưng họ chỉ có thể cố gắng dùng giọng điệu hòa nhã để nói với đối phương rằng mấy thứ kia chỉ là tin đồn, nhà họ Cơ vẫn yên ổn. Thế nhưng miệng thế gian như sóng biển, khi phạm vi lan truyền của tin đồn đủ rộng, chẳng ai tin đây chỉ là lời đồn nữa. Bây giờ nhà họ Cơ đang rơi vào tình cảnh này. Đến 6 giờ tối, Cơ Bộc Tồn nhận được điện thoại từ cấp dưới, một đối tác nhỏ mới đặt hàng gần đây đã trả hàng với lý do gì mà do hàng hóa không dễ bán, tồn kho nhiều, hy vọng có thể trả hàng và đổi lại tiền. Bên đối tác này có nguồn vốn khá eo hẹp, lượng hàng đã đặt cũng không nhiều. Cơ Bộc Tồn bận bù đầu bù cổ, đâu còn thời gian mà lắm lời với người ta, chỉ dặn dò thuộc hạ đồng ý nhận hàng bị hoàn trả rồi đuổi người đi. Thế nhưng vừa đuổi được một đối tác nhỏ thì cấp dưới lại báo cáo là có thêm 2 bên nữa tới để trả hàng. Cơ Bộc Tồn nổi cơn lôi đình, cố tình làm khó người ta phải không? Đúng vào lúc quan trọng thì chạy tới đòi trả hàng, lão cũng chẳng còn hơi sức để giải thích với đám người này. Ai đòi trả hàng, lão đồng ý hết, để cái đám không biết phân biệt tốt xấu này cút đi, cút đâu được thì cút nhanh. Khi Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải quay lại, đúng lúc có 2 đối tác lấy được tiền mặt rào bước rời đi. Mà người của bên kinh doanh thì cực kỳ khó ở,
tỷ lệ trả lại hàng ảnh hưởng trực tiếp tới đánh giá thành tích hàng tháng của họ. Tỷ lệ trả hàng càng cao thì tiền thưởng càng ít, nên đương nhiên họ sẽ không vui. Đúng lúc trưởng phòng quan hệ công chúng cơ trí Minh quay về từ bên ngoài, nhìn thấy hai người này, vị quản lý cấp cao có quan hệ khá tốt với cả người ngoài lẫn người nhà này lập tức bước tới chào hỏi Cơ Hương, Ngưng, bởi vì Cơ Chí Minh rất ít khi tham gia vào đấu đá giữa dòng chính và nhánh phụ nên ấn tượng của Cơ Hương, Ngưng đối với người này rất tốt. Cơ Chí Minh liếc nhìn Hoắc Khải, hỏi, cậu là Lý Phong, phải không? Đúng vậy, đoạn ghi âm kia do cậu ghi âm à? Cơ Chí Minh hỏi. Rất thẳng thắn, ghi âm gì cơ? Hoắc Khải tỏ vẻ không hiểu gì. Cơ Chí Minh nhìn anh rất lâu nhưng không truy hỏi. Thêm, ông ta làm trưởng phòng quan hệ công chúng lâu, rồi nên cũng hiểu, không thể nào đánh thức được một người đang giả vờ ngủ. Không cần biết có phải chàng thanh niên này đã lén ghi âm hay không, chỉ cần anh không chính miệng thừa nhận, không ai làm gì được anh. Chú Nam, tự dưng chú hỏi ghi âm làm gì? Xảy ra chuyện gì rồi à? Cơ Hương Ngưng cũng hết sức mờ mịt. Cơ Chí Minh nhìn hai người này qua một lúc mới nói, công ty quả thật đang gặp phải vài rắc rối, nhưng không cần biết thế nào, hai người đều là người nhà họ Cơ, tôi hy vọng hai người có thể cống hiến cho gia tộc, đừng bỏ đá xuống giếng vào lúc quan trọng. Câu này có thể coi như lời cảnh cáo, cũng có thể coi như đang nhắc nhở. Thế nhưng Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải đều tỏ ra khó hiểu khiến Cơ Chí Minh không thể nói thêm được điều gì. Đợi khi vị trưởng phòng quan hệ công chúng này bỏ đi rồi, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải mới đưa mắt nhìn nhau rồi mỉm cười, nhất là Cơ Hương Ngưng, cảm giác mình điều khiển toàn bộ cục diện này thực sự quá sung sướng, nó khiến cô gần như sắp đắm chìm trong niềm vui này. Cơ Chí Minh đi gặp Cơ Chấn Hùng, thông báo cho ông ta biết hiệu quả quan hệ công chúng không lớn, đồng thời nói rằng mình đã gặp được Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải, nhưng hai người không thừa nhận việc ghi âm có liên quan tới mình. Cơ Chấn Hùng nghe điện thoại suốt cả ngày nên bây giờ trông có vẻ tiêu tụy, ông ta xua tay và nói, bây giờ không phải lúc truy cứu, cậu tranh thủ nghĩ cách đè chuyện này xuống, tuyệt đối không được để nó lan rộng. Thêm, tôi sẽ cố gắng, Cơ Chí Minh đáp, không phải cố gắng, mà là nhất định. Cơ Chấn Hùng ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn ông, tơ máu hiện rõ trong mắt đối phương khiến Cơ Chí Minh không thể nói được câu từ chối. Nếu nói đến áp lực tâm lý, có lẽ Cơ Chấn Hùng là người chịu áp lực lớn nhất trong nhà họ Cơ, quyền lực lớn thì áp lực cũng sẽ lớn, có vài việc không phải cứ nổi nóng hay trợn mắt là có thể giải quyết được. Ngày hôm sau, Cơ Chấn Hùng vừa tới công ty là đã thấy một đống người chen chúc trước cửa, ông ta giơ tay nhìn đồng hồ, chưa tới 6 giờ sáng, bao nhiêu người đến đây làm gì? Đúng lúc này, cuộc gọi từ Cơ Bộc Tồn nhào tới, chủ tịch, không ổn rồi, bên phòng kinh doanh báo cáo lại, từ sáng sớm đã có rất nhiều đối tác tới đây yêu cầu trả hàng và đòi lại tiền, trong đó chỉ tính riêng đối tác cỡ vừa trở lên đã có 5-6 bên. Cơ Chấn Hùng nghe xong mà hai mắt trợn ngược, nhà họ Cơ dựa theo doanh số bán hàng mỗi năm mà chia các đối tác thành 4 cấp, nhỏ, vừa, lớn, đặc biệt, đối tác cỡ nhỏ đương nhiên là nhiều nhất, có tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn, phân bố khắp các tỉnh thành trên cả nước, nhưng đối tác cỡ vừa thì ít hơn rất nhiều, đại khái có khoảng mấy chục bên, cỡ lớn chỉ có 7 bên, còn mức độ cao nhất là đối tác đặc biệt thì chỉ có một khách hàng thân thiết đã hợp tác được 20 năm, cho nên, dù chỉ có 5-6 đối tác cỡ vừa cũng đã là phiền phức không hề nhỏ đối với nhà họ Cơ. Huống hồ bây giờ mới 6 giờ sáng mà đã có đông người tập trung thế này, đợi tới giờ làm việc chẳng phải sẽ đông hơn sao? Cơ Chấn Hùng không dám nấn ná ở cửa chính, bảo lái xe chạy thẳng vào tầng hầm để xe, sau đó đi thẳng tới phòng làm việc của mình. Vừa vào phòng làm việc, chưa kịp ngồi ấm chỗ, điện thoại của ông ta đã đổ chuông. Khi Cơ Chấn Hùng bắt máy, một giọng nói quen thuộc từ bên trong vọng ra, chủ tịch Cơ, đợt này thế nào rồi? Khà khà, cũng không có chuyện gì quá đặc biệt. Là thế này nhé, công ty chúng tôi ấy mà, ông cũng biết đấy, yêu cầu về nguồn vốn cực kỳ cao, thời gian trước chẳng phải mới đầu tư một dự án lớn đó sao? Bây giờ chúng tôi đang cực kỳ cần tiền, bên phía hội đồng quản trị báo với tôi, bảo tôi tìm ông xem thử có thể kết toán được khoản dư nợ của năm trước hay không. Ông đừng nghĩ ngợi nhiều nhé, đây là chuyện của công ty, tôi cũng không thể quyết định được. Cách chương chế tạo hào môn, chương 152, tan đàn sẻ nghé, góc truyện audio.com. Cơ Chấn Hùng nghiến răng nghiến lợi với người này, vừa đặt điện thoại xuống thì thư ký đã bước vào, mặt mày hốt hoảng, chủ tịch, không ổn rồi, phó tổng giám đốc của hai đối tác cỡ lớn đã tới dưới tầng, nghe nói là tới trả hàng, sao cơ? Cơ Chấn Hùng giật mình, đối tác cỡ lớn, cả nhà họ Cơ cũng chỉ có 7 bên thôi, bây giờ đột nhiên hai bên lại tới cùng lúc, đã vậy còn là phó tổng giám đốc đích thân tới, điều này cho thấy giờ ông ta không thể nào né tránh được rồi. Sắc mặt Cơ Chấn Hùng rất khó coi, Cơ Bộc Tồn đã tới chưa? Bảo cậu ta với Cơ Chí Minh cùng phụ trách tiếp đón, xoa dịu hai đối tác này. Không ổn rồi chủ tịch ơi, một người đẩy cửa chạy vào, thở hổn hà hổn hển, khiến Cơ Chấn Hùng đanh giọng mắng,
hốt hoảng cái gì, trông cái bộ dạng chẳng ra làm sao, người kia cũng không quan tâm đến việc mình bị mắng, vội vàng nói, chủ tịch Tần của tập đoàn Đồng, Quang đến rồi, Cơ Chấn Hùng sững người, sau đó lúng búng mắng, một câu gì đó trong miệng, rồi lập tức rảo bước đi ra, ngoài, tập đoàn Đồng Quang là đối tác đặc biệt duy nhất của nhà họ Cơ tính đến thời điểm này, hai bên hợp tác mười, mấy 20 năm rồi, tình cảm rất thắm thiết, lượng giao, dịch hàng năm đều trên 500 triệu nhân dân tệ, lúc nhiều thậm chí còn lên tới 7-800 triệu tệ, chiến tới, 1/3 tổng doanh thu của nhà họ Cơ. Khách hàng lớn như thế này, đến cả Cơ Chấn Hùng cũng không dám đắc tội. Trong tình huống bình thường, người của tập đoàn Đồng Quang tới làm gì cũng sẽ báo trước một tiếng. Lần này họ đến đây chẳng buồn chào hỏi, làm sao mà Cơ Chấn Hùng không đoán ra nguyên nhân được chứ? Chỉ là ông ta không ngờ rằng sự việc bùng nổ dữ dội như vậy. Chỉ mới 2 ngày, đối tác cỡ nhỏ và cỡ vừa trà hàng cũng thôi, sao mà cả tập đoàn Đồng Quang cũng nóng ruột rồi? Chẳng lẽ họ lại ngu ngốc đến mức ấy? Chỉ một video, và một bản ghi âm mà đã khiến họ sợ hãi. Người nghĩ đến vấn đề này không chỉ có Cơ Chấn Hùng, mà còn cả Cơ Hương Ngưng nữa. Cô không quen vị chủ tịch Tần này nhưng đã từng nghe tới danh tiếng của tập đoàn Đồng Quang. Nhất là sau khi gặp mặt chủ tịch Tần, Cơ Chấn Hùng nổi cơn lôi đình trong phòng làm việc, mắng tập đoàn Đồng Quang không tình nghĩa, bỏ đá xuống giếng, làm mối nhỉ hoặc trong lòng Cơ Hương Ngưng tăng lên đỉnh. Điểm, cô không nén được mà hỏi Hoắc Khải đang ngồi đối diện mình, tại sao lại nhanh đến thế? Cô đang nói tới thời gian bùng nổ hả? Hoắc Khải cười cười, chuyện này rất bình thường thôi mà. Bề ngoài thì thực lực của nhà họ Cơ không tệ, nhưng bao nhiêu năm nay đấu đá giữa dòng chính và nhánh phụ vẫn luôn tiếp diễn, mà con cháu của dòng chính luôn là người giành chiến thắng nên đã tạo thành thói quen ăn chơi hưởng lạc, xa hoa dâm dật. Có lẽ một số nhân tài trong số này bị hiểu nhầm, nhưng đại đa số người nhà họ Cơ vẫn cho người ta cảm giác không đáng tin. Có điều mấy người đó dựa vào chống lưng hùng hậu nên khi chưa có ngòi nổ, không một ai so đo với họ. Hoắc Khải nhìn rõ chuyện này, người nhà họ Cơ đã làm hỏng hết căn cơ của gia tộc rồi, người ngoài vẫn luôn nghỉ ngờ họ, chẳng qua người ta chưa từng thể hiện ra thôi. Bây giờ nguy cơ của nhà họ Cơ đã xuất hiện, những người từng nghỉ ngờ tất nhiên cũng sẽ bỏ đi sự ngờ vực vì quan niệm đã được tiêm nhiễm vào đầu trước đó, tự bảo vệ chính mình, đợi khi nhà họ Cơ vượt qua nguy cơ này rồi hợp tác lần nữa cũng không muộn. Lỡ như nhà họ Cơ thực sự sụp đổ, họ rút chân ra trước cũng có thể tránh được tổn thất lớn hơn. Cho nên, về cơ bản, thực chất nguy cơ này cũng không quá nghiêm trọng, chẳng qua người nhà họ Cơ tự tạo nghiệp nên rơi vào cảnh tan đàn xé nghè. Điều này cũng chẳng có gì lạ. Cơ Hương Ngưng nghe xong mà trợn mắt, thế nên, lúc đề nghị cách này, anh đã nghĩ tới tình huống hiện tại. Rồi, gần thế, chẳng qua tốc độ sụp đổ của nhà họ Cơ có vẻ nhanh hơn tôi nghĩ vài ngày. Theo dự đoán ban đầu, chắc hẳn nhanh nhất cũng phải tới ngày thứ 5, tình trạng này mới xuất hiện. Hoắc Khải đáp, Cơ Hương Ngưng không nói gì. Bây giờ cô đã hoàn toàn chấn động, lúc trước, Cơ Xuyên Hải nói rằng nhà họ Cơ muốn ép cô lấy Liêu Quân Bồi, cô chỉ lo bày tỏ thái độ giận dữ của mình, còn Hoắc Khải lại có thể đưa ra một phương pháp tuyệt vời để hóa giải tình thế chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Thời gian ngắn đến thế, có lẽ người bình thường còn chưa kịp nắm rõ vấn đề, anh đã nghĩ tới đủ thứ khả năng có thể xảy trong tương lai, thậm chí còn dự đoán luôn cả tiến độ. Người này đáng sợ quá đi mất. Trong lòng Cơ Hương Ngưng đột nhiên nảy ra cảm giác lo lắng với tình hình trước mắt. Nhà họ Cơ thực sự gặp nạn rồi, rốt cuộc Hoắc Khải đang giúp hay đang lợi dụng cô để báo thù nhà họ Cơ? Dường như nhìn ra được nỗi lo trong lòng Cơ Hương Ngưng, Hoắc Khải mỉm cười, cô đừng cả nghĩ như thế, sự việc không nghiêm trọng vậy đâu, những người kia chỉ muốn rút chân ra trước chứ không muốn đập chết nhà họ Cơ. Bây giờ thứ mấu chốt của nguy cơ này nằm ở đoạn video và bản ghi âm. Nếu nhà họ Cơ có thể giải quyết được vấn đề hôn nhân gia tộc nhắc tới trong video và ghi âm để chứng minh nhà các cô không cần tới nguồn tiền từ tập đoàn Liêu thị mà vẫn có thể tiếp tục sinh tồn, việc kinh doanh vẫn có thể tiếp tục, đương nhiên không thể tránh được một chút tổn thất trong thời gian ngắn, nhưng đây cũng là thời cơ tốt để cô leo lên. Muốn nắm giữ trọn vẹn một công ty con thì đây là cơ hội không thể nào tốt hơn được nữa. Cơ Hương Ngưng vẫn tỏ ra bất an, cô nói, tôi chỉ sợ họ không nghĩ được điều này, lỡ như không ai tới tìm tôi thì sao? Bác cả Cơ Chấn Hùng của cô không phải thằng ngốc, ông ta có thể làm chủ tịch hội đồng quản trị nhà họ Cơ. Nếu đến cả điểm mấu chốt này cũng không nhận ra, chắc đã bị người ta đuổi xuống từ lâu rồi, Hoắc Khải nói. Đúng lúc này, Liêu Quân Bồi cầm 3 tấm vé xem phim, bước tới, dè dặt liếc nhìn Hoắc Khải rồi mới hỏi, vào luôn, bây giờ chứ? Hai hôm nay, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải vẫn tới, tìm Liêu Quân Bồi từ sáng sớm, lúc thì uống trà, lúc thì trò chuyện, dù chán đến cỡ nào cũng phải dùng hết thời gian của một ngày để tạo ra hiện tượng giả là quan hệ của họ rất tốt đẹp. Chẳng qua, cậu chủ Liêu trước giờ luôn được người ta lấy lòng, đứng trước mặt họ không khác gì quân cờ, đương nhiên cũng chẳng được tôn trọng.
Thậm chí, vì từng bị Hoắc Khải Tần cho một lần nên, đến bây giờ, Lưu Quân Bồi vừa hận vừa sợ anh, đến cả, mua vé xem phim cũng là do Hoắc Khải đuổi anh ta đi. Mua, đường đường là con trai chủ tịch tập đoàn Lưu Thị, một trong những người thừa kế của tập đoàn Lưu Thị mà. Phải làm chân chạy vạt, mua vé xem phim cho người ta, đúng là làm người ta cười tụt quần, có lẽ người ta sẽ bảo, Lưu Quân Bồi làm vậy đúng là, xấu mặt, nếu thấy sợ thì không thể bỏ đi được à, nhưng Lưu Quân Bồi đâu dám bỏ đi. Lời phân tích của Hoắc Khải về cuộc hôn nhân gia tộc này khiến anh ta sợ mất hồn mất vía, chỉ sợ mình vừa quay đầu bỏ đi, Cơ Hương Ngưng đã chủ động đề nghị hủy bỏ hôn ước, đến lúc đó bị bố trách tội thì anh ta phải làm sao? Thế nên, suy nghĩ hiện tại của cậu chủ Lưu này là dỗ dành Cơ Hương Ngưng đến nơi đến chốn, đảm bảo bà nội nhỏ này phải thật vui vẻ, chỉ cần không nhắc đến việc giải quyết hôn ước, mua vé xem phim có đáng kể gì, lại thêm một ngày nữa qua đi, tới giờ tan ca mà tòa. Nhà tổng bộ của nhà họ Cơ vẫn có đèn đuốc sáng trưng. Không biết do bước vào giai đoạn cao điểm hay vì tập đoàn Đồng Quang tới yêu cầu tạm ngừng hợp tác khiến cho đối tác cỡ nhỏ, cỡ vừa và cỡ lớn chen nhau tới đổi hàng lấy tiền, một lượng lớn hàng hóa đòi đổi trả, một lượng lớn khoản nợ cần thanh toán, đến cả ngân hàng cũng gọi điện, phải yêu cầu nhanh chóng bồi hoàn khoản vay và lãi vay. Từ chủ tịch hội đồng quản trị Cơ Trấn Hùng tới nhân viên nhỏ nhất của phòng kinh doanh đều bận tối mắt tối mũi, họ vừa phải xoa dịu khách hàng vừa phải đối phó với phóng viên bên ngoài, chuyện này đã nhận được sự chú ý của đám đông, truyền thông, máy ảnh cùng micro ở bên ngoài cứ như sóng biển vậy, hết đợt này tới đợt khác, Cơ Xuyên Hải ôm theo một phần văn kiện, cung cấp, dưới tiến vào văn phòng của chủ tịch hội đồng quản trị với vẻ mặt nghiêm túc, trong phòng làm việc, gần như tất cả lãnh đạo từ chức trưởng phòng trở lên đều có mặt ở đây, thấy Cơ Xuyên Hải tới, mặt mũi Cơ Trấn Hùng xa sầm, giọng nói cũng trầm xuống. Tính ra rồi à? Cơ Xuyên Hải gật gật đầu, đưa văn kiện trong tay cho ông ta, nếu đồng ý với yêu cầu của tất cả những người này, chúng ta chỉ có nước làm đơn xin tuyên bố phá sản. Mặt mũi của tất cả mọi người tái nhợt đi, hai chữ phá sản đột nhiên gần với họ quá, thực sự khó lòng thích ứng. Được, sắc mặt Cơ Trấn Hùng đen như đáy nồi, ông ta không nhìn báo cáo thống kê, chỉ nhìn chằm chằm vào Cơ Xuyên Hải, ông ta từng nghi ngờ phải chăng chuyện này là do Cơ Xuyên Hải tìm người gây ra, có mấy lần muốn hỏi. Nhưng, sau cùng vẫn không hỏi, bởi vì dù cho Cơ Xuyên Hải thực sự làm vậy, ông ta cũng không hỏi được đáp án. Vả lại, Cơ Xuyên Hải có đáp lại thế nào cũng không vớt phát được gì, chuyện quan trọng nhất bây giờ là vượt qua nguy cơ. Này, những thứ đó thì sau này tính tiếp, Cơ Trấn Hùng hít một hơi thật sâu, nhìn đám đông, trong phòng, trầm giọng hỏi, bây giờ chúng ta gạt bỏ, mọi tạp niệm, dốc toàn lực làm tốt một việc duy nhất là, vượt qua được kiếp nạn này, không cần biết là ai. Chỉ cần, có đề nghị tốt thì có thể lên tiếng. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 153, mưa gió bão bùng, góc chuyện audio.com, không một ai lên tiếng, tất cả mọi người đều giữ im, lặng, tình huống hiện tại quả thực quá phức tạp, cũng quá, nguy hiểm, việc đưa ra đề nghị thì dễ đó, nhưng lỡ như, sau khi thực thi mà xảy ra sai sót, ai có thể gánh nổi trách, nhiệm này, người nhà họ Cơ đã quen với việc kiếm cơm dựa vào sự chống lưng vững chãi của gia tộc, chủ động bày mưu, tính kế giải quyết nguy cơ không phải sở trường của họ. Cơ Trấn Hùng nhìn quanh một vòng, thấy không ai nói gì, cơn giận bỗng chốc bùng lên, lúc cầm tiền thì ai cũng hăng hái thế, bây giờ gia tộc gặp khó khăn thì đứa nào cũng câm như hến vậy, toàn là thứ vô dụng hả? Câu này thật sự quá khó nghe, vì tự nhận mình là thành viên có học thức nhất hội đồng quản trị nên Cơ xin đi không kiểm chế được, chủ tịch, không phải chúng tôi không muốn đưa ra đề nghị, mà cục diện hiện tại rối ren phức tạp quá, đến cả hung thủ phía sau cũng chưa tóm được, ai là hung thủ quan trọng lắm à? Cơ Trấn Hùng vỗ bàn mấy cái liền, tức không để đâu cho hết, bây giờ việc quan trọng nhất là xoa dịu được các đối tác, nếu không, dù tìm được hung thủ thì có tác dụng gì hả? Đương nhiên những người khác cũng hiểu được điều này, nhưng họ không biết phải an ủi các đối tác thế nào. Đúng lúc này, Cơ Xuyên Hải đột nhiên nói, tôi có cách này, có lẽ sẽ hữu dụng. Cơ Trấn Hùng ngẩng đầu nhìn ông ta, nói đi, hủy bỏ hôn ước. Cơ Xuyên Hải nói rất đơn giản và ngắn gọn, đám đông nghe xong sững sờ. Cơ Xuyên Hải lập tức nói, ông điên rồi à, vốn dĩ gia tộc đang trong giai đoạn máu chốt liên quan đến sự sống chết tồn vong mà ông còn đòi hủy bỏ hôn ước, có được sự giúp đỡ của tập đoàn Lưu thì tốt xấu gì thì chúng ta vẫn còn có thời gian hòa hoãn, nếu đến cả một người đồng minh cũng không có, chúng ta chỉ có nước ngồi chờ chết thôi. Không sai, tập đoàn Lưu Thị là cọng cỏ cứu mạng cuối cùng của chúng ta, tuyệt đối không thể mất được. Một thành viên hội đồng quản trị khác của nhà họ Cơ phụ hòa, các người im hết đi. Cơ Trấn Hùng mắng một tiếng rồi nhìn Cơ Xuyên Hải, nói lý do đi. Dưới ánh mắt chăm chú của đám đông, Cơ Xuyên Hải vẫn rất bình tĩnh, suy cho cùng, thực ra nguy cơ lần này cũng là vì các đối tác không tin tưởng nhà họ Cơ.
Tin đồn, ban đầu không hề nghiêm trọng, nhưng video và bản ghi âm sau đó đã đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho nó không thể cứu vãn được nữa. Thế nhưng khi nhìn nhận lại tất cả sự việc, chúng ta có thể phát hiện ra là bất kể lời đồn, video hay bản ghi âm, điểm chung trong đó là đều liên quan tới tập đoàn Lưu Thị. Người bên ngoài hoài nghi, nguồn vốn lưu động của chúng ta đứt đoạn vì chúng ta bán công ty và Cơ Hương Ngưng phải kết hôn với con trai của tập đoàn Lưu Thị. Đây là nguyên nhân khiến họ tin vào lời đồn, nếu hủy bỏ hôn ước rồi làm thêm một vài việc, thể hiện được thực lực của nhà họ Cơ, tôi tin rằng lời đồn sẽ tự tiêu tan. Cơ Chấn Hùng nghe xong thì nhíu mày, ông ta có đủ kinh nghiệm trên thương trường để tự hiểu rằng Cơ Xuyên Hải nói rất đúng, tất cả mọi việc này bắt nguồn từ hôn ước kia, đây là chứng cứ cho thấy thực lực của nhà họ Cơ không đủ mạnh, nếu nhà họ Cơ rất gì và này nọ, hà tất họ cần đến hôn nhân gia tộc với tập đoàn Lưu Thị, cho dù muốn hợp tác, cũng không cần phải gả Cơ Hương Ngưng đâu nhỉ. Những người khác cũng lộ ra biểu cảm suy tư, không ai lên tiếng, chỉ riêng Cơ Bộc Tồn cười nhạo một tiếng, quả nhiên ông đã chịu lòi đuôi cáo ra rồi, tôi đã nghi ngờ ông có liên quan đến chuyện này từ lâu, bây giờ xem ra là thủ đoạn bị ổi của ông muốn phá bỏ hôn ước. Rốt cuộc Cơ Hương Ngưng đã cho ông bao nhiêu lợi lộc để ông cam tâm tình nguyện bán rẻ cả gia tộc? Đám đông ngước mắt nhìn ông ta, trong ánh mắt có cả chất vấn, phẫn nộ và không hiểu. Cơ Xuyên Hải hừ một tiếng, nếu muốn lật đổ tôi, ông cũng nên tìm cái cớ nào nghe có lý hơn một tí chứ. Tôi tiến cử Cơ Hương Ngưng là vì cái gì? Cho dù là vì lợi ích cá nhân của tôi, liệu có nhiều hơn được lợi ích mà gia tộc đã cho tôi? Nếu nhà họ Cơ sụp đổ, cho dù tôi và Cơ Hương Ngưng thân thiết như bố con, còn tác dụng gì nữa? Trước khi nói chuyện, ông dùng cái đầu mà nghĩ đi, có được không? Ông Cơ Bộc Tồn tức xì khói, nhưng không tìm được lý do gì để phản bác, vì Cơ Xuyên Hải nói rất có lý. Nhà họ Cơ mà sụp đổ thì ông ta và Cơ Hương Ngưng cũng không có kết cục gì tốt đẹp. Nếu muốn kết luận ông ta vì phá vỡ hôn ước mà cố tình đánh sập cả nhà họ Cơ, quả thực không xác đáng lắm. Rất nhiều người gật đầu, coi như tán đồng với lời giải thích của Cơ Xuyên Hải, bao gồm cả Cơ Chấn Hùng. Ông ta vừa mắng Cơ Bộc Tồn đừng có nói năng lung tung, vừa nói với Cơ Xuyên Hải, ông nói có lý, nhưng quá mạo hiểm, hủy bỏ hôn ước, gia tộc có thể giải quyết được nguy cơ hay không? Vẫn, chưa biết rõ được, lỡ như không giải quyết nổi thì đồng, nghĩa với việc chúng ta mất luôn cọng cỏ cứu mạng cuối. Cùng, Cơ Xuyên Hải lắc đầu, ông nói sai rồi, chính nhờ hủy, bỏ hôn ước thì chúng ta mới có cơ hội để sống tiếp. Nhà, họ Cơ có nhiều công ty con như thế, không ít công ty có tiềm lực, tập đoàn Lưu Thị muốn liên kết với chúng ta, bằng hôn ước, chẳng phải vì nhắm tới những công ty đó. Sao, chỉ cần công ty vẫn nằm trong tay chúng ta, vẫn sẽ có người muốn hợp tác, nếu vì hôn ước khiến những đối tác kia hủy bỏ hợp tác, vậy thì công ty chỉ còn lại chiếc vỏ rỗng, thế nên, chúng ta chỉ có thể vứt bỏ tập đoàn Lưu Thị để vớt phát lòng tin của các đối tác. Tôi cảm thấy Xuyên Hải nói có lý, có thể suy xét. Một thành viên hội đồng quản trị nói, tôi tán thành. Cơ Chí Minh trưởng phòng quan hệ công chúng nói, không ít người lần lượt giơ tay lên, họ cho rằng có thể suy xét tới đề nghị này, không nói tới việc thành công hay không, chỉ ít bây giờ đã có người đưa đầu ra, tình nguyện, gánh vác trách nhiệm thì họ chỉ cần hô hào ủng hộ là. Cơ Chấn Hùng nhíu chặt hai hàng lông mày, suy ngẫm, mất nửa ngày, đề nghị này tạm thời để qua một bên, còn, ai có ý kiến gì khác không, đâu còn ai dám hé răng. Cơ Xuyên Hải cũng ngồi xuống, không nói gì thêm, đến sau cùng, Cơ Chấn Hùng tức quá, mắng thêm vài câu rồi tuyên bố tan họp, hủy bỏ hôn ước không phải chuyện nhỏ, với tư cách, chủ tịch hội đồng quản trị, mỗi quyết định của ông ta đều ảnh hưởng tới thành bại thịnh suy của gia tộc, nếu đúng, ông ta là công thần, nếu sai, ông ta là tội đồ, không ai dám đưa ra quyết định một cách dễ dàng khi đã ngồi trên vị trí này. Buổi họp kết thúc, Cơ Chấn Hùng giữ một mình Cơ Xuyên Hải ở lại, ông thực sự cho rằng hủy bỏ hôn ước sẽ có tác dụng, đương nhiên rồi, đây là phương pháp giải quyết duy nhất trong tình cảnh này. Cơ Xuyên Hải nói, một tập đoàn Lưu Thị thôi, bất kể thế nào thì cũng không thể đạt lên bàn cân so sánh với những đối tác của chúng ta. Huống hồ trên thương trường không có kẻ địch mãi mãi, chỉ cần nhà họ Cơ vẫn còn sống, nếu muốn hợp tác, tương lai còn đầy cơ hội. Cơ Chấn Hùng lộ ra một biểu cảm ngẫm ngợi, sau cùng, ông ta nói, tôi nghĩ thêm đã. Cơ Xuyên Hải cũng không khuyên nhủ quá nhiều, chuyện như thế này mà khuyên nhiều quá lại thành ra, chẳng có ý nghĩa gì, công việc mà ông ta cần làm đã xong, phần còn lại phải xem Cơ Chấn Hùng ứng đối thế nào thôi. Đến bây giờ, Cơ Xuyên Hải đã bội phục Hoắc Khải đến cực điểm, chàng thanh niên lúc nào cũng mỉm cười kia lẳng lặng nắn gáy nhà họ Cơ đến độ sống giờ chết giờ, bao nhiêu kẻ lọc lõi chìm nổi trên thương trường hàng chục năm cũng không địch nổi một chiêu phản công mà anh nghĩ ra chỉ trong vài phút. Kể ra thì điều này cũng khiến Cơ Xuyên Hải phải cảm khái, sao nhà họ Cơ lại kém cỏi đến mức này. Ý của Cơ Chấn Hùng là muốn xem tình thế sẽ phát triển thế nào, chưa đến mức vạn bất đắc dĩ ông ta sẽ không mạo hiểm quyết định đâu.
Thế nhưng chiều hướng phát triển của sự việc vượt xa dự đoán của ông ta. Ngày hôm sau, gần như tất cả đối tác đều chạy tới, không phải đòi trả hàng, thì là đòi trả tiền. Người nợ tiền cũng đến đòi nợ, ngân hàng còn phái hẳn một vị phó thống đốc tới thúc giục họ phải thanh toán khoản vay trong vòng 10 ngày, nếu không bên họ sẽ niêm phong thế chấp theo quy định. Từ đó có thể thấy, thế giới bên ngoài không tin tưởng, nhà họ Cơ tới mức nào, áp lực như ngọn núi đè nặng trong lòng của Cơ Trấn Hùng. Ông ta thực sự không chịu nổi nữa, chỉ có thể mở cuộc họp khẩn cấp, tuyên bố lập tức thông báo hủy bỏ hôn ước với tập đoàn Liêu Thị. Đồng thời, dưới sự đề nghị của Cơ Xuyên Hải, nhà họ Cơ bỏ ra 300 triệu để mở rộng quy mô nghiệp vụ, bồi thường cho tất cả đối tác để chứng minh thực lực của nhà họ Cơ. Đương nhiên, khoản tiền này không thể do bản thân công ty bỏ ra, mà là các gia đình trong dòng tộc. Chỉ cần là người từng cầm cổ phiếu thưởng cuối năm, ai cũng phải giao nộp lại một phần. Theo tính toán, công ty bỏ ra 220 triệu, người trong gia tộc bỏ ra 80 triệu. Tuy rằng tiền đã tới tay mà phải lấy ra cũng khá là sót. Nhưng đối mặt với nguy cơ sống chết tồn vong, đám đông cũng không còn cách nào khác. Cơ Trấn Hùng nói chắc như đinh đóng cột, ai không bỏ tiền thì cút khỏi nhà họ Cơ. Trên trang web chính thức của nhà họ Cơ cũng đăng tải thông cáo bác bỏ tin đồn và thông báo hủy bỏ hôn ước. Chỉ là, điều khiến họ không ngờ tới, tập đoàn Liêu Thị không đồng ý hủy bỏ hôn ước. Theo lời của chủ tịch Liêu kia, ý tứ là tôi cầm không ít tiền mừng rồi, bây giờ ông bảo không kết hôn nữa, mặt mũi tôi để đi đâu? Muốn không kết hôn cũng được, chuyển nhượng cổ phần của mấy công ty con kia cho tập đoàn Liêu Thị là được, nhưng 500 triệu tiền sính lễ sẽ phải giảm đi. Cơ Trấn Hùng tức nổ phổi, giá trị của mấy công ty con kia cũng vượt quá 1 tỷ rồi, lấy nó đổi lấy 500 triệu tiền mặt đã đủ lỗ vốn, ông còn muốn giảm bớt, nằm mơ đi. Cách chương chế tạo hào môn, chương 154, tôi muốn 200 triệu. Góc chuyện audio.com. Theo suy nghĩ của Cơ Trấn Hùng, thật ra hủy hôn thì chỉ cần nói một câu là xong, miễn là da mặt đủ dày thì chẳng phải sợ gì cả. Nhưng chủ tịch Lưu lại nói một câu khiến ông ta toát hết mồ hôi lạnh, đừng tưởng rằng tôi không biết nhà họ Cơ các ông đang nghĩ cái gì. Chỉ vì người ngoài nói nhà họ Cơ liên hôn với tập đoàn Liêu Thị là vì không có khả năng tài chính nên ông muốn hủy hôn đúng không? Tôi cũng không ngại nói thẳng, Cơ Hương Ngưng của nhà họ Cơ, các ông sắp đi đăng ký kết hôn với con trai Liêu Quân Bồi của tôi rồi, chỉ cần bọn họ đi đăng ký thì nhà họ Cơ còn sống được bao lâu nữa? Cho dù giờ ông có từ chối thì đến lúc nhà họ Cơ phá sản, mấy công ty đó cũng sẽ là của tôi. Thôi, ông nói vớ vẩn, cô ta là người nhà họ Cơ, không có sự cho phép của tôi thì sẽ không được phép kết hôn với con trai ông. Cơ Trấn Hùng cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh. Chủ tịch Lưu cười khẩy đáp, vậy tôi khuyên ông nên đi hỏi suy nghĩ của con dâu tương lai nhà tôi trước đi đã. Ông thật sự cho là ai cũng nghe lời ông hết chắc? Tắt điện thoại, Cơ Trấn Hùng đứng im không nhúc nhích. Đám Cơ Cindy đứng bên cạnh nóng lòng hỏi, chủ tịch Lưu nói sao, cái tên khốn đó dám uy hiếp tôi? Cơ Trấn Hùng trầm giọng nói, đám người Cơ Cindy không nói gì nữa. Bọn họ có thể tưởng tượng được chủ tịch Lưu đã nói những gì, hoặc là từ chối hủy hôn, không thì cũng đem chuyện này ra ép nhà họ Cơ bán hết văn phòng chi nhánh đi. Lúc này, Cơ Trấn Hùng quay sang hỏi Cơ Xuyên Hải, Cơ Hương Ngưng đâu, cô ta đâu rồi, bảo cô ta đến gặp tôi ngay. Hình như sáng sớm Cơ Hương Ngưng đã đi tìm Lưu Quân Bồi rồi, hai người này có mối quan hệ khá tốt. Cơ Trấn Hùng nghe vậy thì càng tức hơn, con gái nhà họ Cơ mà lại cứ đi tìm người đàn ông nhà khác làm cái gì, mau gọi cô ta về cho tôi. Đám người nghe vậy thì bày ra vẻ mặt kỳ lạ, ban đầu là ông sống chết bắt Cơ Hương Ngưng đi nịnh nọt Lưu Quân Bồi, bây giờ nói thế này có khác nào tự vả không chứ? Cơ Xuyên Hải trong lòng cười trộm, nhưng trên mặt thì vẫn tỏ vẻ nghiêm trang. Ông ta rút điện thoại ra gọi cho Cơ Hương Ngưng trước mặt mọi người. Hương Ngưng à, chủ tịch có chuyện cần tìm cô. Cô, về được không? Sao, đang uống trà với Lưu Quân Bồi, không đi được á? Chuyện này, Cơ Xuyên Hải nói được một nửa thì đã bị Cơ Trấn Hùng cướp mất điện thoại. Người đàn ông quyền lực nhất của nhà họ Cơ lúc này phẫn nộ hét vào điện thoại. Uống, cái gì mà uống, trong vòng nửa tiếng nữa cô phải có mặt ở phòng làm việc của tôi. Nghe rõ chưa hả? Điện thoại truyền tới giọng nói lạnh nhạt của Cơ Hương Ngưng, đừng có nói to thế, tôi có điếc đâu, chờ, tôi uống trà với Quân Bồi xong tôi sẽ về. Nói rồi, Cơ Hương Ngưng cúp luôn điện thoại. Nghe tiếng tút tút trong điện thoại, Cơ Trấn Hùng giận, đến mức suýt thì ném bay cái điện thoại. Ông ta đang chuẩn bị gọi lại cho Cơ Hương Ngưng, Cơ Xuyên Hải đi qua nói nhỏ, lúc này đừng nên ép cô ta quá, nhỡ đầu ép đến mức cô ta làm thật thì sao? Giờ, Cơ Trấn Hùng dừng tay lại, một lúc sau thì ông ta thở hồng hộc ném điện thoại vào ngực Cơ Xuyên Hải. Chờ, khi nào cô ta về thì đưa đến gặp tôi ngay. Tôi biết rồi, Cơ Xuyên Hải gật đầu. Cái chờ này kéo dài gần 4 tiếng mới xong, gần đến 2 giờ chiều, Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải mới trở về công ty. Trong 4 tiếng đó, Cơ Trấn Hùng đã chờ đến mức tóc sắp trắng ra rồi.
Bên ngoài thì các đối tác nhốn nháo, đòi trả hàng, trả tiền, ngân hàng và chủ nợ gọi tới như vũ, bão khiến ông ta lạnh hết cả người. Suốt mấy chục năm làm việc, cơ chấn hung chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh khốn cùng như bây giờ. Mỗi một giây một phút đều khó chịu vô cùng. Cơ Hương Ngưng và Hoắc Khải đi vào phòng làm việc, thì nhìn thấy bên trong toàn người là người, tất cả đều là bô lão của nhà họ Cơ. Thấy hai người tiến vào, toàn bộ ánh mắt đều tập trung lên bọn họ. Đối diện với ánh nhìn của những quan chức cấp cao trong gia tộc, Cơ Hương Ngưng lại tỏ vẻ rất ung dung. Thực tế thì đám người kia càng nghiêm túc, cô lại càng thả lỏng, vì cô ấy biết cảm giác bức bách của bọn họ đến từ mỗi một hành động của bản thân cô. Cơ Chấn Hùng khi nãy còn hô to gọi nhỏ trong điện thoại, bây giờ thấy Cơ Hương Ngưng thì lại tươi cười nói, Hương Ngưng đến rồi hả, nào nào, qua đây ngồi, ai đó đi, pha trà đi, tôi uống trà cả sáng với Quân Bồi rồi, giờ không, muốn uống nữa đâu, ông có chuyện gì thì cứ nói thẳng đi, tôi còn hẹn Quân Bồi đi ăn tối và xem phim nữa kìa cơ. Hương Ngưng nói, giọng điệu như đang yêu say đắm của cô khiến nụ cười của Cơ Chấn Hùng trở nên lúng túng. Ông ta rất muốn dạy dỗ Cơ Hương Ngưng là không nên thân thiết với Lưu Quân Bồi như vậy, nhưng lại không dám nói, mà nếu phụ họa thì lại đi ngược với suy nghĩ của ông ta. Thấy Cơ Chấn Hùng im lặng không nói, Cơ Xuyên Hải mới ho khan hai tiếng rồi tiếp lời, Hương Ngưng, lần này gọi cô về đơn giản là thế này, chuyện gần đây của gia tộc chắc cô cũng nghe rồi nhỉ, vì chuyện liên hôn với tập đoàn Lưu thị mà các đối tác của chúng ta đã không còn tin tưởng vào nhà họ Cơ nữa. Đám người muốn hoàn hàng trả tiền ngoài kia chính là một ví dụ điển hình cho nên chúng tôi đã thương lượng và quyết định không ép cô kết hôn với Lưu Quân Bồi nữa. Mau cảm ơn chủ tịch đi. Cơ Chấn Hùng nghe thế thì khẽ gật đầu. Lời này của Cơ Xuyên Hải khiến ông ta rất có thể diện, nhưng Cơ Hương Ngưng lại nói một câu khiến sắc mặt của Cơ Chấn Hùng tái xanh lại. Ai nói tôi sẽ không kết hôn với anh ấy nữa? Có kết hôn hay không là chuyện của chúng tôi, liên quan gì đến gia tộc? Nếu tôi không muốn thì các người có ép cũng vô dụng, còn tôi mà đã muốn thì các người cũng chẳng có quyền đi can thiệp. Đã là thời nào rồi mà còn chơi cái trò phong kiến vậy chứ? Cơ Hương Ngưng, cô ăn nói với bề trên thế à? Cơ Bộc Tồn đập bàn đứng dậy. Cơ Hương Ngưng nhìn lão nói, giờ mới nhận ra các người là bề trên của tôi à? Sao lúc bảo tôi liên hôn thì các người lại chẳng thương lượng với tôi thế? Gói, thấy hai bên sắp cãi nhau đến nơi, Cơ Chấn Hùng cũng mặc kệ thể diện của bản thân, ông ta vội vàng nói, Hương Ngưng à, chuyện lúc trước là chúng tôi sai, nhưng bây giờ cô không thể kết hôn với cậu ta được. Có, lẽ cô còn chưa rõ nguy cơ của gia tộc hiện giờ? Để tôi nói cho cô nhé, tôi biết rất rõ, ngày nào bên ngoài cũng có người cãi nhau như cái chợ ấy, sao mà không rõ cho được? Cơ Hương Ngưng cười lạnh, nhưng cũng chẳng có nghĩa là tôi sẽ ép bản thân thỏa hiệp để cứu gia tộc. Nếu tôi không kết hôn theo lời các người, sau này tôi vẫn chỉ là một người ở nhánh phụ, dù có lên được hàng thừa kế cấp 3, hay thậm chí là cấp 2 đi nữa thì sao chứ? Vẫn phải tranh, giành lợi ích với đám vô dụng kia. Nhưng nếu lấy được Lưu Quân Bồi thì tôi sẽ được hưởng phúc mà chẳng phải lo nghĩ gì. Con dâu của tập đoàn Lưu thị không tốt hơn một đứa con gái nhánh phụ của nhà họ Cơ chắc? Cơ Chấn Hùng nghe vậy thì đen hết mặt. Bị một người bề dưới hét vào mặt như vậy khiến ông ta không thể chịu nổi. Cơ Xin Đi lên tiếng, cô không thể nói như vậy được, cho dù là con cháu nhánh phụ thì sau này vẫn có cơ hội tiến vào hội đồng quản trị chứ, đâu có kém hơn con dâu của tập đoàn Lưu thị đâu, huống hồ cô còn mang dòng máu nhà họ Cơ, dù thế nào thì cũng phải đừng có nói mấy lời vô dụng đó với tôi chắc chắn sẽ lấy Lưu Quân Bồi, tôi không thèm đi cạnh tranh với các người làm gì cả, cho dù có làm chủ tịch hội đồng quản trị thì một năm cũng chỉ được có mấy chục triệu, tưởng là to lắm đấy à? Cơ Hương Ngưng bĩu môi, nếu các người muốn nói chuyện này thì thôi, tôi xin phép đi đặt vé xem phim đây, không tiếp mấy người nữa. Nói rồi Cơ Hương Ngưng xoay người định rời đi. Cơ Chấn Hùng đâu dám để cô đi như vậy, bèn vội vàng đẩy Cơ Xuyên Hải vài cái, ý bảo ông ta đi lên níu giữ. Cơ Xuyên Hải bước nhanh lên trước kéo Cơ Hương Ngưng lại nói, đừng vội thế mà, thật ra nếu cô muốn hy sinh hạnh phúc của mình vì gia tộc thì cũng không phải không có chỗ tốt, cái hội đồng quản trị gì đó là quá xa vời. Rồi, thế này đi, hội đồng quản trị vừa mới quyết định sẽ lấy ra 300 triệu để đền bù cho đối tác thương mại. Tôi, là giám đốc tài chính nên có thể kiến nghị với hội đồng quản trị để đưa cho cô một phần, cô nói muốn 100 triệu để phát triển văn phòng chi nhánh đúng không? Thế, này đi, tôi sẽ đưa cho một mình cô 60 triệu, Cơ Chấn Hùng há mồm, nhưng không dám lên tiếng, nếu có thể lấy 60 triệu ra để thay đổi suy nghĩ của Cơ Hương Ngưng thì cũng không thiệt. Vả lại, số tiền này cũng tiêu vào văn phòng chỉ nhánh, chứ không mất đi đâu. Nhưng Cơ Hương Ngưng lại khinh bỉ nói, 60 triệu, số tiền này to quá nhỉ, thân phận con dâu của tập đoàn Lưu thị mà chỉ đáng giá có vậy thôi à? Chú ba, nể tình chúng ta từng hợp tác nên tôi cũng không muốn nói nhiều với chú làm gì. 200 triệu, không được thiếu dù chỉ một đồng, nếu các người muốn tôi từ bỏ thân phận
con dâu của tập đoàn Lưu Thị thì ném 200 triệu qua. Đây, không thì đừng tìm tôi nữa, tôi không rảnh đi đôi co với các người đâu. Nói xong, Từ Hương ngưng quyết đoán rời khỏi phòng làm việc. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 155, danh sách hội đồng quản trị. Góc chuyện audio.com, Từ Xuyên Hải nhìn Hoắc Khải còn đang đứng ở đó, nói, tiểu lý, cậu xem. Hoắc Khải nhún vai, quay sang nhìn đám người với những biểu cảm khác nhau, nói, nếu tôi là cô ấy, bị coi như một món hàng mà ném qua ném lại thì cũng sẽ chẳng dễ dàng mà đồng ý với các ông đâu. 200 triệu cũng tốt, ít nhất còn đỡ hơn so với việc nhà họ Cơ phá sản. Sau đó, Hoắc Khải cũng rời đi, nghe được tiếng bước chân trên hành lang xa dần. Một lúc lâu sau, phòng làm việc mới vang lên tiếng của Cơ Bộc Tồn, Cơ Hương Ngưng này thật quá đáng. 200 triệu mà cũng dám, câm mồm cho tôi. Cơ Chấn Hùng trợn mắt phẫn nộ, nói, ông ta đang tức đến không thể chịu nổi nữa. Ông ta, không ngờ Cơ Hương Ngưng lại đòi nhiều đến vậy. 60 triệu ông ta còn có thể, nhưng 200 triệu, là quá nhiều. Phải biết rằng, để thoát khỏi nguy cơ, nhà họ Cơ đã, phải lấy ra tổng cộng 300 triệu để bồi thường cho đối tác thương mại rồi, giờ lấy đâu ra 200 triệu đưa cho Cơ Hương Ngưng chứ. Nhìn dáng vẻ của Cơ Hương Ngưng, nếu không có 200 triệu thì e là cô sẽ thật sự vui vẻ mà hy sinh vì gia tộc. Mặc dù Cơ Chấn Hùng tức giận vì vào lúc này rồi mà Cơ Hương Ngưng vẫn không chịu nghĩ cho gia tộc, nhưng, nói đi cũng phải nói lại, đây chẳng phải là nghiệp chướng do chính ông ta tạo ra hay sao? Nếu lúc trước ông ta không ép Cơ Hương Ngưng cưới Lưu Quân Bồi chỉ để phá vỡ liên minh giữa Cơ Hương Ngưng với Cơ Xuyên Hải thì chuyện đâu có đến nông nỗi này. Nói cho cùng thì tất cả là do dòng chính tự bê đá đập vào chân mình. Cơ Xuyên Hải quay về, than thở với Cơ Chấn Hùng, Cơ Hương Ngưng thật sự rất khó chịu rồi đấy. Nếu không bỏ tiền ra thì e là cô ta sẽ khó lòng đồng ý, không đồng ý thì thôi. Tôi không tin là không có cô ta, nhà họ Cơ chúng ta sẽ phá sản. Một thành viên trong hội đồng quản trị tức giận nói, nhưng chẳng ai phụ họa cho câu này. Tất cả đều im, lặng như tâm trạng của họ bây giờ, vì thực tế đã chứng minh cả rồi, nếu Cơ Hương Ngưng thật sự kết hôn với Lưu Quân Bồi thì khả năng sụp đổ của nhà họ Cơ sẽ rất cao. Tôi không tin nếu chúng ta đưa ra 300 triệu tiền bồi thường đối tác mà họ vẫn sẽ không đổi ý đâu. Bọn họ, làm gì ngu đến vậy? Người trong ban hội đồng quản trị kia nói, Cơ Xuyên Hải quay sang nhìn ông ta, sao đến giờ, ông vẫn chưa chịu hiểu nhỉ, ngoài kia người ta không nhìn vào tiền của chúng ta, mà là mối quan hệ của nhà họ Cơ và tập đoàn Lưu Thị kia. Nếu Cơ Hương Ngưng lấy Lưu Quân Bồi thì dù chúng ta đưa ra bao nhiêu tiền đi nữa, bọn họ vẫn sẽ cho rằng đó là tiền mà tập đoàn Lưu Thị cho chúng ta có thể giải thích thì có tác dụng không? Ai tin ông nào, dù ông có đem bản sao kê giao dịch phát ra khắp phố thì cũng chẳng có ai tin đâu, Cơ Xuyên Hải nói, người kia há miệng ra định nói, nhưng cuối cùng vẫn phải ảo não ngậm miệng. Cơ Xuyên Hải nói không sai, chỉ cần Cơ Hương Ngưng kết hôn với Lưu Quân Bồi thì tất cả mọi sự giải thích sẽ thành vô dụng. Điểm then chốt trong nguy cơ lần này chính là Cơ Hương Ngưng, người quyết định sẽ gỡ rối hay mặc kệ cái mớ bòng bong này. Nhưng 200 triệu nhiều quá, Cơ Xuyên đi nói, thật ra tôi thấy Cơ Hương Ngưng không phải không muốn, mà chỉ là đang tức giận, cảm thấy chúng ta không đối xử tốt với cô ta, nếu không thì cũng sẽ chẳng nói là phải đưa 200 triệu thì mới từ bỏ thân phận con dâu của tập đoàn Lưu Thị. Cơ Chí Minh đứng dậy nói với Cơ Chấn Hùng, theo tôi nên để anh ba đi nói chuyện với cô ta lần nữa. 200 triệu là không được rồi, chúng ta không đủ 500 triệu tiền mặt để lấy ra xoa dịu tình hình lúc này được, mà dù có miễn cưỡng làm được thì cũng sẽ tạo thành rắc rối lớn cho việc kinh doanh sau này. Cho nên, xin nhờ anh ba nói mấy lời với cô ta, lúc trước, cô ta muốn 100 triệu để phát triển văn phòng chỉ nhánh mà phải không, vậy thì cứ cho 100 triệu đi, cả mấy điều kiện lúc trước chúng ta cũng đồng ý luôn gì. Tóm lại là phải qua được kiếp nạn này đã rồi mọi chuyện mới ổn được. Cơ Xuyên Hải không tiếp lời mà nhìn vào Cơ Chấn Hùng, một lúc lâu sau, Cơ Chấn Hùng mới khó khăn ngẩng đầu hỏi Cơ Xuyên Hải, ông nghĩ cô ta có chịu lấy 100 triệu không? Tôi không biết, Cơ Xuyên Hải lắc đầu, tài sản của tập đoàn Lưu Thị không ít hơn chúng ta, mà lão Lưu có rất nhiều cổ phiếu, đến lúc chia tài sản thì Lưu Quân Bồi ít nhất cũng phải có 500 triệu, làm vợ của cậu ta thì tài sản vợ chồng sẽ chia đều, Cơ Hương Ngưng sẽ lấy 100 triệu của gia tộc hay 300 triệu của Lưu Quân Bồi thì tôi cũng không chắc được. Cơ Chấn Hùng lộ ra vẻ mặt chán nản, ông ta vẫy tay, nói, ông đi nói chuyện với cô ta đi, 100 triệu làm điều kiện, ông phải dùng mọi cách để cô ta đồng ý, tôi sợ cô ta sẽ nhân cơ hội này mà đòi thêm các điều kiện khác. Cơ Xuyên Hải nói, miễn là không vi phạm nguyên tắc của gia tộc, miễn là có thể khiến gia tộc thoát khỏi nguy cơ này thì cái gì cũng được. Giọng nói của Cơ Chấn Hùng trở nên tẻ ngắt, ông ta vốn định dùng mối liên hôn này để phá vỡ liên minh dòng chính nhánh phụ, lại có được sự trợ giúp của tập đoàn Lưu Thị, ông ta đã từng tự hào vì cái quyết định này,
bây giờ nhìn lại thì chỉ thấy đây là chuyện ngu ngốc. Nhất mà ông ta từng làm, chẳng lẽ ông ta thật sự đã già, không phù hợp để cai quản gia tộc nữa rồi. Cơ Xuyên Hải gật đầu rồi ra khỏi phòng làm việc. Cơ Bộc Tồn thật sự không kìm nổi nữa. Ông ta hỏi, chủ tịch, thật sự phải cho con bé đó 100 triệu. Sao, nếu cậu thấy nhiều quá thì đưa ra một đề nghị khác. Hợp lý hơn đi, chỉ cần giải quyết được thì tôi sẽ cho cậu, luôn 100 triệu. Cơ Trấn Hung đáp. Cơ Bộc Tồn lập tức không nói gì nữa. Lão làm gì nghĩ ra được cách nào để giải quyết nguy cơ này chứ? Nếu có, thì còn phải chờ đến lúc bị Cơ Hương ngừng diễu võ. Dương Oai ở đây chắc. Một góc khác, Cơ Xuyên Hải đi ra khỏi công ty, lên xe của Cơ Hương Ngưng, Hoắc Khải phụ trách lái xe, đến khi cách công ty mấy trăm mét thì mới cười phá lên, 100 triệu đã xong, các điều kiện khác cô muốn, sao cũng được. Cơ Xuyên Hải cười hà hà, vẻ mặt đắc ý, lần này đám người đó tổn thất rất nặng đấy. Bọn họ, chắc chắn không ngờ được là chỉ vì một quyết định nhỏ ban đầu mà lại tổn thất nhiều đến vậy, cũng phải cảm ơn chú ba đã đồng ý hợp tác, kỹ năng, diễn xuất của chú giỏi hơn mấy ngôi sao màn bạc kia. Nhiều, Cơ Hương Ngưng cũng chúc mừng mấy câu, Cơ Xuyên Hải cười càng to hơn, đương nhiên rồi, nếu, ngày xưa không bị ép học kinh tế thì có khi bây giờ tôi đang đi trên thảm đỏ đấy, nhưng nói sao thì lần này cũng, phải nhờ có Tiểu Lý chúng ta mới thành công được vậy. Không hiểu trong đầu cậu chứa cái gì mà có thể xoay người ta vòng vòng như vậy, hơn nữa còn không một ai nhận ra chứ. Hoắc Khải vừa lái xe vừa cười đáp, bọn họ chưa hẳn là không nhận ra đâu, chỉ là chúng ta đi theo con đường tùy cơ ứng biến, còn bọn họ chỉ có thể đi theo một con đường cứng nhắc. Đến lúc này rồi, dù cho có nghỉ ngờ thì cũng phải giả ngốc mà thôi. Nói cũng đúng, Cơ Xuyên Hải gật đầu rồi nói với Cơ Hương Ngưng, ngoài 100 triệu ra, cô còn điều kiện gì nữa không? Thăng hẳn lên hàng thừa kế thứ hai, thăng cấp thì cứ làm theo quy trình bình thường thôi, còn các điều kiện khác, trừ những điều kiện lúc trước ra, thì tôi muốn cho nhánh phụ có thêm một vị trí trong danh sách hội đồng quản trị. Cơ Hương Ngưng nói. Cơ Xuyên Hải sửng sốt, danh sách hội đồng quản trị? Danh sách hội đồng quản trị của nhà họ Cơ chỉ có 15 người, trong đó có 10 người dòng chính và 5 người nhánh phụ, đây là quy tắc bất biến từ hồi thành lập gia tộc đến giờ, yêu cầu này hơi khó đấy, sợ là người trong dòng chính sẽ không có mấy người đồng ý, đèn nhà ai nhà nấy dạng, danh sách chỉ có ngần đó, thêm một nhánh phụ là bớt đi một dòng chính, ai sẽ muốn, nhưng chứ, tôi không quan tâm, một là thêm một vị trí trong danh sách, hai là cùng nhau chết. Cơ Hương ngừng bĩu, môi, cô định làm gia tộc sụp đổ thật đấy à? Cơ Xuyên Hải hỏi, vậy phải xem bọn họ làm thế nào đã. Cơ Hương ngừng nhún vai, nhìn dáng vẻ không quan tâm của cô ấy. Cơ Xuyên Hải cũng không nói gì nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Một lúc lâu sau thì ông ta mới quay về công ty báo cáo tình huống, chờ Cơ Xuyên Hải rời đi. Cơ Hương ngừng lên tiếng, hỏi, sao anh lại bảo tôi nhắc đến chuyện danh sách hội đồng quản trị vậy, nói thẳng với chủ tịch không hữu dụng hơn sao? Bất kể là thăng thẳng lên hàng thừa kế số 2 hay là tranh cử danh sách hội đồng quản trị thì đều là ý kiến của Hoắc Khải, điều kiện trước là vì Hoắc Khải cho rằng thăng cấp thuộc về chế độ hợp lý và lâu dài của gia tộc. Không cần phải thay đổi, mà cũng không nên vì ai mà thay đổi, nếu hôm nay phá lệ cho Cơ Hương Ngưng thì lần sau sẽ phá lệ cho người khác, như vậy thì còn cần chế độ làm gì nữa, còn việc tại sao lại nhắc đến danh sách hội đồng quản trị mà còn phải nhắc đến trước mặt của Cơ Xuyên Hải thì rất đơn giản, bất kể liên minh của hai người có vững chắc hay không thì Cơ Xuyên Hải vẫn luôn là người của dòng chính. Ý định liên minh ban đầu của ông ta chỉ là vì muốn nâng cao địa vị của bản thân, chứ không có nghĩa ông ta thật sự hướng về người trong nhánh phụ, cho nên Cơ Hương Ngưng bày ra dáng vẻ nếu không đồng ý thì sẽ lật mặt luôn trước mặt Cơ Xuyên Hải là để cho Cơ Xuyên Hải thật sự đi giúp cô khuyên bảo mấy lão già dòng chính kia. Hoắc Khải đầu đã cân nhắc các chi tiết này từ trước, điều bây giờ cần làm là chờ đợi kết quả cuối cùng mà thôi. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 156, thành quả, gocchuyenaudio.com. Cơ Xuyên Hải quay về công ty, kể lại một lần cuộc nói chuyện với Cơ Hương Ngưng. Đúng như Hoắc Khải đã phân tích, Cơ Xuyên Hải dù sao cũng là người của dòng chính, cho dù liên minh thế nào thì ông ta cũng phải cân nhắc đến lợi ích của dòng chính trước tiên, nhưng trước mắt phía dòng chính lại có ý muốn gây áp lực cho ông ta, cho nên khi kể lại cuộc nói chuyện, Cơ Xuyên Hải đã chắt lọc nói không ít những lời tốt đẹp về Cơ Hương Ngưng. Cơ Trấn Hùng nghĩ đi nghĩ lại, sau đó còn liên hệ với những thành viên cao cấp trong dòng họ mở ba cuộc họp, cuối cùng thì trong lặng lẽ tuyên bố, đáp ứng những điều kiện của Cơ Hương Ngưng, 100 triệu tiền mặt, đương nhiên, là chuyển vào tài khoản của công ty con, không cho phép chuyển sang, dùng với mục đích cá nhân, tất cả quyền kiểm soát công ty con đều giao lại cho Cơ Hương Ngưng. Nhưng, cân nhắc đến trước đây, Cơ Hương Ngưng đã từng suýt nữa bán công ty đi nên Cơ Trấn Hùng còn đặc biệt đưa ra một điều kiện, quyền mua cổ phiếu công ty chỉ giới hạn ở việc phân chia lợi nhuận. Cho dù cô là tổng giám đốc thì cũng không có quyền mua
bán công ty, nhưng điều quan trọng nhất là tuy Cơ Chấn Hùng đã đồng ý danh sách thành viên hội đồng quản trị, nhưng lại không lấy ra từ danh sách của dòng chính mà lại bổ sung từ bên ngoài. Nói cách khác, số lượng ủy viên quản trị nhà họ Cơ từ 15 người, bây giờ tăng lên 16 người, trong đó có 10 người là của dòng chính và 6 người của nhánh phụ. Quyết định này vừa được đưa ra, dòng chính cảm thấy càng thêm áp lực và nhục nhã, nhưng lại không thể làm gì khác. Bây giờ, tất cả mọi người đều trông chờ vào việc Cơ Hương Ngưng có thể chủ động hủy bỏ hôn ước, nhất định không thể gả cho Liêu Quân Bồi, nếu không thì nhà họ Cơ xong đời rồi. Một khi nhà họ Cơ ngã ngựa thì số ủy viên quản trị còn ý nghĩa gì nữa? Mà đối với nhánh phụ mà nói, đây lại là một tin tốt. Long trời lở đất, Cơ Chấn Hùng vừa quyết định thì mấy người nắm quyền của nhánh phụ đã tìm Cơ Hương Ngưng, người có uy tín lớn nhất trong nhánh phụ là Cơ An Đấu, cũng là bác ruột của Cơ Hương Ngưng. Năm đó trong nhánh phụ, bố của Cơ Hương Ngưng nắm trong tay quyền lực lớn, Cơ An Đấu cũng là trợ thủ đắc lực của ông. Sau một lượt đấu đá, Cơ An Đấu thế chỗ tiếp quản nhánh phụ đến giờ. Trước đây ông ta rất ngưỡng mộ bố của Cơ Hương Ngưng, nhưng theo thời gian trôi qua, sự ngưỡng mộ này trở thành sự kiêng dè, vì nhánh phụ không bằng dòng chính, nhưng quyền lực trong tay cũng rất lớn. Cơ An Đấu không muốn cái ghế của ông ta bị lung lay, cho nên ông ta cũng không quan tâm nhiều đến Cơ Hương Ngưng, sợ rằng trong tương lai đứa cháu gái này muốn cướp vị trí này. Bây giờ Cơ Hương Ngưng đã chiếm được một ghế thành viên hội đồng quản trị, vốn dĩ Cơ An Đấu muốn trực tiếp đến tìm Cơ Chấn Hùng thương lượng xem dành vị trí đó cho ai. Kết quả là Cơ Chấn Hùng lại nói vị trí này là của Cơ Hương Ngưng, cô ấy nói cho ai thì là của người đó. Không còn cách nào, Cơ An Đấu đành phải tìm đến đứa cháu gái mà bình thường ông ta chẳng đoái hoài gì đến. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ đến là Cơ Hương Ngưng cũng không thèm khát gì với vị trí thành viên hội đồng quản trị, còn nói nghe rất ngọt, cháu bất tài kém cỏi, cũng không có kinh nghiệm, nếu làm ủy viên quản trị thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người không phục, dễ dẫn đến những phiền phức không đáng có, cho nên vị trí này giao cho bác cả quyết định. Cơ An Đấu cười híp mắt, một vị trí ủy viên quản trị tương đương với ít nhất 20 triệu cổ tức mỗi năm. Đây chỉ là con số trên sổ sách, theo lẽ thường mà nói, mỗi một ủy viên quản trị đều có thể độc lập nắm quyền điều hành một chi nhánh, khác với tổng giám đốc, ủy viên quản trị nắm trong tay gần như toàn bộ quyền kiểm soát cổ tức của chi nhánh, ngoài 20% lợi nhuận phải giao cho dòng họ, còn lại 80%, nếu ông ta đút túi hết thì cũng không ai quan tâm. Nếu một chi nhánh làm ăn tốt thì mỗi năm lợi nhuận cũng được hơn chục triệu tệ, nhưng tiền cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng là có thêm một chỗ ngồi thì ông ta có thể sắp xếp thêm một người thân tín, đến lúc đó, lời nói của ông ta sẽ ngày càng có trọng lượng, không chỉ trong nhánh phụ mà trong cả dòng họ. Cơ Hương Ngưng đưa quyền phân vị trí đó cho ông ta, cũng có nghĩa là cho Cơ An Đấu một cơ hội tốt lôi kéo lòng người, chắc chắn sẽ có rất nhiều người vì chuyện này mà đến nịnh nọt ông ta, hy vọng có thể đạt được chiếc ghế đó. Do đó, ấn tượng của Cơ An Đấu về Cơ Hương Ngưng cũng tốt lên nhiều, trước khi rời đi còn cười lớn, nói, cháu gái ngoan, cháu yên tâm, sau này trong dòng họ, có ai dám gây phiền phức cho cháu thì bác là người đầu tiên không tha cho hắn, người của nhánh phụ chúng ta, không thể để kẻ khác xem thường được. Sau khi ông ta đi, Cơ Hương Ngưng đóng cửa, bĩu môi, nhìn Hoắc Khải, anh chắc chắn đưa vị trí đó cho ông ta, có ích hơn là tự mình nắm lấy sao, ông ta nói chuyện thối, chẳng khác gì đánh rắm, hôm nay còn biết ơn tôi, nói, không chừng ngày mai còn bán tôi đi. Nhánh phụ ít nhiều cũng đoàn kết hơn dòng chính, huống hồ, bản thân cô cũng hiểu rõ, năng lực và kinh nghiệm không đủ thì dù cô có ngồi lên chiếc ghế đó cũng ngồi không vững, nếu đã như vậy, không bằng đứng lên, vai người khổng lồ, Hoắc Khải mỉm cười nói, trong, dòng chính có Cơ Xuyên Hải, nhánh phụ có Cơ An Đấu, sau này, trong dòng họ, tay phải tay trái của cô đều có, chỗ vị, muốn đi ngang cũng không có vấn đề gì, anh mới đi ngang, tôi cũng không phải là con cua. Cơ Hương Ngưng hừ một tiếng, sau đó trên khuôn mặt lại, lộ ra ý cười, nói, nhưng dù nói thế nào thì thật sự thu hoạch lần này cũng đạt được ngoài mong đợi, lúc trước, anh nói cần 100 triệu để phát triển chi nhánh, tôi, còn nói anh hoang tưởng, bây giờ xem ra, tôi mới là ếch ngồi đáy giếng, chỉ có thể nói là trời chiều lòng người, nếu không, phải là dòng chính muốn tìm vài con thiêu thân thì chúng ta phải tốn rất nhiều công sức mới lấy được 100 triệu này, Hoắc Khải nói. Cơ Hương Ngưng gật đầu, trước đây, trong lúc cô và Hoắc Khải lên kế hoạch chiến lược, xác thực là cần 100 triệu để chiếm lĩnh thị trường, theo kế hoạch của Hoắc Khải lúc đó, cần từng bước thâm nhập vào nội bộ của dòng họ, nhanh nhất là nửa năm, ngắn nhất là 3 tháng phải lấy được khoản tiền này, vậy mà đến bây giờ, chỉ trong một tuần, tiền đã được chuyển vào tài khoản, lại có thêm quyền kiểm soát chi nhánh và việc chắc chắn có thể tăng lên hạng 3, những thu hoạch của Cơ Hương Ngưng khi quay về nhà họ Cơ vượt xa so với
Tưởng tượng ban đầu, điều này khiến cô ngày càng khâm phục và kính nể. Hoắc Khải, chỉ trong một tuần, người đàn ông này đã hoàn toàn dùng sự thật để chứng minh, anh ấy có thể chơi đùa số, tài sản mấy tỷ tệ của nhà họ Cơ trong lòng bàn tay. Đến cả lão cáo già như Cơ Chấn Hùng cũng không đấu được anh thì cô sao có thể được tính là đối thủ của anh? Chứ, may mắn là trước mắt, Hoắc Khải không có ý muốn gây bất lợi cho nhà họ Cơ, cho dù cô có sợ hãi thế nào thì, cô cũng không cam lòng đuổi anh đi, có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không phát hiện ra. Sự ỷ lại vào Hoắc Khải đã khắc sâu vào xương tủy của cô. Rồi, kiểu phụ thuộc này rất dễ nghiện, khi thật sự đã, SCGJCCSCDDINSCG4DEIDEIELOES, PEDDEESCGIS2M5970, 3822Z22D, 24G2G, 73, I9702I, ZX20Z001X609NI, ZCPMRI, nghiện rồi thì có lẽ là sẽ không thể thoát thân khỏi vũng lây, vậy thì chỉ có một kết cục duy nhất, chỉ cần là người, có trái tim đều sẽ bị người đàn ông này bắt làm tù binh. Sau khi 100 triệu tiền mặt chuyển vào tài khoản, công ty, Cơ Hương ngưng theo thỏa thuận tham gia buổi họp báo cho nhà họ Cơ đặc biệt tổ chức, công khai tuyên bố, tuyệt đối không thể kết hôn với Lưu Quân Bồi. Đồng thời, nhà họ Cơ tuyên bố, bỏ ra 300 triệu chờ, cấp cho các bên đối tác và 100 triệu để mở rộng kinh doanh cho công ty con. Ngoài ra, theo kiến nghị của Hoắc Khải, bộ phận quan, hệ công chúng cũng thông qua các kênh khác nhau lan, truyền thông tin rằng toàn bộ cuộc khủng hoảng lần này, chỉ là một hành động tạo dịch căng đan của nhà họ Cơ tự biên, tự diễn để tạo danh tiếng cho công ty con. Cơ Hương Ngưng đã tự mình lên tiếng, cùng với sự kích thích do 400 triệu tệ đem lại, rất nhiều người đều tin đó chỉ là tin vịt. Mặc dù, kiểu tự tạo dịch căng đan này không được vẻ vang cho lắm nhưng không thể không thừa nhận, cách làm này, thật sự đã khiến nhà họ Cơ nổi tiếng hơn nhiều. Nói đúng hơn là Cơ Hương Ngưng đã trở nên nổi tiếng hơn nhiều. Hoắc Khải đề xuất khi bộ phận quan hệ công chúng lan truyền tin tức cũng gián tiếp thông qua những kênh này cho biết toàn bộ những thủ đoạn tạo dịch căng đan đều là công sức của Cơ Hương Ngưng, đẩy cô lên đầu đài. Như vậy, rất nhiều người sẽ cảm thấy hiếu kỳ với cô, gái trẻ tuổi nhà họ Cơ, ai cũng tìm hiểu một chút thì sẽ khiến công lao của Cơ Hương Ngưng trong khoảng thời gian này càng nổi bật. Cái này gọi là thời thế tạo anh hùng, một cuộc khủng hoảng khiến cho Cơ Hương Ngưng đạt được cả danh và lợi, tạo thành một kết cục hoàn hảo. Nếu nói người không có gì vui mừng thì đó là dáng vẻ của hai bố con Cơ Bộc Tồn và Cơ Ôn Thư. Thu hoạch của Cơ Hương Ngưng càng lớn thì hai bố con nhà kia càng khó chịu. Lúc đầu chỉ là con cháu của nhánh phụ không đủ tư cách để lau giày cho họ, thế mà chớp mắt đã biến hình, trở thành nhân vật quan trọng nơi đầu sóng ngọn gió. Còn Cơ Ôn Thư lại bị hạ xuống hạng 4, không có quyền điều hành công ty con. Sự chênh lệch như vậy khiến cho hai bố con hận tới mức nghiến răng kèn kẹt, nhưng khi gặp Cơ Hương Ngưng, họ vẫn phải giả vờ vui mừng, dù sao, bây giờ đến Cơ Chấn Hùng cũng không dám coi nhẹ người phụ nữ này, sợ cô nhất thời kích động, trở mặt. Đến lúc đó, Cơ Hương Ngưng tùy tiện nói là bị dòng họ ép hủy hôn hay thật ra nhà họ Cơ đã sắp tiêu rồi thì nhà họ Cơ chỉ có một con đường chết. Tóm lại, lúc Cơ Hương Ngưng rời khỏi nhà họ Cơ, người vui vẻ tiễn cô cũng có, mà ánh mắt thù hận nhìn cô, cũng có, chỉ có Cơ Xuyên Hải thật lòng đứng trước xe nhìn cô. Cười híp mắt bảo cô quay về ăn nhiều một chút, chiếc xe đi ra khỏi cửa tổng bộ, thu lại ánh mắt nhìn ra cửa sổ, Cơ Hương Ngưng nhìn Hoắc Khải ngồi bên cạnh, xúc động nói, lần sau quay lại, chắc chắn có thể tăng lên hạng 2 nhỉ, mục tiêu của chúng ta không thể chỉ là hạng 2. Hoắc Khải cười nói, cố lên, chủ tịch hội đồng quản trị, tương lai. Lần đầu tiên nghe Hoắc Khải nói đến lý tưởng trong tương lai, Cơ Hương Ngưng có chút hốt hoảng bất an, nhưng bây giờ nghe câu nói này, cô lại thấy nhiệt huyết bừng bừng, nhìn người đàn ông đang mỉm cười ở trước mặt, Cơ Hương Ngưng cũng không suy nghĩ gì nữa, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Tương lai, có lẽ thật sự có thể kỳ vọng, con đường không ai đi qua lại là nơi có ánh sáng chói chang nhất. Kết chương, chế tạo hào môn, chương 157, tặng hoa, góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà họ Cơ thì trời đã qua trưa, Hoắc Khải không trở về nhà ngay, cũng chưa gọi điện thoại cho Ninh Thần, mà đi đến tiệm bán hoa một chuyến trước. Đến đây làm gì vậy? Cơ Hương Ngưng hỏi khi cô ấy bước ra khỏi xe, đương nhiên đi đến tiệm bán hoa là để mua hoa rồi. Hoắc Khải trả lời, Cơ Hương Ngưng ngẩn người, không biết cô ấy đang nghĩ đến điều gì, nét mặt đột nhiên lại có chút mất tự nhiên, cô ấy đang nhầm tưởng rằng Hoắc Khải muốn mua hoa tặng mình, là một người phụ nữ không có nhiều kinh nghiệm trong tình yêu, hiểu biết duy nhất của cô ấy về việc tặng hoa cho ai đó chỉ là để thể hiện hảo cảm đối với người đó. Hoắc Khải bước vào tiệm hoa, liếc mắt nhìn rồi chỉ vào hoa hướng dương trước mặt và nói, phiền cô gói giúp tôi mấy bông hoa này. Nhân viên tiệm đi tới cầm mấy bông hoa hướng dương lên, gói lại một cách đơn giản, không có gì quá nổi bật, nhưng chỉ riêng màu vàng đơn thuần của hoa hướng dương cũng đã rất rực rỡ rồi.
rực rỡ như ánh mặt trời trên. Cao vậy, Hoắc Khải nhìn quanh, sau đó hỏi Cơ Hương Ngưng, bó hoa này trông thế nào? Cơ Hương Ngưng cảm thấy hơi bối rối, ngập ngừng, nói, cái đó cũng được, chỉ có điều hình như không có, ai chỉ tặng mỗi hoa hướng dương cho con gái, nói như vậy cũng đúng. Hoắc Khải suy nghĩ một chút, sau đó anh chọn thêm hai bông hoa tulip, một trái, một phải cắm bên cạnh hoa hướng dương, trông giống như hai người bảo vệ, có vẻ như anh thấy nó rất buồn, cười, nên đã bật cười mấy lần, Cơ Hương Ngưng lại càng thêm bối rối, thậm chí còn cảm thấy hơi xấu hổ khi nhìn thấy Hoắc Khải như thế. Khi Hoắc Khải trả tiền xong, cô ấy khẽ cúi đầu đi theo phía sau anh rời khỏi tiệm hoa, kết quả là vừa mở cửa xe, Hoắc Khải không lên xe mà chỉ đứng đó nói, cô đi trước đi, tôi còn phải đi chợ. Con bé Đường Đường nhà tôi hẳn là đang muốn ăn món sườn xào chua ngọt lắm. Cơ Hương Ngưng đang ngồi trên xe lại ngẩn người thêm một lúc, sau đó mới nhận ra rằng bó hoa này không phải mua cho cô ấy mà là mua cho Ninh Thần, làm mới vừa rồi cô ấy còn tự mình đa tình. Suy nghĩ, chờ một hồi sau khi anh tặng hoa thì cô ấy phải làm như thế nào để ra vẻ thờ ơ một chút, bây giờ thì tốt rồi, chỉ là do cô suy nghĩ lung tung mà thôi. Vậy thì anh đi đi, dù sao tôi cũng rất bận. Cơ Hương Ngưng cố gắng khiên cho giọng nói của mình trở nên bình thường, nhưng dù có giả vờ như thế nào đi chăng nữa, đôi mắt của cô ấy vẫn vô thức nhìn vào bó hoa hướng dương. Cô ấy không phải là một người phụ nữ thích hoa mấy, thứ hoa hòe này không mài ra ăn được, nên chỉ là thứ vô dụng trong mắt của Cơ Hương Ngưng. Nhưng hôm nay không biết có chuyện gì, cô ấy lại chỉ mong nhận được món quà như vậy từ một ai đó, có phải là bị ma nhập rồi không? Trong lòng Cơ Hương Ngưng tự nhiên lại cảm thấy có chút mất mát, chỉ có thể cố gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn, rồi nói với tài xế, lái xe đi. Lúc này, Hoắc Khải mới đột nhiên nói, suýt chút nữa, quên mất, cái này là cho cô. Một mùi thơm thoang thoảng bay vào, Cơ Hương Ngưng vừa quay đầu lại thì thấy Hoắc Khải đã cầm một đóa hoa ly hồng đưa vào cửa kính xe. Tôi nghe nói rằng hoa ly hồng tượng trưng cho sự thuần khiết và sang trọng, nó rất hợp với cô, Hoắc Khải giải thích. Sự hưng phấn vô cớ chiếm trọn lấy trái tim của Cơ Hương Ngưng, khóe miệng của cô ấy đã hơi nhếch lên, nhưng vẫn phải tỏ ra thản nhiên nói, mua cái thứ vô dụng này làm gì không biết. Nói qua nói lại, cuối cùng tay cũng nhanh chóng nhận lấy đóa hoa đó, nhận lấy đóa hoa ly hồng rồi. Cơ Hương Ngưng lại bất giác cúi đầu, ngửi hương thơm tỏa ra từ nhụy hoa. Hoắc Khải đứng bên cạnh xe cười nói, thế nào, có thơm không? Có lẽ do bị Hoắc Khải phát hiện cô ấy như vậy mà lại để ý đến đóa hoa này. Cơ Hương Ngưng ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, hừ một tiếng nói, không thơm chút nào, cũng không có ai tặng hoa mà chỉ tặng có một đóa. Đồ keo kiệt, thôi tôi không để ý đến anh nữa. Tài xế lái xe, người tài xế khởi động xe và chiếc ô tô từ từ lăn bánh rời khỏi vị trí ban đầu. Từ gương chiếu hậu có thể thấy Hoắc Khải vẫn đang đứng bên đường vẫy tay chào cô ấy. Ở trong xe, hương hoa nhàn nhạt tiếp tục lan tỏa ra, khiến cho tâm trạng của Cơ Hương Ngưng càng lúc càng tốt lên. Một lúc lâu sau, cho đến khi không còn nhìn thấy Hoắc Khải trong gương chiếu hậu, cô ấy mới nhìn xuống đóa hoa ly hồng trên tay mình. Nét mặt của cô ấy bây giờ trông vô cùng phức tạp, nửa như vui vẻ, nửa lại u buồn. Thở dài, cô ấy đặt đóa hoa ly hồng xuống bên cạnh, như thể cô chưa từng cầm nó trong tay, cũng có chứng minh được điều gì đâu chứ. Hoắc Khải bắt một chiếc taxi đến khu chợ gần nhà. Anh không hề biết rằng ở phía bên kia đường, Phan Tư Mễ đang ngồi trên xe của mình và nhìn chằm chằm vào anh. 10 phút trước, Phan Tư Mễ đến mua đồ gần đó, vừa lên xe đã thấy Hoắc Khải và một người phụ nữ xinh đẹp bước xuống xe, cùng nhau đi vào tiệm hoa. Cân nhắc một chút, cô ấy quyết định không quấy rối mà lặng lẽ đợi mọi chuyện phát triển thêm. Sau vài phút, cô ấy nhìn thấy Hoắc Khải bước ra, trên tay cầm một bó hoa hướng dương, đứng trước xe nói chuyện với người đẹp, để rồi như đang làm ảo thuật, anh lấy ra một đóa hoa ly hồng và đưa nó cho người phụ nữ kia. Phan Tư Mễ không biết hai người đó nói gì với nhau, nhưng là một bác sĩ tâm lý, cô ấy có thể nhìn thấy những thay đổi biểu cảm tinh tế trên nét mặt của người phụ nữ ngồi trong xe. Qua cửa kính xe, nét mặt đó rõ ràng là đang thể hiện một niềm vui kín đáo. Sau khi chiếc xe đó rời đi, Hoắc Khải cũng bắt một chiếc taxi khác rồi rời đi một mình. Nếu như không phải trên tay Hoắc Khải vẫn còn cầm theo một bó hoa hướng dương, Phan Tư Mễ có thể chắc chắn rằng hai người này là tình nhân của nhau. Nhưng bây giờ có thêm bó hoa hướng dương đó, nên cô ấy cũng không thể khẳng định chắc chắn, dù cho có chuyện gì thì cũng không nên đưa ra phán đoán một cách tùy tiện. Sau một hồi suy nghĩ, Phan Tư Mễ mới từ bỏ ý định gọi điện cho Ninh Thần. Bản thân cô ấy chỉ ghi nhớ vấn đề này, sau đó cô ấy sẽ lên kế hoạch để tìm cơ hội thăm dò Hoắc Khải. Hoắc Khải nào đâu biết bác sĩ tâm lý của mình lại tình cờ xuất hiện ở bên kia đường. Anh chỉ chuyên tâm đi chợ, cẩn thận chọn hai miếng sườn và mua thêm một ít rau. Từ trước khi trở về nhà, anh gõ cửa nhà, sau khoảng 10 giây thì cánh cửa mở ra, nhìn Ninh Thần đang đứng ở cửa với vẻ mặt ngẩn ngơ.
Hoắc Khải mỉm cười đưa bó hoa hướng dương trong tay, anh cho cô rồi nói, tặng cho em đó, mấy ngày nay một, mình ở nhà đã cực khổ rồi. Hoa hướng dương không phải là loài hoa có mùi, hương quá đặc biệt, nhưng nhìn những bông hoa vàng, rực rỡ trước mặt, lại nghe những lời nói tâm tình của anh, trái tim của Ninh Thần như muốn tan chảy. Cô là một người phụ nữ dễ hài lòng, cô không cần gì, nhiều ngoài chồng con của mình. Trước đây, Lý Phong chưa bao giờ dành tặng cho cô, bất cứ điều gì bất ngờ, kể cả sau khi kết hôn, cô cũng luôn cảm thấy buồn tẻ và lạc lõng. Nhưng bây giờ thì khác, đây là ngày đầu tiên anh biết, mua hoa tặng cho cô khi về nhà, mặc dù Ninh Thần cũng cảm thấy hoa là món quà vô nghĩa giống như cơ hương ngưng, nhưng cô ấy sẽ không từ chối một món quà như vậy từ chồng của mình, ngược lại còn rất thích nó, bởi ý nghĩa đằng sau những bông hoa chính là tượng trưng cho tình yêu của người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Nếu như ghét một người, chúng ta sẽ không bao giờ tặng hoa cho người đó. Cảm ơn anh, Ninh Thần nở nụ cười tươi tắn, đón lấy những bông hoa. Bố ơi, nghe thấy giọng nói của Đường Đường, Hoắc Khải nhìn lên, nhưng ngạc nhiên khi thấy rằng ngoài mẹ con, Ninh Thần thì còn có Cố Phi Dương và Nhạc Văn Văn cũng đang ở trong nhà. Khi nhìn thấy Hoắc Khải, vẻ mặt đang không được vui của Cố Phi Dương lại càng thêm mất tự nhiên, nhất là khi cô ấy nhìn thấy bó hoa trong tay Ninh Thần, cô ấy liền cảm thấy khó chịu như có đàn kiến đang bò trong lòng. Nhìn người khác càng hạnh phúc bao nhiêu thì cô ấy càng cảm thấy mình kém cỏi bấy nhiêu. Vì vậy, trước khi Hoắc Khải kịp hỏi tại sao họ lại ở đây, Cố Phi Dương đã trực tiếp đưa Nhạc Văn Văn đứng lên và nói, về nhà thôi con. Không, con không muốn đi, con muốn ở cùng với chú Lý. Nhạc Văn Văn cố gắng vùng vẫy một cách tuyệt vọng, giọng nói chuyển từ vui sướng sang nghẹn ngào. Ninh Thần ở một bên giải thích, buổi trưa Văn Văn cùng Đường Đường trở về từ trường học, cô bé nói mấy ngày nay anh không đến nấu đồ ăn ngon cho cô bé. Em đã gọi điện cho cô Cố, cô ấy vừa đến thì anh cũng vừa về nhà, cháu muốn chú Lý chơi với cháu, cháu cũng muốn ăn bữa ăn do chú Lý nấu. Nhạc Văn Văn hét lớn, chú Lý đã hứa với mẹ con cháu. Cháu, bóp, một âm thanh giòn giã vang lên khiến căn nhà bỗng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi đều người kinh ngạc nhìn Cố Phi Dương, trong khi Cố Phi Dương lạnh lùng kéo con gái ra, đừng, phép mẹ phải đánh con nữa. Về nhà, Ninh Thần lúc này cũng phản ứng lại, nhanh chóng, thuyết phục, cô Cố, Văn Văn vẫn còn là một đứa trẻ, hơn, nữa Lý Phong đã về rồi, mẹ con cô cũng ở lại ăn cơm đi, cảm ơn cô Ninh vì lòng tốt của cô, nhưng có lẽ, chúng ta có cách giáo dục con cái khác nhau, tôi không thể chịu đựng được việc con bé cứ chạy đến nhà người khác vì miếng ăn, vì vậy, chúng tôi nên về nhà thì hơn, nếu như chúng tôi có gây phiền phức gì cho gia đình cô, thì cũng xin cô thứ lỗi cho, Cố Phi Dương lạnh lùng nói, rồi cứng rắn kéo Nhạc Văn Văn ra ngoài. Ninh Thần muốn giữ cô ấy lại, nhưng đã bị Hoắc Khải ngăn cản, chú Lý, Nhạc Văn Văn đưa tay về phía Hoắc Khải, hy vọng rằng anh có thể giữ cô bé lại, vừa rồi, sau, một cái tát, một nửa bên má của cô bé đã bị sưng tấy, đủ, thấy rằng Cố Phi Dương đã dùng lực mạnh đến như thế. Nào, cách chương, chế tạo hào môn, chương 158, tránh xa, gocchuyenaudio.com. Hoắc Khải thở dài nói với Nhạc Văn Văn, cháu về nhà, với mẹ trước đi, hai ngày nữa chú sẽ nấu cho cháu đồ ăn, ngon. Cố Phi Dương ngẩng đầu nhìn anh, do dự như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng cũng không đủ dũng khí để nói lời từ chối. Vì vậy cô ấy chỉ có thể mạnh mẽ kéo con gái mình đi, Nhạc Văn Văn cũng không dãy dụa nữa, chỉ vừa khóc, vừa hét lên với Hoắc Khải, chú Lý, chú nhất định phải tới. Đó, Ninh Thần bước ra cửa, nhìn bóng lưng không hòa, phận của hai mẹ con Cố Phi Dương, cô thở dài, cô Cố, này có lòng tự trọng cao quá, Văn Văn chỉ muốn ăn những món ăn do anh nấu, mà cô ấy lại nỡ lòng nào đánh con bé, như vậy, không phải là lòng tự trọng quá cao, mà là quá tự ti, Hoắc Khải nói, hà, Ninh Thần hơi sững sờ, cô rõ ràng vẫn chưa thể phân biệt được thế nào là lòng tự trọng cao còn thế nào là tự ti, nhưng đối với Hoắc Khải mà nói, đây là điều có thể nhìn thấy ngay trong nháy mắt. Cố Phi Dương rõ ràng đang cho rằng việc con gái mình ồn ào và muốn ăn thức ăn của người khác là điều đáng xấu hổ, vì vậy nên cô ấy cảm thấy rất tự ti. Nhìn thấy Hoắc Khải, cô ấy lại càng thêm hoảng loạn không thôi, không có cách nào khác tốt hơn để giải quyết vấn đề, nên chỉ có thể lựa chọn bạo lực để giải quyết vấn đề. Cũng giống như lần trước, khi Nhạc Văn Văn bỏ nhà đi, trong đêm mưa, ngay khi tìm thấy cô bé, Cố Phi Dương cũng đã xông lên và đánh cô bé. Nhưng sau khi đánh xong, cô ấy liền ôm con gái của mình mà khóc lóc thảm thiết. Cách giải quyết mọi việc của cô ấy rất thẳng thừng, nói một cách chính xác hơn thì đó chính là sự trốn tránh. Bởi vì cô ấy không có đủ tự tin để sử dụng lời nói hoặc những cách khác nhẹ nhàng hơn để giải quyết những việc này, sự thiếu tự tin tột độ chính là nguồn gốc của bạo lực. Mặc dù không biết nhiều về lĩnh vực phân tích tâm lý, nhưng Ninh Thần vẫn nói, vậy thì ngày mai anh mua chút đồ ăn đến gặp cô bé nhé. Thật đáng thương, con nhỏ như vậy mà bố đã không còn. Chuyện này không thể trách cô,
bé được, ngay cả em cũng cảm thấy đau lòng thay cho cô bé. Minh Thần là một người phụ nữ rất tốt bụng, nhưng mà thứ tình mẫu tử này của cô lại ban phát quá tràn lan. Hoắc Khải không lập tức đồng ý với cô mà chỉ nói. Chuyện đó nói sau đi, hai mẹ con đã ăn cơm chưa? Hay là anh làm món sườn xào chua ngọt cho hai mẹ con nhé? Anh vừa mới đi chợ mua đồ về đây, anh vừa đi công tác về mà không lo nghỉ ngơi cho. Tốt, lại còn đi chợ nữa. Minh Thần lo lắng nói, cũng không phải là quá mệt mỏi, làm việc ở đâu cũng giống nhau mà. Lúc này Đường Đường mới đi tới, nắm lấy tay Hoắc Khải, nét mặt buồn buồn hỏi, bố ơi, sau khi bố làm món sườn xào chua ngọt, con có thể mang đến trường cho Văn Văn không? Cậu ấy đặc biệt thích món sườn xào chua ngọt do bố nấu, tất nhiên là được rồi. Hoắc Khải xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô bé, chắc chắn rằng sự lương thiện của con gái anh là do di truyền từ mẹ Ninh Thần, anh hy vọng có thể bảo vệ sự lương thiện đó mãi mãi. Bởi vì đây là điều mà anh coi trọng nhất. Mặt khác, giống y như Hoắc Khải đã nói, sau khi đi được một đoạn đường, Cố Phi Dương liền ngồi xổm xuống và ôm Nhạc Văn Văn. Cô bé vẫn đang khóc, cô ấy hỏi con cái mình một cách đau khổ, có đau lắm không? Xin lỗi, con, mẹ không nên đánh con như vậy. Một bên má của Nhạc Văn Văn đã in dấu năm ngón tay, mỗi lần nhìn vào đó, Cố Phi Dương đều muốn tự tát mình, là bản thân cô ấy vô dụng, tại sao lại trút lên người của con gái kia chứ? Vốn dĩ khi Ninh Thần gọi điện cho cô ấy và nói rằng Nhạc Văn Văn đã đến nhà bên đó, cô ấy đã không nghĩ gì nhiều ngoài sự xấu hổ, vậy nên khi ở đó, cô ấy đã luôn miệng giục con gái rời đi mà không thèm nghĩ ngợi điều gì. Khoảnh khắc khi Hoắc Khải bước vào nhà, trong lòng Cố Phi Dương liền cảm thấy khó chịu, không ngăn được sự tự ti và hoảng loạn đang dâng trào. Cô ấy không muốn Hoắc Khải thấy mình trong bộ dạng xấu hổ như vậy, cũng không muốn anh nghĩ rằng con gái của mình ngay cả nhà cũng không muốn về, chỉ muốn đến nhà anh ăn cơm, xấu hổ làm sao. Nhưng Cố Phi Dương đã không có cách nào tốt hơn để thuyết phục con gái rời đi, cuối cùng đành phải tát cô bé. Thật ra sau cái tát đó, cô ấy đã rất hối hận, nhưng trước mặt Hoắc Khải và Ninh Thần, cô ấy không thể tỏ ra mềm lòng. Đây là nhà của người khác, điều cô ấy phải làm là đưa con gái mình rời đi để không làm phiền cuộc sống hạnh phúc của nhà người ta. Mọi buồn phiền đều phải tự mình gánh chịu, suy cho cùng đây cũng không phải trách nhiệm của người khác không có nghĩa vụ phải gánh chịu bất cứ điều gì cho nỗi đau của bản thân cô ấy. Sự khác biệt giữa lòng tự trọng thái quá và sự tự ti chỉ cách nhau một gang tấc. Nỗi ám ảnh của Cố Phi Dương đã khiến cho cô ấy không thể đối mặt với Hoắc Khải trong tình huống như vậy, đặc biệt là khi cô nhìn thấy Hoắc Khải tặng hoa cho Ninh Thần. Anh đã thể hiện khía cạnh một người chồng tốt, khiến cho Cố Phi Dương cảm thấy rằng việc con gái mình đến đây để phá rối cuộc sống của người khác chính là một tội lỗi. Anh là một người đàn ông tốt, làm sao mẹ con cô có thể tiếp tục quấy rầy gia đình của anh. Chỉ là sau khi bước ra khỏi nhà của bọn họ, Cố Phi Dương không thể không an ủi con gái mình. Nhạc Văn Văn không ngừng nức nở ôm cổ Cố Phi Dương, nghẹn ngào nói, mẹ ơi, con chỉ muốn ăn những món do chú Lý nấu, con không muốn làm mẹ tức giận. Cố Phi Dương rất hối hận vì hành động thiếu tinh tế của mình đối với con gái, nên ôm chặt Nhạc Văn Văn. Đôi mắt của cô ấy đỏ hoe, nước mắt không kiểm được mà chảy ra, xin lỗi con, mẹ không nên đánh con, nhưng chúng ta thật sự không nên tùy tiện đến nhà người khác, đặc biệt là chú Lý, con không nên đến tìm chú ấy nữa. Nhưng mà con thích chú Lý. Nhạc Văn Văn ôm mẹ nghẹn ngào nói, Đường Đường nói con cũng có thể gọi chú ấy là bố. Không thể được. Cố Phi Dương đột một đứng thẳng dậy, mở to hai mắt như một con nai nhỏ sợ hãi, vội vàng nói, cái này không được phép, chú ấy không phải là bố của con. Con đã có bố của mình đàng hoàng, nhưng con chưa từng gặp bố chú Lý. Chú ấy thật sự giống mẹ đã nói, chú ấy không phải là bố của con. Trước đây không phải, bây giờ không phải, sau này cũng không phải. Cố Phi Dương đứng lên, nét mặt lạnh băng, toàn thân khẽ run. Mãi cho đến lúc này, cô ấy mới nhận ra rằng sự phụ thuộc của con gái cô ấy đối với người đàn ông đó là ngoài sức tưởng tượng của cô ấy. Có lẽ là bởi vì cô bé thiếu thốn tình thương của bố, cho nên khi tình cờ gặp được một người đàn ông tốt, tự nhiên liền không khỏi mong muốn có được một người bố giống như vậy. Nhưng Cố Phi Dương biết rằng điều này là không thể. Người đàn ông ấy hiện tại đang rất hạnh phúc, là cô ấy đã tận mắt nhìn thấy. Đôi vợ chồng này không thể nào ly hôn được. Không, cho dù bọn họ có ly hôn hay không cũng không liên quan đến hai mẹ con cô. Dù thế nào đi nữa thì Cố Phi Dương cũng không chấp nhận việc trở thành kẻ thứ ba chen chân vào gia đình của người khác. Đây chính là những điều mà cô ấy đã được dạy từ khi còn nhỏ. Sau cái chết của chồng, cô ấy đã không bao giờ nghĩ đến việc tìm một người đàn ông khác làm chỗ dựa, vẫn luôn giữ gìn danh tiết của mình để tưởng nhớ mối tình đã qua. Vì vậy, cô ấy đã vô cùng thận trọng, chỉ giữ một khoảng cách vừa đủ với Hoắc Khải. Ngay cả khi cần giúp đỡ nhất, cô ấy cũng không nói chuyện với Hoắc Khải.
nhìn thấy con gái vô cùng phụ thuộc vào người đàn ông. Này, cô ấy đã chọn cách che đi sự hoảng loạn của mình. Bằng sự tức giận và gầm lên, nhìn thấy mẹ tức giận, Nhạc Văn Văn có chút hụt, hãng, chỉ biết lặp lại, Đường Đường nói không sao. Ở trong lớp, ngoại trừ Đường Đường và Phương Minh, ra thì không có bạn nào thân thiết với cô bé hơn cả. Đường Đường xinh xắn hiểu chuyện, vừa tốt bụng lại, hào phóng, cũng là cô bé được yêu thích nhất trong lớp. Nhạc Văn Văn rất ngưỡng mộ người bạn nhỏ này của mình, vì vậy cô bé rất hy vọng sẽ có cùng một người bố. Với người bạn nhỏ của mình, và người bố này thật là tốt, nhiều ngày đã trôi qua, nhưng Nhạc Văn Văn vẫn chưa bao giờ quên được trong đêm mưa gió sấm chớp ấy, bóng, dáng của chú đang chạy trong mưa to, gọi tên cô bé như một sự cao cả, tràn đầy cảm giác an toàn của người bố mang lại cho cô bé. Chú Lý đáng ra phải là bố của cô bé, đầu óc non nớt của cô bé không có ý tưởng nào khác. Chỉ có một mong muốn đơn giản và trong sáng như thế. Chỉ là đối với cô Phi Dương, ước muốn như vậy là một điều xa xỉ phi thực tế, cô ấy thậm chí còn cảm thấy sợ hãi về điều đó. Nếu như con gái của cô ấy dựa dẫm quá nhiều vào anh thì sao, liệu có một ngày nào đó, cô ấy cũng không thể tự kiểm chế bản thân giống như con gái mình, cũng không còn có thể kiểm soát trái tim của mình nữa. Cố Phi Dương biết rất rõ rằng cô ấy có ấn tượng tốt với Hoắc Khải, nhưng đó chỉ là do sự chống chải lâu ngày, và sự ghen tị với hạnh phúc của Ninh Thần, điều đó còn chưa phải là sự yêu thích, chứ đừng nói đến tình yêu thật sự, cô ấy có thể có ấn tượng tốt với bất kỳ ai. Nhưng cô ấy không thể dễ dàng nảy sinh tình yêu với một người đàn ông. Nhìn con gái mắt đẫm lệ, ánh mắt Cố Phi Dương có chút thay đổi, trở nên kiên định hơn, chuyện này không được phép tiếp diễn nữa, con gái của mình cứ xa đà như thế này. Cô ấy cũng sẽ không chắc chắn bản thân có thể đứng vững. Nói cho Hoắc Khải biết địa chỉ của phòng tập nhảy đã là một hành vi không đúng, xuất phát từ tiềm thức của bản thân cô ấy muốn cách xa anh, nhưng tiềm thức của cô ấy lại hy vọng rằng anh có thể đến gần cô ấy hơn. Đây là một ý nghĩ rất nguy hiểm, chuyện này rất có khả năng sẽ khiến cho cô ấy mất trí. Vì vậy, Cố Phi Dương phải đưa ra một quyết định, một quyết định để cô ấy không còn phải chịu đựng những rắc rối này nữa, đó chính là hoàn toàn chân chính tránh xa người đàn ông này ra. Cách chương chế tạo hào môn, chương 159, khó chịu. Gocchuyenaudio.com. Mẹ, dường như Nhạc Văn Văn đã cảm nhận được chuyện gì đó, cô bé ngẩng đầu lên nhìn mẹ mình với vẻ mặt bất an. Cố Phi Dương nhìn về căn nhà nhỏ phía xa kia một lúc lâu, sau cô ấy mới thở dài rồi cầm tay con gái nói, chúng ta đi thôi, về nhà ạ. Nhạc Văn Văn hỏi. Cố Phi Dương im lặng một hồi, sau đó trả lời với một chút buồn bã xen một chút kiên định, chúng ta đi tìm nhà mới. Buổi chiều, sau khi đưa Đường Đường đi học, Hoắc Khải và Ninh Thần lại nhắc đến hoạt động giảm cân toàn dân lúc trước. Vài ngày trước, Ninh Thần trong lúc rảnh rỗi đã ở nhà hoàn thiện lại kế hoạch và làm nó chi tiết hơn. Sau khi Hoắc Khải xem một lượt thì cũng khen ngợi cô tỉ mỉ, đã có phong thái của một người làm kinh tế rồi. Lời khen của anh làm Ninh Thần cảm thấy ngại ngùng, nhưng cũng vui ở trong lòng. Tài kinh doanh của chồng cô đã được mọi người kiểm chứng, tất cả những ai từng tiếp xúc với anh trong lĩnh vực này đầu khen anh không dứt miệng, trong đó, hai người quen thuộc nhất chính là em trai, cô Ninh Ngọc Lâm và bạn học đại học Cơ Hương Ngưng. Trước mặt Hoắc Khải, Ninh Thần không dám tỏ vẻ tự hào vì cô biết dù bản thân có cố gắng đến mấy thì cũng rất khó để theo kịp người có tài năng trời sinh như anh. Cô chỉ muốn cố gắng hết sức để bản thân không bị tụt lại ở phía sau quá nhiều, ít nhất thì vẫn phải hiểu những kiến thức cần hiểu, phương án đã hoàn thiện không có nghĩa có thể lập tức tổ chức hoạt động ngay. Theo suy nghĩ của Hoắc Khải, ít nhất phải tuyên truyền khoảng 2 tuần để cho mọi người mong chờ, quá trình diễn ra hoạt động có lẽ phải kéo dài đến 3 tháng nên không phải gấp. Đến 5 giờ, Hoắc Khải đi đón Đường Đường tan học, nhưng cô bé vừa nhìn thấy anh thì đã không vui nói. Chiều nay Văn Văn không đi học đó bố. Buổi trưa Hoắc Khải nấu sườn xào chua ngọt, Đường Đường đem một hộp cơm đến định tặng cho Nhạc Văn Văn nhưng lại mất công đem về. Hoắc Khải chỉ an ủi cô bé mấy câu, có lẽ vì Nhạc Văn Văn có chuyện gấp nên không tới được thôi. Nếu hôm nay chưa tặng được thì để mai tặng vậy. Ngày hôm sau, Hoắc Khải đến công ty, trong quỹ của công ty đã có thêm 100 triệu, các chuyện cần xử lý cũng tăng lên gấp bội. Cơ Hương Ngưng cực kỳ hy vọng có thể sử dụng số tiền 100 triệu này một cách hữu ích nhất, từ đó nâng cao thị phần của công ty, đồng thời còn phải phát triển kinh doanh, đạt được càng nhiều lợi ích hơn. Tất cả mọi chuyện gộp lại cứ như một ngọn núi đè nặng lên khiến cô không thở nổi. Cũng may còn có Hoắc Khải giúp đỡ, đối với cậu chủ cũ của nhà họ Hoắc, chuyện mà 100 triệu có thể làm được, dù có nhiều nữa thì cũng chỉ như học sinh đại học làm phép tính các số dưới 10 mà thôi. Anh thuần thục giúp Cơ Hương Ngưng sắp xếp tư duy, chuyện nào cần làm hôm nay, chuyện nào cần làm ngày mai, chuyện nào cần làm ngày kia, vừa nhìn vào là hiểu. Vì bị Cơ Hương Ngưng thúc giục cấp bách nên Hoắc Khải ở công ty cả ngày liền, mãi đến 6 rưỡi tối Cơ Hương Ngưng mới tha cho anh.
Sau khi về nhà, Hoắc Khải nhìn thấy con gái đang ủ rũ, ngồi trước bàn học, anh còn chưa kịp nói gì thì Đường Đường đã ngẩng, đầu mếu máo, nước mắt như sắp rơi xuống. Bố, Văn Văn, đi đâu rồi ấy, cô giáo nói cậu ấy sẽ không đi học nữa. Hoắc Khải nghe vậy thì sửng sốt, Ninh Thần cũng, bước qua, thở dài, hôm nay thấy Nhạc Văn Văn không đi học, con bé này liền làm ầm lên, em đi hỏi cô giáo thì mới, biết là cô cố đã làm thủ tục thôi học cho Văn Văn rồi. Thôi học, tại sao, Hoắc Khải không hiểu, em cũng không biết, đến cô giáo còn thấy khó hiểu, cơ mà, Ninh Thần đáp, em lại dẫn Đường Đường đến, phòng tập nhảy của cô ấy thì đã chẳng thấy người đâu. Nửa rồi, chủ nhà nói cô cố đã trả phòng từ chiều qua và dọn hết đồ đạc đi cả rồi. Đường Đường càng nghe càng buồn, sau đó thì khóc, nức nở, trẻ nhỏ không chịu được chia xa, nhất là khi nó đột, một như vậy, đừng nói là cô bé, đến Hoắc Khải còn thấy chuyện này, quá bất ngờ, đang yên đang lành tự nhiên lại thôi học rồi chuyển đi. Mà lúc rời đi, Cố Phi Dương cũng chẳng nói với ai là đi, đâu, điện thoại của cô ấy cũng khóa, từ điểm này thì có lẽ là cô ấy đã rời khỏi thành phố này rồi. Nếu không thì cũng, không nhất thiết phải xóa hết mọi phương thức liên lạc, của bản thân, trong lúc tiếp xúc với cô ấy. Hoắc Khải có thể cảm, nhận được tâm lý của Cố Phi Dương có vấn đề, có lẽ là vì, cuộc sống lúc trước quá khó khăn, nếm trải đủ mùi vị tình, người, khiến cô ấy trở nên tự tỷ như thế, nhưng anh không ngờ Cố Phi Dương lại vì tự tỷ mà đã rời xa nơi này, thấy con gái khóc không ngừng, Hoắc Khải chỉ có thể, đi tới ôm cô bé vào lòng rồi an ủi, không sao đâu, cô cố, đưa Văn Văn đến nơi khác thôi mà. Rồi bọn họ sẽ về thôi, nhưng ông ấy nói bọn họ sẽ không về nữa. Đường, Đường nức nở, Ninh Thần giải thích, chủ nhà nói, lúc trả phòng, ông ấy đã hỏi cô cố định đi đâu. Cô cố trả lời đi đâu cũng được, dù sao cũng sẽ không quay lại đây nữa. Đường Đường nghe vậy thì khóc càng to hơn. Hoắc Khải rất bất lực, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi. Cũng may là khả năng an ủi của anh khá tốt. Mất khoảng 5 phút thì cô bé mới bình tĩnh lại được, nhưng Ninh Thần lại thấy không dễ chịu. Cố Phi, Dương là mẹ đơn thân, cũng không có tiền để dành. Đưa, con đi đến nơi khác thì làm sao mà sống, cô càng hy vọng người phụ nữ mạnh mẽ này ở lại thành phố hơn, dù có không gặp mặt thì ít nhất vẫn hơn là, ở một nơi cô đơn hiu quạnh, mỗi người đều có một số mệnh của mình, khi lựa, chọn một điều gì đó thì cũng vì có những lý do chỉ mình. Người ta biết, cô cố còn trẻ, cô ấy biết phải chịu trách, nhiệm cho hành động của mình, nên anh tin rằng trước, khi rời khỏi đây, cô ấy đã chuẩn bị tâm lý rồi. Hoắc Khải, ôm hai mẹ con vào lòng, an ủi, có lẽ mấy năm nữa chúng ta sẽ thấy cô ấy sống rất tốt, rất sung túc, nói không, chừng cô ấy còn trở thành phú bà đây. Cũng mong là vậy. Ninh Thần ngẩng đầu nhìn anh, nói, cô cố chắc sẽ ngưỡng mộ em lắm, vì có một người, trông tốt như anh mà, có lẽ sẽ có rất nhiều người ngưỡng mộ anh vì có người vợ tốt như em đấy. Hoắc Khải cười đáp, lời khen của anh, ánh mắt của anh đều làm cho Ninh Thần đỏ mặt, cô không kìm được mà kiếm chân lên hôn, vào môi anh một cái. Đường Đường ở phía dưới nhìn chằm chằm hai người, khiến cho Ninh Thần rất ngại. Hoắc Khải vô thức liếm môi như thể còn nếm được một vị ngọt khác, động tác này khiến Ninh Thần đỏ bừng mặt, trực tiếp rời khỏi vòng tay của anh mà chạy đến trước máy tính, giả vờ bận rộn. Đến tối, Hoắc Khải liền phải trả giá vì hành động khiêu khích của bản thân lúc sáng. Hai người ôm nhau nằm trong chăn, mùi thơm và sự ấm áp của phụ nữ khiến anh nhức nhối hết cả người. Anh nhận ra trái tim mình đã bắt đầu mềm đi, hoặc là nói, nó đã dần thích ứng với thân phận hiện tại. Giống như bây giờ, sự gần gũi của Ninh Thần khiến tim anh đập nhanh không tưởng, nếu không vì Đường Đường đang đạp chân ở bên kia thì có lẽ anh sẽ thật sự nhịn không nổi mà quay ra làm chuyện gì đó rồi. Sự thay đổi trong tâm lý không phải là điều anh có thể tự khống chế được, bởi thân phận này của anh ngay từ đầu đã là chồng của Ninh Thần, có nhiều chuyện nếu làm ra thì đều là lẽ đương nhiên, không một ai có thể phản đối. Bị tiềm thức dẫn dắt sẽ rất dễ làm ra những động tác giống với ý nghĩ, Hoắc Khải cố gắng khống chế, ép bản thân mình lại rồi. Khó khăn nói, đừng rộn, hôm nay chúng ta mệt rồi, nghỉ, ngơi sớm thôi em. Xin ủng hộ team chuyên oan bằng cách truy cập trực tiếp vào chuyên oan. Ninh Thần thì vẫn cho rằng anh đang ngại ngùng vì thân thể của mình, bèn nằm đè lên anh, mềm mại quan tâm, không sao đâu, dù anh có được hay không thì đều là người em yêu. Từ mễ đã gợi ý với em là đưa anh đến một số nơi mà chúng ta chưa từng tới, như là nhà nghỉ. Hoắc Khải nghe vậy thì nóng hết cả người, dường như Lý Phong thật sự chưa từng vào nhà nghỉ cùng Ninh Thần, hai người vô cùng truyền thống, trước khi kết hôn thì không sống thử, kết hôn rồi thì luôn ở trong căn phòng này. Giọng của Ninh Thần rất nhỏ, mang theo chút ngại ngùng, nhưng thân thể của cô ấy lại vô cùng thành thục, khi hai người kết hợp với nhau thì cảm giác sẽ sung sướng đến cỡ nào đây, có lẽ chính cô còn không biết. Hiện giờ Hoắc Khải đã sắp bùng cháy đến nơi rồi. Nhà nghỉ, hai chữ này giống như thuốc nổ vậy. Từ góc độ cá nhân của anh chưa từng làm chuyện vợ chồng với Ninh Thần, việc này lại càng khiến anh có thêm cảm giác mong chờ. Tóm lại thì bây giờ Hoắc Khải khó chịu lắm rồi,
Kết chương, chế tạo hào môn, chương 160, bắt đầu hoạt động. Góc truyện audio.com, đường đường không ngừng đạp chân kêu nóng. Ninh thần chỉ đành quay sang vỗ về con gái. Thân hình mê người ấy vừa rời khỏi thì Hoắc Khải lại cảm thấy mất mát và trống rỗng. Không biết từ khi nào mà anh đã quen với sự thân mật với Ninh thần mất rồi. Con người chứ nào phải cây cỏ mà không có tình cảm. Hai người chung chăn gối đã bao lâu rồi, cho dù có là người sắt thì cũng cảm thấy rung động. Hoắc Khải không thể không nắm chặt tay, cố gắng tự nhủ với bản thân rằng bây giờ còn chưa phải lúc. Với anh, hôm nay lại là một đêm mất ngủ. Sáng hôm sau, vừa mở mắt ra là Hoắc Khải và Ninh thần đã phải bận rộn với chuyện toàn dân giảm cân, để có thể giữ được hiệu quả tuyên truyền. Lần này, Hoắc Khải đã tỉ mỉ lựa chọn những phương thức quảng cáo phải trả tiền, trong đó cách mà anh thấy giữ được hiệu quả tốt nhất chắc là các tài khoản công khai trên WeChat, những loại tài khoản lâu đời mà đã kinh doanh được ít nhất 5 năm, có lượng người theo dõi tin cậy, mặc dù sẽ phải tiêu chút tiền nhưng cũng đỡ hơn là bản thân phải khổ cực đi đăng từng bài đăng một, phí quảng cáo của một ngày thôi mà đã tốn đến vài trăm ngàn, nhưng đổi lại là lượt tuyên truyền của mấy trang tài khoản công khai. Mấy tiếng sau, Ninh thần vui mừng hét lên, số lượt vào xem cửa hàng đã tăng lên rồi này anh, mấy chục tài khoản công khai này đều được Hoắc Khải lựa chọn kỹ lưỡng, rất có hiệu quả, 100.000 bỏ ra, số lượt vào cửa hàng cũng tăng lên nhanh chóng, số người hỏi về hoạt động toàn dân giảm cân cũng lên đến mấy trăm. Ninh thần không kịp trả lời, cũng may Hoắc Khải là người có kinh nghiệm phong phú, anh đã tìm được một công ty quảng cáo chuyên môn cung cấp người chăm sóc khách hàng và đã thuê mấy chục người về làm khách hàng được phân luồng liên tục. Dù có thêm mấy chục người đến giúp đỡ trả lời khách hàng nhưng lượt tăng trưởng quá nhanh, vẫn vượt qua năng lực xử lý của bọn họ. Cuối cùng, mỗi người đều phải xử lý câu hỏi của hơn 100 người khách. Ninh thần nhìn cũng thấy sốt ruột, nói, làm sao đây, có cần gọi thêm người không anh? Hoắc Khải lắc đầu, lương của một nhân viên chăm sóc khách hàng tạm thời là 300 một ngày, 10 người là 3.000, 100 người là 30.000, mà hoạt động của chúng ta hướng đến cả nước. Hiệu quả tuyên truyền càng tốt thì người tới hỏi càng nhiều. Nếu vì có nhiều người hỏi mà tăng thêm số nhân viên thì chúng ta không có lợi đâu, nhiều người hỏi như vậy thì phải thuê bao nhiêu cho đủ chứ, cho nên chúng ta chỉ cần trả lời nhanh chóng, hơn nữa treo biểu ngữ bao gồm các nội dung về quy tắc của hoạt động trên trang chủ của cửa hàng là được, không nhất thiết phải trả lời từng người một. Nhưng em vẫn phải tiếp tục livestream đấy, anh vừa liên lạc với văn phòng công chứng rồi, bọn họ đồng ý sẽ cho người tiến hành giám sát. Vâng, vậy em sẽ livestream luôn bây giờ. Ninh thần lập tức nói, nhìn dáng vẻ hào hứng của cô, Hoắc Khải khẽ mỉm cười, văn phòng công chứng cho người đến giám sát không phải là miễn phí, nhưng so với hiệu quả bùng nổ của hoạt động thì chút tiền đó không đáng để nhắc đến, quan trọng nhất là có thể nhìn thấy Ninh thần vui vẻ như thế kia thì cũng coi như là đáng giá. Phiền toái duy nhất chính là hiện giờ Hoắc Khải không có nhiều tiền để duy trì hoạt động. Theo dự tính của anh, trong 3 tháng này khoảng thời gian đầu sẽ phải bỏ vào ít nhất 5 triệu, đây là còn chưa tính đến các giải thưởng cho hoạt động này. Dẫu sao, muốn có được độ phổ biến rộng hơn thì phải không ngừng tuyên truyền, quảng cáo, giống như hoạt động cẩm lý tao bao vậy, nhìn thì giống như là cả nước tự giác chia sẻ, nhưng thực ra cũng phải tốn không ít tiền vào các công ty quảng cáo. Dĩ nhiên, nếu tiêu 10 triệu để cả nước chú ý đến hoạt động trên tao bao lần này thì cũng đáng chứ, có không ít công ty một năm phải tiêu đến mấy trăm triệu tiền quảng cáo nhưng cũng chẳng đi đến đâu, cho nên dự toán của Hoắc Khải là 8 triệu, nghe thì có vẻ nhiều, nhiều người cật lực cả đời cũng không kiếm được số tiền như vậy, nhưng với anh thì đây đã là tiết kiệm lắm rồi. Anh không xét đến tính phô trương hay là cao cấp gì, mà chỉ dựa vào tâm lý của người bình thường để làm. Bản thân Hoắc Khải không có đủ 8 triệu để tổ chức một hoạt động, cũng may bên Cơ Hương Ngừng vừa mới có 100 triệu, với mối quan hệ của hai người bọn họ, mượn 8 triệu không phải là khó, không ngoài dự liệu. Khi Hoắc Khải nói muốn mượn tiền thì Cơ Hương Ngừng bèn bảo phòng kế toán chuyển luôn cho anh chỉ trong tích tắc, có được tiền mặt, Hoắc Khải càng có thêm sức mạnh. Sau khi Ninh thần mở livestream, lượng người tăng lên đột biến, bình thường chỉ có khoảng mấy trăm người, đến mấy ngàn người xem livestream của cô, thế mà hôm nay vừa vào đã là mấy ngàn người. Số bình luận trên màn hình phi như tên bắn, cảm xúc của Ninh thần cũng trào dâng hơn bình thường, nhưng phong cách nói chuyện lại không hề lo lắng như tưởng tượng, nhất là khi nhân viên của văn phòng công chứng đến và công chứng quỹ tiền cùng hoạt động xong thì số lượng người xem tăng vọt, lần đầu vượt qua 10.000 người, số liệu không ngừng được làm mới. Lượng chốt đơn tăng nhanh, Ninh thần nhìn mà hoa hết cả mắt lên, chỉ trong 3 tiếng đồng hồ mà lượng mua đã đạt kỷ lục cao nhất với một con số kinh người, 65.000. Mặc dù sự quảng cáo của các tài khoản công khai không thể giữ vững được hiệu quả này mọi lúc, nhưng việc hôm nay vượt qua 200.000 thì có lẽ sẽ không quá khó. Trong lúc Ninh thần bận rộn livestream, Hoắc Khải cũng không nhàn rỗi, anh đang điều chỉnh sản phẩm dựa theo một vài vấn đề trong livestream.
lúc cửa hàng không cần sửa đổi thì tiến hành quảng cáo tuyên truyền, anh không bỏ qua bất kỳ cơ hội ra tăng lượng mua nào. Còn về đường đường thì sáng sớm cô bé đã được đưa đến chỗ Ninh Quốc Năng rồi, không có cô bé ở bên làm loạn, hai người làm việc cũng chuyên tâm hơn. Cùng lúc đó, tại căn nhà lớn của nhà họ Hoắc ở phía xa, Hoắc Giai Minh vui vẻ nói với người đàn ông trước mặt. Mình, anh ba, Lý Phong thật sự rất giỏi, anh tin em đi, hai người chắc chắn sẽ thành bạn đấy. Người đàn ông trước mặt cậu ta, mắt phượng mày, ngài, Vân Lãng phi phàm, cậu cả nhà họ Hoắc, ngôi sao hy vọng, quỷ tài kinh, doanh, đủ loại biệt danh biến người này trở thành người trẻ tuổi giỏi nhất cả nước, không một ai có thể bằng được người này. Cho dù là, những người lớn tuổi hơn cũng chẳng có mấy ai sánh được với người này, chính là Hoắc Khải, dĩ nhiên chỉ là hàng giả, nếu Hoắc Khải đứng ở đây thì nhất định sẽ phải kinh ngạc, vì biểu cảm, giọng điệu của đối phương giống y hệt, anh, còn về tướng mạo thì không còn gì để nói, cho dù bố, mẹ đẻ của anh có ở đây thì cũng khó mà phân biệt được. Thật ra, người này không biết đã phẫu thuật ở đâu hay là nhờ vào kỳ tích nào đó mà nhìn giống hệt Hoắc Khải, anh ta, nói, hiếm khi thấy cậu khen một người nào. Cậu làm anh, thấy hứng thú rồi đấy, nhưng tán thưởng thì không có, nghĩa là phải làm bạn với người đó. Giai Minh, cậu là người, nằm trong hàng thừa kế thứ hai của nhà họ Hoắc, nên đặt nhiều tinh lực vào việc của gia tộc hơn, chứ không phải vì, một người biết chơi cờ, giỏi nấu ăn, nói chuyện hay mà, không tiếc lời khen như thế. Hiểu chưa hả? Hoắc Giai Minh vội vàng gật đầu, nói, em biết rồi ạ, nhưng Lý Phong thật sự rất giỏi, mà em thấy anh ấy, đừng nói cảm thấy, nữa, đó là những lời nói vô, nghĩa, người đàn ông phất tay. Dạo này gia tộc có rất nhiều việc, anh hơi mệt, cậu đi đi. Trong lòng Hoắc Giai Minh, vị trí của Hoắc Khải là không thể thay thế, là số một danh xứng với thực. Có thể Hoắc Giai Minh sẽ phản kháng lại bố mình, nhưng sẽ không bao giờ đối nghịch với lời ra lệnh của Hoắc Khải. Từ nhỏ đến lớn cậu ta đã vậy rồi, đây là sự phục tùng mù quáng được bồi dưỡng từ sự sùng bái mà. Dạ, vâng, em đi đây ạ. Hoắc Giai Minh đồng ý rồi xoay người rời đi, nhìn bóng lưng của cậu ta, ánh mắt của người đàn ông kia hiện lên vẻ trào phúng. Vào lúc này, Hoắc Giai Minh đang đi bỗng nhiên nhớ đến một việc, liền quay lại, hỏi, anh ba, dạo này anh rảnh không? Đi ăn với em nhé, chúng ta đã lâu chưa ăn cơm với nhau rồi. Cậu ta quay người quá đột một khiến tên đàn ông kia còn chưa kịp phản ứng lại, nét trào phúng cùng lạnh nhạt, trong mắt hắn ta đã bị Hoắc Giai Minh nhìn thấy và ngần người ra, nhưng ngay sau đó, người đàn ông này lại nở nụ cười. Được, mấy hôm nữa anh rảnh thì chúng ta đi ăn. Hoắc Giai Minh không đáp lại. Ánh mắt châm biếm, cùng vẻ mặt lạnh nhạt ban nãy cùng nụ cười bây giờ nhìn khác nhau vô cùng, cậu ta không biết có phải bản thân đã nhìn nhầm hay không, sao, còn chuyện gì nữa không? Không, không ạ. Hoắc Giai Minh do dự một rồi, cuối, cùng vẫn lắc đầu, vậy em đi đây, anh cứ làm việc của mình đi ạ. Sau khi ra khỏi phòng một lúc, Hoắc Giai Minh mới, không nhịn được mà quay lại nhìn, nhưng lại nhìn thấy vẻ tươi cười của người đàn ông đó, chứ không còn chút, châm biếm hay lạnh nhạt nào. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 161 người thân thuộc nhất, gocchuyenaudio.com, thật sự đã nhìn nhầm rồi sao? Cậu ta và anh ba của mình trước giờ luôn có mối quan hệ tốt đẹp, làm sao anh ấy có thể trưng ra biểu cảm lạnh, nhạt như vậy đối với cậu ta? Giờ phút này anh ấy phải vui, vẻ ôn hòa với cậu ta mới đúng chứ? Trong lòng Hoắc Giai Minh cảm thấy có một chút kỳ quái và khó xử, cảm giác đó cứ lởn vởn mãi trong tâm trí của cậu ta, cả Hoắc Giai Minh lẫn Hoắc Khải Hằng giả kia đều không thể hiểu, khi một người đối với một người khác đã vô cùng thân thuộc, thì dù cho kẻ giả mạo có hành động đúng theo bản gốc đến 99%, nhưng chỉ cần 1% hành động sai lệch đi so với bản gốc, kẻ giả mạo cũng sẽ ngay lập tức bị người thân thuộc đó phát giác ra. Chỉ là trong tiềm thức Hoắc Giai Minh không dám chất vấn Hoắc Khải, bởi vì cậu ta vô cùng ngưỡng mộ Hoắc Khải, cho nên cậu ta chỉ âm thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn chưa thể nhận ra chính xác thứ kỳ quái đó là cái gì. Thứ khiến cho cậu ta cảm thấy không thể giải thích được chính là khi cậu ta càng nghĩ về điều này, cậu ta lại không thể không nghĩ đến người đàn ông tên Lý Phong. So với người anh ba trước mặt thì Lý Phong dường như có thể làm cho cậu ta nảy sinh cảm giác thân thuộc hơn nhiều. Làm thế nào mà điều đó xảy ra được? Sau khi Hoắc Giai Minh bối rối rời đi, người đàn ông đứng ở hành lang cũng dần giảm bớt nụ cười trên gương mặt, sau đó xoay người bước vào trong nhà. Sau khi đóng cửa, hắn ta lấy trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại Nokia cũ, chỉnh sửa một tin nhắn rồi gửi nó đi. Hoắc Giai Minh biết quá rõ về Hoắc Khải, phải trừ khử cậu ta. Khi viết tin nhắn này, nét mặt của người đàn ông không hề lộ ra vẻ lo lắng, mà trái lại còn có chút phấn khích. Dù biết bản thân chỉ là hàng giả, nhưng cứ nghĩ đến việc mình sắp làm, máu trong người của hắn ta như sôi lên, chiếm được danh hiệu ngôi sao hy vọng và sở hữu tất cả những gì đáng lẽ thuộc về người đó. Chuyện này mới thú vị và điên rồ làm sao. Để đạt được mục đích, việc giết người cũng không phải là không thể chấp nhận được. Một phút sau, một tin nhắn được gửi lại,
người này, không có tham vọng và cũng không thể tạo nên uy hiếp lớn, chỉ cần tìm cách đẩy cậu ta đi là được. Ngoài ra, hãy xử lý Đường Trọng Vi cho tốt vào. Nhìn vào nội dung tin nhắn, người đàn ông hừ một tiếng, chửi bới với giọng khó nghe, đúng là cái thứ vô dụng. Theo ý của hắn ta, thì hắn ta đã bắt chước giống Hoắc Khải gần 99%, nên chỉ cần tất cả những người biết rõ về Hoắc Khải đều bị giết, thì chắc chắn là không ai có thể nhìn thấu được. Nhưng mà người đứng ở đằng sau giật dây còn phải kiêng dè nhiều thứ khác, không thể tùy tiện làm ra loại chuyện không có đường lui như vậy. Mặc dù điều này sẽ giảm thiểu việc xảy ra các sự việc rắc rối ngoài ý muốn, nhưng nó cũng sẽ trì hoãn việc hoàn thành kế hoạch rất nhiều. Cũng giống như người tên Đường Trọng Vi đã đề cập trong tin nhắn, cô ấy là con gái của chủ tịch tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị. Đường Kim Thủy có một con trai một con gái. Con trai của ông ấy là Đường Châu, tài giỏi hơn người, là nhân tài hàng đầu của thế hệ trẻ. Con gái của ông ấy là Đường Trọng Vi, một người đẹp, nức tiếng, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã với Hoắc Khải. Hai người có thể nói là thân thuộc với nhau đến mức không thể thân hơn được nữa. Cũng giống như Hoắc Giai Minh, Đường Trọng Vi từ nhỏ đã rất ngưỡng mộ Hoắc Khải, chủ động theo đuổi anh, từ khi còn là một thiếu nữ, cho đến khi hai người hơn 20 tuổi. Hoắc Khải cũng dần dần gánh vác công việc của gia đình, dưới sự mai mối có chú ý của hai vị trưởng lão hai bên gia tộc. Hai người đã đính hôn với nhau vào một ngày nắng đẹp. Tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị không phải là doanh nghiệp gia đình như nhà họ Hoắc nên tài sản cũng nhiều hơn nhà họ Hoắc không ít. Tuy nhiên vì có quá nhiều cổ đông nên vốn cá nhân của mỗi chủ sở hữu chỉ nắm chưa đến 10, nói thẳng ra, hai gia đình đúng là rất môn đăng hộ đối, nên hôn ước này được các vị lãnh đạo của hai gia đình vô cùng yêu ái. Trong mắt của nhiều người, nếu Hoắc Khải kết hôn với Đường Trọng Vi, đến lúc đó nhà họ Hoắc cùng tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị liên minh lại, tổng giá trị tài sản sẽ đạt đến mức cách xù mà không thể nào tưởng tượng nổi. Kẻ giả mạo dĩ nhiên cũng rất thích Đường Trọng Vi, nếu như có thể, hắn ta thật sự hy vọng rằng sẽ có một người đẹp như vậy đồng hành cùng mình trong tương lai. Đáng tiếc là Đường Trọng Vi đã quá hiểu rõ Hoắc Khải, cho nên hắn ta phải tránh xa. Trong thời gian này, hắn ta đã cố tình giảm bớt các cuộc gặp gỡ với Đường Trọng Vi, và dần dần xa lánh người phụ nữ này theo đúng kế hoạch, cuối cùng chỉ còn chờ thời cơ thích hợp trong tương lai để hủy bỏ hôn ước, cắt đứt hoàn toàn liên lạc giữa hai bên. Hoắc Giai Minh vừa bước ra khỏi sân nhà của Hoắc Khải thì nhìn thấy một người phụ nữ đang ngẩn ngơ đứng dưới gốc cây. Người phụ nữ trước mặt có làn da trắng hơn cả tuyết, đôi mắt tựa như một hồ nước trong veo, khi nhìn về phía trước lại có khí chất thanh tao yêu nhã, khiến cho người nhìn thấy không khỏi xấu hổ tự ti. Tuyệt nhiên không dám đưa ra lời nhận xét khiếm nhã nào, nhưng sự lạnh lùng và cao ngạo đó lại vô cùng quyến rũ, khiến cho người khác không khỏi ám ảnh về cô ấy. Sau khi nhìn thấy cô ấy, Hoắc Giai Minh vội vàng chạy tới, chủ động chào hỏi, chị Vị Vi, sao chị lại đứng ở đây? Người phụ nữ xinh đẹp này chính là Đường Trọng Vi, con gái chủ tịch tập đoàn thương mại quốc tế Đường Thị, người mà kẻ giả mạo muốn xa lánh. Cô ấy dường như đang mải suy nghĩ một điều gì đó. Phải đợi Hoắc Giai Minh kêu lên đến lần thứ hai thì mới định thần lại. Giai Minh, Đường Trọng Vi gọi cậu ta một tiếng, sau đó nhìn về phía bên kia hỏi, đến gặp anh ba sao? Ừm, em chỉ nói được vài câu với anh ấy. Chị đến đây, lần này chắc lại phải thất vọng quay về rồi. Anh ba nói gần, đây anh ấy hay mệt nên đã đi nghỉ ngơi trước. Hoắc Giai Minh nói, trong ánh mắt của Đường Trọng Vi lộ ra vẻ thất vọng. Cô đã đến gặp Hoắc Khải mấy lần, nhưng cơ hội gặp được anh thật sự rất hiếm, lâu lâu mới có thể gặp, lại chỉ nói cùng nhau vài lời. Mặc dù đối phương luôn nói gần đây công việc bận rộn, khiến cho anh ấy mệt mỏi quá, nhưng thái độ của anh đối với cô ấy hoàn toàn khác so với trước đây, khiến cho cô ấy luôn cảm thấy bồn chồn không yên. Sau một hồi do dự, Đường Trọng Vi mới hỏi, Giai Minh, anh Khải rốt cuộc đã bị làm sao vậy? Tại sao anh ấy lại luôn mệt mỏi như thế? Đây đều là chuyện riêng của nhà họ Hoắc, vì cô ấy vẫn chưa là người nhà họ Hoắc cho nên đáng ra cũng không nên hỏi. Hoắc Giai Minh lắc đầu nói, em cũng không biết, chỉ nghe nói là có dự án lớn gì đó. Chị Vi Vi, chị đừng trách anh ba, dù sao anh ấy cũng là ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc, bận rộn cũng là chuyện bình thường. Năm sau thì chị đã trở thành chị dâu của em rồi, chị còn sợ không có thời gian gặp anh ấy hay sao? Nhìn vẻ mặt hài hước trêu chọc của Hoắc Giai Minh, hai gò má của Đường Trọng Vi ửng đỏ giống như nữ thần côn luân, thần tiên hạ phàm, đẹp không thể tả. Mỗi một nụ cười, mỗi một bước đi của cô ấy đều toát ra sức quyến rũ khó tả. Nếu như cô ấy không phải là vị hôn thê của Hoắc Khải, chắc chắn đã có vô số người muốn tranh giành lấy cô ấy rồi. Tên tuổi của Hoắc Khải giống như một ngọn núi lớn đè nặng trên đầu mọi người, không ai dám tranh giành phụ nữ với anh. Việc đối phương ở trên cao như vậy chẳng những không hề khiến cho Đường Trọng Vi cảm thấy khó khăn, mà ngược lại còn khiến cho cô ấy cảm thấy rất tự hào. Bởi vì đây là sức mạnh mà vị hôn phu của cô nắm giữ.
sức mạnh đại diện cho sự khởi đầu của một thời đại mới. Nhưng thật ra em cũng mong chị có thể gặp mặt anh. Và nhiều hơn, gần đây không biết có chuyện gì, em gặp anh ấy hai lần đều cảm thấy anh ấy có hơi kỳ lạ. Hoắc Giai, Minh ảo não nói, ý của em là gì? Đường Trọng Vi khó hiểu hỏi, em không thể nói chính xác, dù sao em cũng cảm thấy có chút kỳ quặc. Hoắc Giai Minh vỗ vỗ vào mặt mình, rồi nói, mà có lẽ em đã nghĩ nhiều quá rồi, khi nào có thời gian thì chị cứ đến thăm anh ba, khi một người mệt, mỏi thường rất cần có người khác ở bên cạnh, chị sẽ đến thường xuyên, chỉ cần anh ấy cần, chị sẽ ở bên cạnh anh ấy bất cứ lúc nào. Đường Trọng Vi nói, đúng là chị dâu gương mẫu, cho chị một lời khen. Hoắc Giai Minh cười nói, hai má của Đường Trọng Vi đỏ bừng, nhưng cô ấy cũng không sửa lại lời của cậu ta, dù là đối với nhà họ, Hoắc hay đối với chính Đường Trọng Vi. Vợ của Hoắc Khải, đời này đã được định sẵn chính là cô ấy, và người đàn ông duy nhất trên đời này có thể xứng với cô ấy cũng chính là ngôi sao hy vọng của nhà họ Hoắc. Nhân tiện, vừa rồi em cũng đã nói với anh ba rằng lần sau khi cùng nhau ăn tối, em sẽ giới thiệu cho anh ấy một người bạn tên là Lý Phong, một người rất tài giỏi. Hoắc Giai Minh nói, có thể để cho em nhận xét là người có tài, thì người đó hẳn là rất có năng lực, anh ấy là con cháu của nhà họ Lý ở ven biển sao? Đường Trọng Vi hỏi, dù không quan tâm nhiều đến chuyện kinh doanh, nhưng do từ nhỏ cô ấy đã ở đây, nên ít nhiều cũng có biết qua về con cháu của các gia đình lớn, chỉ là một người bình thường không có lai lịch gì nổi. Và Hoắc Giai Minh đắc ý nói, em đến nhà của giáo sư Triệu mới gặp được anh ấy, ngay cả giáo sư Triệu cũng rất tán thưởng anh ấy, nói mới nhớ, người này rất giống anh ba, nếu như không phải là dáng dấp không giống nhau, có khi nhắm mắt lại chính em cũng nhận nhầm. Đừng nói nhảm, trên đời này không ai có thể so sánh với anh Khải. Đường Trọng Vi nghiêm túc nói, được rồi, em chỉ nói là giống thôi, chứ có nói rằng, anh ấy thật sự có thể so sánh với anh ba đâu. Hoắc Giai Minh nói, em đó, đừng cứ mãi đứng đó nhìn người khác, phải, học hỏi nhiều hơn, biết không? Đường Trọng Vi nhắc nhở, cậu ta, em biết rồi, chị dâu, nếu không có việc gì nữa thì em, đi đây, có một người bạn vẫn đang đợi em đến uống trà. Hoắc Giai Minh biết cô ấy luôn thích dạy bảo mọi người, nên vội vàng lè lưỡi kiếm cớ rời đi. Đường Trọng Vi cũng không ngăn cản cậu ta, đứng, nhìn cậu ta rời đi, chỉ là tận sâu trong lòng cô ấy cũng có sự bối rối. Giống như Hoắc Giai Minh, cô ấy luôn cảm thấy thái độ, gần đây của vị hôn phu của mình thật sự có gì đó không? Có vẻ như anh đang cố tình xa lánh cô ấy, hay đó chỉ là tưởng tượng của cô ấy? Nhìn sân trong yên tĩnh, Đường Trọng Vi khẽ thở dài, chuyện này chắc chắn chỉ là do cô tưởng tượng ra mà thôi. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 162, trò đùa, gocchuyenaudio.com. Thời gian trôi qua chỉ như một cái nháy mắt, một ngày, chủ nhật khác lại tới, Ninh Thần từ sáng sớm đã đưa Hoắc Khải đến chỗ Phan Tư Mễ, một đợt trị liệu tâm lý mới lại, sắp bắt đầu. Hoắc Khải không quan tâm nhiều đến vấn đề đó. Trong thời gian này, anh nghĩ tốt hơn hết là nên tập trung quảng, và các hoạt động của cửa hàng Tao Bao, nhưng sự quan tâm của Ninh Thần đã khiến cho anh không nỡ từ chối, nên đành phải đi. Phan Tư Mễ cũng đang đợi bọn họ trên tầng 2, nhìn, thấy bọn họ đến, cô ấy lịch sự tiến lên chào hỏi. Sau đó, nói với Ninh Thần, cậu không cần phải đi cùng trong buổi tư vấn tâm lý này, nên cậu cứ trở về với con gái đi, sau khi xong việc tớ sẽ đưa chồng cậu về nhà với cậu. Ninh Thần không hề phản đối, quay sang Hoắc Khải, nói, anh nhớ phối hợp với Tư Mễ, việc ở cửa hàng đã có, em lo. Hoắc Khải bất lực ừ một tiếng, sau khi Phan Tư Mễ đuổi được Ninh Thần đi, cô ấy liền quay lại cầm sổ tay bảo Hoắc Khải ngồi xuống ghế tựa, trong khi lật xem nội dung trong cuốn sổ. Phan Tư Mễ nói, xem ra gần đây cả hai người đều rất bận rộn, tôi nghe Ninh Thần nói gần đây hai người đang tổ chức hoạt động buôn bán gì hả? Là sản phẩm giảm cân, cô thì không cần đến nó. Hoắc Khải trả lời, anh giỏi ăn nói thế này, thế có thường làm cho phụ nữ vui vẻ không? Phan Tư Mễ cười hỏi, vậy thì không có, tôi chỉ giỏi nói sự thật. Phan Tư Mễ sau khi nghe xong liền bật cười thành tiếng, sau đó dường như vừa nghĩ ra điều gì, liền nói, thêm, nhân tiện, có một hôm khi tôi đi ngang qua một tiệm hoa, tôi thấy anh cầm theo một bó hoa hướng dương, bước lên xe taxi, không phải là mua tặng cho cô tình nhân, nhỏ nào đó chứ hả? Hoắc Khải có chút kinh ngạc, không ngờ lại bị Phan Tư Mễ tình cờ bắt gặp như vậy, lắc đầu nói, làm gì có cô, tình nhân nhỏ nào, hoa đó là tôi mua tặng Ninh Thần, vậy nếu lúc đó tôi bước xuống xe, anh cũng sẽ mua, cho tôi một đóa hoa chứ? Phan Tư Mễ hỏi lại, Hoắc Khải nhìn cô ấy, nghĩ đây lại là một liệu pháp tâm, lý mới, nên lắc đầu, không mua, tôi cũng không phải là người theo đuổi cô, tại sao phải mua hoa cho cô, vậy là anh chỉ mua hoa cho những người phụ nữ mà anh theo đuổi, sống mới nguyên tắc làm sao? Phan Tư Mễ liếc mắt, thấy Hoắc Khải chỉ cười mà không lên tiếng, cô ấy hừ một tiếng rồi nói, không có lợi lộc thì không dậy sớm, tôi cũng chẳng có thời gian mà tán gẫu với anh nữa. Nói về tình trạng thể chất gần đây của anh đi,
Qua mấy lời tán gẫu vừa rồi, cô ấy cho rằng mình đã thăm dò được suy nghĩ thật sự của Hoắc Khải, rõ ràng đã mua hoa cho người phụ nữ khác, lại nói rằng bản thân sẽ không làm điều đó, đúng là đồ đạo đức. Dạ, nếu không phải vì đạo đức nghề nghiệp của mình, Phan Tư Mễ sớm đã gọi điện trực tiếp cho Ninh Thần và nói với cô ấy rằng trên đầu của cô ấy sắp sửa mọc thêm một cái sừng rồi. Hoắc Khải thì nào đâu biết câu trả lời vô tình của mình lại khiến cho Phan Tư Mễ hiểu lầm anh sâu sắc đến như vậy. Đối với câu hỏi điều tra của Phan Tư Mễ, anh chỉ trả lời một cách cầm chừng, cơ thể tôi không có gì khác lạ cả, vẫn rất tốt. Thành thật mà nói, tôi cũng tin rằng anh có sức khỏe tốt, làm chuyện nam nữ chắc cũng không thành vấn đề, đúng không? Phan Tư Mễ hỏi, câu hỏi này có chút riêng tư và khiến cho trong người khác phải ngượng ngùng, nhưng Hoắc Khải vẫn có thể đối phó với mọi tình huống một cách dễ dàng, nên anh chỉ cười nói, chuyện này thì cũng không cần phải khiêm tốn, đúng là không thành vấn đề. Nghe thấy câu trả lời này, Phan Tư Mễ có vẻ như chỉ đang ngồi gõ bàn phím, nhưng trên thực tế, trong lòng cô ấy đã tự cho rằng Hoắc Khải chính là một tên cặn bã. Cô ấy đã đưa ra phán đoán từ đường cong tâm lý trước đó của Hoắc Khải, cơ thể của Hoắc Khải không có vấn đề gì, nhưng Ninh Thần vẫn nói rằng anh không thể liên hệ với câu hỏi và câu trả lời vừa rồi. Phan Tư Mễ đã kết luận rằng không thể của Hoắc Khải chỉ nhằm vào một mình Ninh Thần, có thể anh ta đã chán vợ nên không còn cảm thấy hứng thú, chỉ trước mặt những người phụ nữ khác thì anh ta mới thể hiện được sự ham muốn đầy nam tính của mình, ví dụ như người phụ nữ xinh đẹp mà anh ta đã tặng hoa lần trước. Hồi đó, cô ấy đã đánh nhau với Cơ Hương Ngưng vì bị bạn trai lừa dối, nên Phan Tư Mễ rất ghét những chuyện dối trá như vậy, nhưng cô ấy là người phụ nữ giỏi che giấu tâm lý, nên cũng không bộc lộ nội tâm chán ghét một cách thẳng thừng ra bên ngoài. Vì người đàn ông trước mặt là một tên lưu manh, cô ấy đương nhiên phải tìm cách để anh ta tự động bại lộ. Dựa trên sự hiểu biết của Phan Tư Mễ về bản chất con người, cô có thể dễ dàng vạch ra một kế hoạch để vạch mặt người này. Phan Tư Mễ mỉm cười nói, vì anh không bị bệnh nên sau này không cần tư vấn tâm lý nữa, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian, nhưng nếu có dịp, chúng ta cũng có thể đi uống trà cùng nhau. Tôi thực sự rất tò mò, lúc còn đi học Ninh Thần không hề để ý đến bọn con trai trong trường, tại sao cô ấy lại đồng ý kết hôn với anh sớm như vậy? Có lẽ là do tôi quá may mắn, Hoắc Khải cười nói, đây cũng thật sự là suy nghĩ của anh, nếu như không may mắn, làm sao anh có thể hồi sinh lại trong thân xác của Lý Phong? Tuy nói rằng Lý Phong trước kia rất tệ hại, nhưng cũng chính vì anh ta quá tệ, nên bây giờ anh mới có thể làm nổi bật sự tốt đẹp của mình ra, thật là một chút cũng không khiêm tốn. Vậy tôi hỏi ngược lại anh một chút, anh thấy bản thân có ưu điểm gì? Phan Tư Mễ lại hỏi, ưu điểm thì vẫn có rất nhiều, chẳng hạn như nấu ăn ngon. Hai người tiếp tục trò chuyện như những người bạn bình thường, những cuộc đối thoại rất đơn giản và rất đời thường. Buổi trưa, Phan Tư Mễ dùng bữa cùng với Hoắc Khải, không biết do Hoắc Khải quá vui tính, hay là do cô ấy bẩm sinh ít cười, đến khi khẽ cười run lên một cái liền thu hút được sự chú ý của rất nhiều người đàn ông xung quanh. Một người phụ nữ xinh đẹp với thân hình nóng bỏng như vậy, không phải là chuyện bình thường có thể dễ dàng thấy được. Ăn xong, Phan Tư Mễ lái xe đưa Hoắc Khải về nhà. Lần này, cô ấy không từ chối việc vào nhà uống trà, rất tự nhiên xuống xe và đi vào trong nhà với Hoắc Khải. Ninh Thần cũng rất vui khi thấy Phan Tư Mễ đến. Cô nhanh chóng đặt công việc qua một bên để chạy đến chào hỏi cô ấy. Phan Tư Mễ có chút đánh giá căn nhà nhỏ tồi tàn, liền nói, để cho những bạn học cũ biết được nữ thần năm đó bây giờ lại ở trong một căn nhà như thế này, nhất định sẽ đau lòng đến chết. Cậu đang nói cái gì vậy? Tớ thấy ở đây vẫn rất tốt. Ninh Thần vỗ nhẹ vai của cô ấy, ra hiệu không được nói nhảm trước mặt Hoắc Khải, đồng thời nói tiếp, với lại vợ chồng tớ cũng đã mua được một căn nhà mới rồi, đợi tu bổ xong liền chuyển qua đó mua một căn nhà mới. Cậu mua nhà ở đâu vậy? Phan Tư Mễ tò mò hỏi. Ninh Thần rất tự hào về điều này, nếu là 2 tháng trước gửi tiền tiết kiệm 10.000 tệ cũng là quá sức đối với gia đình của cô, nhưng vào 2 tháng sau bọn họ đã mua được một căn nhà mới trị giá hàng triệu. Tuy rằng trước mắt không có ai đánh giá cao nhà ở khu Tây Bắc, nhưng đó cũng đã là một tiến bộ rất lớn rồi. Lý Phong mua nhà sao? Lợi hại vậy ta. Phan Tư Mễ bỗng nhiên nắm lấy hai vai của Ninh Thần, giọng điệu trêu chọc nói, thật hâm mộ cậu đã tìm được một tấm chồng tốt như vậy. Sao không ngại cùng chị em chia sẻ một chút chứ hả? Tiết kiệm cho tớ chút thời gian ngày ngày chọn tới chọn lui, chọn hoa cả mắt cũng chọn không ra. Ninh Thần nghe vậy thì giật mình, sau đó liền nói, lại nói nhảm rồi, sao có thể chia sẻ chồng cho người khác được? Sao lại không được? Tam thê tứ thiếp là chuyện bình thường ở thời cổ đại. Lý Phong, anh có nghĩ vậy không? Phan Tư Mễ chớp chớp mắt với Hoắc Khải, tuy giọng điệu chỉ là đùa giỡn, nhưng câu nói ấy cũng đủ để khiến bất cứ trái tim người đàn ông nào rung động. Suy cho cùng, từ bên trong cô ấy đã thoát ra một nét
quyến rũ sẵn có, tính tình cũng rất thoải mái. Hầu hết mọi người thật sự đều không thể cưỡng lại cô ấy. Hoắc Khải nghe vậy chỉ khẽ mỉm cười nói. Xin lỗi, phục vụ không nổi, Ninh Thần cũng có chút không vui nói. Cái con nhỏ, này, tại sao so với lúc còn đi học lại cởi mở hơn nhiều quá? Vậy, nói mấy cái chuyện bậy bạ này, Đường Đường con, đang đứng đó kìa, được rồi, không đùa hai người nữa. Lại còn, bảo rằng tớ dạy trẻ con học hư nữa chứ, đùa chút thôi, mà Phan Tư Mễ cười hì hì nói. Còn nữa, ngày mai tớ, chuẩn bị đi họp lớp vào buổi tối, cậu có định đi họp lớp không? Ninh Thần đang do dự, lại nghe cô ấy nói. Tớ cũng, muốn gọi Cơ Hương Ngưng đến, nói lại chuyện năm đó, cũng không thể ghét nhau cả đời. Nếu như cậu không, đến, lỡ như hai đứa này lao vài đánh nhau thì ai can ngăn? Cách chương, chế tạo hào môn, chương 163 tôi muốn làm cổ đông. Gocchuyenaudio.com, nghe thấy cô ấy nói ra những lời này, Ninh Thần lập tức vui mừng khôn xiết nói, cậu định giảng hòa với, Hương Ngưng thật sao, thật tuyệt, tớ đi, nhất định đi, tớ biết cậu là hiền lành nhất rồi. Phan Tư Mễ nói với, một nụ cười, sau khi trò chuyện thêm vài câu, cô ấy cũng không ở, lại lâu thêm nữa. Rời đi với lý do có lịch hẹn bệnh nhân tại phòng khám, đứng ở trước cửa nhà, nhìn Phan Tư Mễ lên xe rời đi, sau khi vẫy tay chào tạm biệt, nét mặt Ninh Thần đột nhiên trở nên hơi trầm mặc. Hoắc Khải thấy cô không vui liền hỏi, sao vậy, vừa rồi không phải em đang rất vui vẻ sao? Ninh Thần ngẩng đầu nhìn anh, có chút lo lắng hỏi, anh có cho rằng Tư Mễ thật sự thích anh không? Hoắc Khải bị cô chất vấn, liền bật cười thành tiếng, em nghĩ nhiều quá rồi, cô ấy chỉ là nói đùa mà thôi, sao, em có thể cho là thật được? Em đó, thật sự rất dễ bị lừa, nhưng giọng điệu vừa rồi của cô ấy nghe có vẻ rất giống thật, giọng nói Ninh Thần nghe rất buồn, sắc mặt cũng trầm xuống, anh quả là một người đàn ông xuất sắc, cho dù cô ấy thật sự thích anh thì em cũng không. Cảm thấy kỳ lạ, nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, Hoắc Khải thở dài nói, không biết mấy lời này là em đang khen anh hay còn có ý gì khác đây nữa, hay là anh cứ trở lại như trước, để em, không phải lo lắng đề phòng nữa nhé. Không được, Ninh Thần bất giác cảm thấy lo lắng. Liền nói nhanh, sau khi biết được Hoắc Khải chỉ nói đùa, cô cũng hơi xấu hổ, nói với anh, em chỉ nói chuyện bâng, quơ thôi em, thôi đừng nói đến chuyện này nữa, chúng, ta tiếp tục theo dõi các hoạt động của cửa hàng thôi. Vừa, rồi có rất nhiều khách hàng nhắn tin cần tư vấn mà em vẫn chưa đáp lại, Ninh Thần nói xong thì lập tức xoay người chạy vào, nhà, cô vội vàng như vậy, rõ ràng là đang muốn trốn tránh, cái chủ đề gượng gạo kia, Hoắc Khải biết thế nhưng cũng không bắt bẻ cô làm, gì, anh chỉ đứng nhìn cô hăng hái ngồi vào ghế. Trả lời câu, hỏi của khách hàng với vẻ mặt nghiêm túc, mặc dù mấy ngày nay anh có chút bận rộn hơn bình thường, nhưng cuộc sống vì thế cũng đã phong phú lên, không ít, khiến cho anh như tìm lại được một chút hơi thở, nhiệt huyết của quá khứ. Trước kia anh vô cùng bận rộn, chỉ mong một giây, đồng hồ có thể chia ra làm hai nửa để dùng. Hôm nay, cuộc sống của anh so với khi đó ung dung hơn rất nhiều, nhưng cũng thực tế hơn rất nhiều. Những người xung quanh anh bây giờ không phải là những con người đầy mưu mô, nên anh cũng không còn thường xuyên thấy cảnh người người ngờ vực dè chừng nhau như trước. Những ngày như thế này thật tốt, việc quảng bá các hoạt động của cửa hàng khá suôn sẻ, thậm chí ngay cả Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai cũng không ngừng hỗ trợ phát quảng cáo trên vòng kết nối bạn bè, mà bây giờ cửa hàng trái cây cũng làm ăn vô cùng phát đạt, lượt khách tới lui mỗi ngày tưởng như có thể làm mòn hết cả sàn nhà. Ninh Quốc Năng ngày ngày ngồi đếm tiền muốn chuột rút, vừa khổ não vừa vui vẻ. Dưới sự gợi ý của Hoắc Khải, họ cũng đã mở một kênh bán hàng giao đồ ăn trực tuyến. Mặc dù vẫn đang trong giai đoạn sơ khai nhưng đã có thể nhận được hàng chục đơn hàng mỗi ngày, để mà so sánh thì có những người mở cửa một tuần rồi mà vẫn chưa làm ăn gì được, họ còn phải bỏ tiền túi ra để đi thuê mấy người nổi tiếng về quảng cáo cho kia, chỉ là để vận hành các kênh bán hàng trực tuyến cần phải chỉ ra nhiều tiền. Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai bắt đầu với số vốn nhỏ nên rất nhạy cảm với vấn đề chi phí, vất vả lắm mới kiếm được ít tiền, mà muốn hàng của mình được trưng bày trên nền tảng bán hàng trực tuyến, thì phải chỉ ra trước một khoản tiền, làm sao mà được, chứ, vì vậy, họ đã thành lập một nhóm trên WeChat, mọi khách hàng đến mua hàng ở cửa hàng trái cây đều có thể quét mã để vào, khi nào quá lười không muốn ra cửa hàng, mua trái cây, họ có thể nhắn vào trong nhóm WeChat, và, Ninh Quốc Năng sẽ nhanh chóng gửi đến cho khách hàng, mặc dù vẫn phải trả một khoản phí nhất định để thực hiện các công việc lặt vặt, nhưng vẫn còn tốt hơn là chỉ thêm tiền hoa hồng cho các nền tảng bán hàng trực tuyến khác. Tính đến nay, cộng cả dịch vụ giao đồ ăn trực tuyến, giao trái cây trên WeChat và doanh thu của chính cửa hàng trái cây đã kiếm được hơn 7.000 tệ mỗi ngày, với lợi nhuận dòng từ 4 đến 5.000, và xu hướng gia tăng doanh số bán hàng này vẫn không hề suy giảm, cùng với việc đẩy mạnh các hoạt động khuyến mãi, tốc độ tăng trưởng đang ngày càng tăng lên mỗi ngày. Nhìn chung, Ninh Quốc Năng và Đặng Tuấn Mai bây giờ đã bị thuyết phục về khả năng kinh doanh của Hoắc
Hải, Ninh Thần bên này vừa nói cần bọn họ hỗ trợ phát. Phát quảng cáo, hai người không nói hai lời, trực tiếp ra, sức oanh tạc trên tất cả các kênh truyền thông mà họ biết. Không chỉ tự mình đăng quảng cáo, họ còn nhờ người, đến mua trái cây chia sẻ quảng cáo, bất kỳ ai chuyển tiếp, quảng cáo đều có thể được giảm giá mua hàng. Hoắc Khải vốn không có suy nghĩ nhiều về điều này, việc cửa hàng trái cây hỗ trợ tuyên truyền, chẳng qua chỉ là thêm gấm thêm hoa, chủ yếu nhất vẫn là dựa vào các tài khoản công khai Weibo và WeChat để quảng bá. Ngoài ra, các kế hoạch quảng cáo mà anh đăng trên, các diễn đàn nổi tiếng khác nhau cũng có kết quả rất tốt. Hình thức tuyên truyền này thường phát triển chậm, trong giai đoạn đầu nhưng sẽ nhanh chóng bùng nổ ở giai đoạn sau, một đồn 10, 10 đồn trăm, theo ước tính của Hoắc Khải, tin tức sẽ có thể bao phủ trên khắp đất nước trong khoảng 10 ngày tới. Đến lúc đó các hoạt động cũng có thể chính thức bắt đầu. Bởi vì kế hoạch tuyên truyền đạt hiệu quả đủ tốt, nên mức tiêu thụ của cửa hàng cũng đang không ngừng tăng trưởng. Buổi phát sóng trực tiếp đã phá kỷ lục 200.000 đơn hàng vào ngày đầu tiên, 220.000 đơn vào ngày thứ hai, 250.000 đơn vào ngày thứ ba, và vẫn đang tiếp tục tăng hàng chục ngàn đơn hàng mỗi ngày. Ngay cả nhà sản xuất cũng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Ban đầu họ còn nghi ngờ rằng Ninh Thần đang cố gắng hoàn thành nhiệm vụ bằng cách khai khống số lượng đơn, đặt hàng, sau đó lại phát hiện ra cô đang tự trả tiền cho các hoạt động quảng bá cho họ. Khi đã hiểu một chút và thấy hiệu quả quảng bá thật sự tốt, họ đã chủ động giúp đỡ. Tất nhiên, phương thức tuyên truyền của các nhà sản xuất có thể không tốt hơn Hoắc Khải là bao. Rốt cuộc, họ thường chỉ tập trung vào việc tạo ra sản phẩm. Tất cả mọi sự quảng cáo đều dựa vào cách làm việc của mỗi cửa hàng tao bao để tìm ra con đường riêng. Những gì họ có thể giúp chính là cung cấp cho Ninh Thần một số quà tặng sự kiện và đề xuất mức giá mua thấp hơn. Suy đoán trước đó của Hoắc Khải đã đúng, công thức, cốt lõi của nhà sản xuất đã thật sự bị đánh cắp. Và nó đã bị phân tán khắp nơi. Hiện nay, các thương hiệu giảm cân khác nhau đang mọc lên như nấm sau mưa, có công thức giống nhau, tác dụng giống nhau, nhưng giá thành lại rẻ hơn. Các nhà sản xuất vô cùng lên án hành động này, nhưng cũng không có cách nào khác, ai bảo bọn họ không bảo vệ chu toàn cho công thức độc quyền kia chứ. Ngay cả khi đã có bằng sáng chế, chỉ cần người khác thêm thứ gì đó khác lạ vào công thức, thì họ có thể phản bác rằng nó hoàn toàn khác với công thức đã có bằng sáng chế kia. Hơn nữa, không thể đến tòa án để kiện và yêu cầu họ tiết lộ công thức để điều tra trước khi có bằng chứng xác thực. Về việc này, nhà sản xuất chắc chắn phải chịu thiệt hại, nên họ chỉ cầu mong có thể giữ lại được 1/3 thị phần của mình trong cơn bão tố. Nhiều đại lý và nhà phân phối cũ đã chuyển sang các thương hiệu khác vì giá cả thấp hơn. Bản thân họ không có lòng trung thành với nhãn hiệu, họ chỉ làm bất cứ điều gì họ cho là tốt với bản thân của họ. Bây giờ, đại lý lớn nhất của nhà sản xuất chính là Ninh Thần, đại lý với doanh thu hàng ngày lên đến 200-300 ngàn, con số này chỉ xuất hiện vào thời kỳ đỉnh cao của họ. Mà cho dù là thời kỳ đỉnh cao, nó cũng chỉ tồn tại trong khoảng thời gian ngắn ngủi không được bao lâu, trong khi doanh thu hàng ngày của đại lý Ninh Thần vẫn đang không ngừng tăng lên. Đây mới chỉ là giai đoạn đầu tiên của sự kiện, khi tất cả mọi người cùng tham gia thì doanh thu hàng ngày của đại lý sẽ không thể ước tính được nữa, chắc chắn sẽ là một con số khổng lập. Trong khi các nhà sản xuất rất vui mừng, họ cũng gặp phải một vấn đề rắc rối này đến từ phía của Hoắc Khải. Vào ngày thứ hai sau khi nhà sản xuất yêu cầu trợ giúp, Hoắc Khải đã gửi email cho họ, nội dung email rất đơn giản, dựa trên những cân nhắc về thị phần, Hoắc Khải muốn có cổ phần của nhà sản xuất, đầu tư 8 triệu để chiếm 30 cổ phần, nếu công ty đồng ý, đại lý sẽ tiếp tục thực hiện hoạt động, nếu công ty không đồng ý, đại lý sẽ lập tức thay đổi nhãn hiệu. Dù sao thì đó cũng chỉ là thời gian khuyến mãi của sự kiện, việc bán cho khách hàng hàng hóa của thương hiệu nào cũng không nhất thiết phải cố định chắc chắn. Các thương hiệu khác cũng sử dụng công thức của công ty này, và hiệu quả là như nhau, không cần quá lo lắng về khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Email này đã khiến cho nhà sản xuất tức giận quá sức, đại lý bán được 50-60 ngàn một ngày liền yêu cầu công ty giữ giá mua ở mức thấp nhất. Bây giờ đại lý bán được 2-3 triệu một ngày thì liền yêu cầu mua cổ phần, sau này nếu như bán được nhiều hơn, chẳng phải là sẽ muốn nuốt chửng toàn bộ công ty luôn hay sao? Thật ra là họ đã đoán đúng. Hoắc Khải thật sự có ý định thâu tóm công ty thuốc giảm cân này. Vì anh đã muốn làm kinh doanh thì làm sao có thể bị người khác điều khiển. Nếu chỉ là một đại lý, cho dù công việc kinh doanh có tốt đến đâu, thì nó vẫn luôn là công việc bán thời gian cho người khác. Vì vậy tốt nhất là phải làm ông chủ của chính mình. Anh đã nói ra một điều rất đáng sợ, nhưng Ninh Thần cũng không phản đối điều này. Sau nhiều ngày nghiên cứu thị trường, cô thấy rằng nhà sản xuất hiện tại chỉ còn duy nhất một mình cô là đại lý lớn. Nếu như cô chuyển sang các thương hiệu khác, công ty giảm cân này chắc chắn sẽ sớm phải phá sản. Ngay cả khi công ty không phá sản, thì thị phần của công ty cũng sẽ bị siết chặt đến mức khó coi.
Hai ngày sau, tổng giám đốc của nhà sản xuất đã gọi điện trực tiếp đến và hỏi liệu có thể giảm tỷ lệ cổ phiếu xuống được không, dù sao thì họ cũng là công ty lớn với doanh thu hàng năm vài trăm triệu, muốn chiếm 30, cổ phần chỉ bằng 8 triệu thì đúng là quá lỗ. Tuy nhiên, Hoắc Khải cũng không hề nể mặt vị tổng giám đốc này, hàng từng từ chối, doanh thu hàng năm lên đến hàng trăm triệu. Đó chỉ là chuyện của trước đây, bây giờ tất cả các đại lý khác của công ty cộng lại cũng chỉ bán được đến hàng chục triệu, khi các thương hiệu khác bắt đầu được xây dựng, công ty này thậm chí còn có thể bán được ít hơn thế. Bây giờ 8 triệu chỉ mua được 30 cổ phần của công ty, nhưng nếu như công ty không đồng ý thì sau khi sự việc kết thúc, 8 triệu chính là giá mua lại toàn bộ công ty này. Vẫn còn 3 ngày nữa sự kiện mới chính thức bắt đầu, nên hãy từ từ cân nhắc, tốt nhất là nên suy nghĩ kỹ trước khi trả lời. Nhà sản xuất cân nhắc 2 ngày, tổng giám đốc gọi điện lại đồng ý phương án hợp tác chuyển nhượng cổ phần, nhưng dù đã đồng ý, tổng giám đốc cũng hy vọng sẽ thu được 30 lợi nhuận của sự kiện. Thật ra Ninh Thần rất muốn đồng ý điều kiện này. Theo cô ấy, có thể mua 30 cổ phần công ty với mức giá 8 triệu là đã khá tiết kiệm chi phí. Dù sao công ty này cũng đã bán được vài trăm triệu một năm vào thời kỳ đỉnh cao trong ngành công nghiệp giảm cân, công ty này cũng được coi là hàng đầu, cũng chính là Hoắc Khải đề xướng chuyện này. Nếu đổi lại là cô, sợ rằng cô sẽ không bao giờ dám đòi hỏi như vậy. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 164, người quen, góc chuyện audio.com. Hoắc Khải kiên quyết từ chối yêu cầu của công ty. Anh trả lời tổng giám đốc là, nếu ông muốn 30 lợi nhuận của hoạt động lần này thì ông phải chia thêm 21 cổ phần, nếu không thì không còn gì để nói nữa. 30, lúc trước cộng 21, lúc sau thì tổng là 51, tương đương nắm giữ số cổ phần khống chế. Sao tổng giám đốc có thể đồng ý? Ông ta có thể chấp nhận một đối tác mới nhưng không thể chấp nhận chuyện công ty bị mua lại dễ dàng như vậy, đó là sự chênh lệch quá lớn. Hoắc Khải cũng không nói nhiều với ông ta chuyện dùng 8 triệu để mua 30 cổ phần, trước tiên cứ quyết định vậy, những chuyện khác ông cứ tiếp tục cân nhắc, bất cứ lúc nào ông đồng ý thì đều có thể gọi cho tôi. Vị tổng giám đốc kia không có ý kiến gì với việc thu mua cổ phần, ông ta đồng ý, sáng sớm 2 ngày sau sẽ cử người qua ký hợp đồng chính thức. Sau khi cúp điện thoại, Ninh Thần đang ngồi bên cạnh, mong chờ hỏi, thế nào rồi hả anh, có được không, 2 ngày nữa họ sẽ đến để ký hợp đồng. Hoắc Khải cười gật đầu, tốt quá, Ninh Thần vui mừng reo lên, vẻ mặt tràn đầy sự hưng phấn và xúc động. Khi mới bắt đầu mở tiệm trên Taobao, cô chỉ nghĩ kiếm thêm chút ít bù vào chi phí sinh hoạt, không ngờ lại có thể kiếm được nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, cứ cố gắng làm lại có thể trở thành cổ đông của công ty một cách khó tin, từ doanh thu hàng năm không được 500 tệ, đến đại lý doanh thu mỗi ngày 10.000, đến cổ đông chiếm 30 cổ phần. Bước tiến quá lớn này khiến cho Ninh Thần không dám tin, trong thời gian quá ngắn sao có thể đạt được thành công to lớn như vậy, cô đang mơ sao? Nhìn vẻ mặt không dám tin của cô, Hoắc Khải chỉ cười, không nói gì. Đối với anh mà nói, nắm giữ 30 cổ phần của một công ty bán thuốc giảm cân nhỏ bé cũng không có gì ghê gớm, đừng nói là công ty nhỏ này, ngay cả nhà họ Cơ thì sao chứ, không phải là suýt nữa bị anh cho sập luôn, chỉ trong một tuần đấy thôi. Ngôi sao hy vọng từng đứng trên đỉnh cao của thế giới, muốn làm mấy chuyện nhỏ này thì dễ như trở bàn tay. Đợi tâm trạng của Ninh Thần bình tĩnh lại một chút, Hoắc Khải mới nhắc nhở, ngày kia, đại diện phía nhà máy qua đây, chúng ta không thể đón tiếp họ ở nhà, ngày mai em sắp xếp thời gian đi thuê một văn phòng chính thức nhé. Ninh Thần gật đầu, khung cảnh ở trong nhà thật sự có chút khó coi, nếu đại diện nhà máy đến đây ký hợp đồng, sợ là sẽ cười đến rụng răng, nếu muốn kinh doanh thì thuê văn phòng cũng hợp lý, chúc mừng em, sau này phải gọi là giám đốc Ninh. Rồi, Hoắc Khải cười nói, anh mới là giám đốc, em là vợ giám đốc. Ninh Thần cười vui vẻ nói, con là gì? Đường Đường ở bên cạnh ồn ào hỏi. Hoắc Khải ôm lấy cô bé, cười nói, con là cục cưng nhỏ, công chúa nhỏ, bảo bối nhỏ của bố mẹ. Buồn nôn quá, Ninh Thần đứng bên cạnh chôn mũi lại, nhưng trên mặt lại nở nụ cười rạng rỡ, chứng minh cô không chán ghét hình ảnh này một chút nào. Sáng sớm ngày thứ hai, sau khi Hoắc Khải và Ninh Thần đưa Đường Đường đi học thì lập tức đến tòa nhà văn phòng ở trung tâm thành phố xem có văn phòng nào thích hợp để thuê không. Vốn dĩ Ninh Ngọc Lâm muốn giúp đổ, tốt nhất là thuê bên cạnh văn phòng của cậu ta, cho dù là cậu ta trả tiền thuê cũng được. Sự phát triển của bình nước nóng Kinh Vận hiện tại khá tốt, doanh số mỗi tháng của cửa hàng flagship Taobao đã hơn 1.500 chiếc, đây chỉ mới là thành tích của 2-3 tháng, đợi đến khi tròn 1 năm, ước tính doanh số bán hàng trên 3.000 chiếc mỗi tháng cũng không vấn đề gì, số lượng bán ra hàng chục ngàn chiếc mỗi năm, tương đương với lợi nhuận mấy chục triệu, khiến tổng giám đốc nhà máy Hoàng Hữu Sơn mỗi ngày đều vui đến mức cười ngoác miệng đến tận mang tai. Thành tích bán hàng tốt
Một phần nguyên nhân là do Hoàng Kiệt Hảo và Ninh Ngọc Lâm làm việc rất chăm chỉ, suy nghĩ rất tiến bộ, theo kịp sự phát triển của ngành, mặt khác cũng do Hoắc Khải đã tạo dựng được một khởi đầu thuận lợi. Nếu không có sự giúp đỡ của Hoắc Khải lúc đầu, chỉ dựa vào một mình Ninh Ngọc Lâm, ít nhất cũng phải mất 2 năm mới đạt được doanh số bán ra hơn 1.000 chiếc mỗi tháng, hơn nữa còn phải chỉ nhiều tiền, trong một năm đầu có khả năng bị lỗ vì chi phí dành cho kinh doanh. Bây giờ không những không lỗ mà còn kiếm được rất nhiều tiền, Ninh Ngọc Lâm biết được bản lĩnh của Hoắc Khải, đương nhiên cũng hy vọng có thể kéo anh rể về bên cạnh mình. Nếu như vậy, chỉ cần có vấn đề gì, thì đi luôn sang bên cạnh gọi anh tới, quá là tiện, hơn nữa, tiền thuê văn, phòng 80-100.000 một năm là cái dám gì, chứ, có nhân lên gấp 5 lần thì Hoàng Hữu Sơn cũng không phản đối. Phải biết rằng, lúc đầu, khi cửa hàng flagship còn chưa mở, Hoàng Hữu Sơn đã muốn trả Hoắc Khải 20-30.000 tiền lương mỗi tháng rồi. Bây giờ, thành công của cửa hàng flagship đã chứng minh bản lĩnh của Hoắc Khải, phần lương này nhân lên 3, lên 5 lần, cũng có sao, đáng tiếc, tính toán nhỏ này của Ninh Ngọc Lâm đã bị Hoắc Khải nhìn rõ, nhưng việc anh phải làm quá nhiều, giúp Ninh Thần mở cửa hàng tao bao đã chiếm một phần sức lực của anh, đương nhiên, anh không muốn mất thêm thời gian vì việc khác nữa. Do đó, Hoắc Khải kiên quyết từ chối ý tốt của Ninh Ngọc Lâm, chọn một văn phòng cách cậu em dễ ít nhất 5 cây số để xem, lúc đi cùng môi giới nhà đất lên lầu. Bỗng nhiên Ninh Thần phì cười, nói, vẻ mặt đó của Ngọc Lâm ai oán cùng, cực giống hệt Lâm muội muội, anh không cho cậu ấy chút sĩ diện, ít nhất cũng phải suy nghĩ một chút chứ, nhóc đó bám dai như keo da chó vậy, anh không, kiên quyết từ chối thì chắc chắn cậu ta 2-3 ngày lại đến nhà, chưa nói đến phiền phức khác, lại còn ăn trực uống, trực, cướp thịt với Đường Đường thì làm sao mà được, Hoắc Khải nói, Ninh Thần nghe thấy thế thì trộm cười, Ninh Ngọc, Lâm và Đường Đường đều là động vật ăn thịt. Mỗi lần, đến nhà ăn cơm, một lớn một nhỏ tranh nhau ăn đỏ cả mặt, sau khi lên lầu, môi giới nhà đất đưa họ tới trước cửa, một văn phòng, gõ cửa mấy cái nhưng không ai trả lời, môi giới vội vàng lấy điện thoại, nói với Hoắc Khải, xin lỗi anh, có lẽ chủ nhà vẫn chưa tới, tôi gọi điện thoại, cho cô ấy hỏi xem, Hoắc Khải và Ninh Thần không để bụng, còn cả ngày, hôm nay để tìm, cũng không thiếu vài phút, điện thoại của người môi giới vừa kết nối thì nghe thấy, ở cửa thang máy vang lên giọng nói của một người phụ nữ, đến rồi, ba người quay đầu lại nhìn, lúc nhìn thấy người kia, hai bên đều hơi sững người, chủ nhà là một người phụ nữ tính tình khá tốt, quan trọng nhất, cô ấy là một người quen, Tả Mỹ Hoa là cửa hàng trưởng cửa hàng quần áo mà Ninh Thần từng làm, lần trước vì khách hàng bới lông tìm vết mà Hoắc Khải bảo Ninh Thần từ chức luôn, cửa hàng trưởng còn cố giữ cô lại hồi lâu, sợ cuộc sống của cô vốn đã không hạnh phúc lại vì chuyện từ chức mà lại càng khổ hơn. Nhưng không ngờ đến hôm nay, môi giới nói có người đến thuê nhà, cô chạy tới gặp khách thuê lại có thể gặp lại Ninh Thần, nhìn môi giới đứng cạnh hai người, vẻ mặt Tả Mỹ Hoa tràn đầy kinh ngạc, hỏi, hai người muốn thuê văn phòng sao? Chị Tả, đây là nhà của chị à, trùng hợp quá. Ninh Thần vui vẻ đi qua kéo tay của Tả Mỹ Hoa đầy kích động. Khi mới tới cửa hàng, Tả Mỹ Hoa đã giúp đỡ cô rất nhiều, cho dù có chuyện gì, chỉ cần Ninh Thần nói một tiếng muốn đi lúc nào cũng được, mọi người đều thương cô lấy phải người chồng hèn nhát kém cỏi như thế, nên cùng là phụ nữ với nhau đều không tính toán mấy cái này. Lúc từ trước, Ninh Thần còn vì thế mà cảm thấy ấy náy, được người ta giúp đỡ lâu như vậy mà nói bỏ là bỏ, nên cô luôn cảm thấy có lỗi với họ. Đến giờ được gặp lại Tả Mỹ Hoa nên đương nhiên là cô cảm thấy rất vui, còn Tả Mỹ Hoa lại đầy vẻ kinh ngạc. Sau khi Ninh Thần xin nghỉ một khoảng thời gian, họ vẫn còn thường xuyên nói chuyện về người từng là đồng nghiệp này. Gần như tất cả mọi người đều cảm thấy Ninh Thần nhất định sẽ hối hận một người chồng thất bại. Nói thì hay mà làm thì dở, cô lại vì sự sĩ diện nhất thời của anh ta mà bỏ việc. Chuyện này không phải là não bị úng nước sao? Tả Mỹ Hoa cũng từng nói với họ, nếu một ngày Ninh Thần quay lại, tất cả đều không được hỏi những gì đã xảy ra sau khi nghỉ việc, tránh việc làm đau lòng cô gái đáng thương này. Nhưng không giờ chỉ vài tháng, Ninh Thần vẫn không quay lại, mà khi gặp mặt thì cô đã sắp thuê văn phòng rồi. Hai người thuê văn phòng làm gì? Tả Mỹ Hoa hỏi, theo cô ấy thấy, Ninh Thần chắc chắn không có khả năng thuê văn phòng kinh doanh. Vì khi còn làm trong cửa hàng quần áo, thành tích bán hàng của cô cũng không tốt lắm, tuy rằng có một phần là do thường xuyên phân tâm vì việc của con cái và gia đình, nhưng trình độ bán hàng mà cô đã thể hiện cũng không cao. Tôi thuê làm kinh doanh, trước đây không phải tôi mở một gian hàng tao bao sao, bây giờ buôn bán cũng được, vì hoàn cảnh trong nhà không tốt lắm, nếu ký hợp đồng với người ta thì cũng phải có một chỗ đàng hoàng mà. Cho nên, tôi muốn thuê văn phòng để làm, không ngờ lại là nhà của chị Tả. Ninh Thần mỉm cười nói, trên mặt không che nổi vẻ tự hào. Cách chương chế tạo hào môn, chương 165, cô có thể kiếm được bao. Góc truyện audio.com. Chính vì sự áy náy hồi đó nên cô muốn biểu hiện tốt
hơn trước mặt các đồng nghiệp của Tả Mỹ Hoa. Cho bọn họ thấy cô không hề có một cuộc sống không hạnh phúc. Mà Tả Mỹ Hoa cũng biết chuyện Ninh Thần có cửa hàng trên Tao Bao, biết cả việc cô làm ăn rất kém, suốt cả một năm mà chỉ bán được có 1.800 đồng, không đủ trả tiền mạng. Cửa hàng Tao Bao kém cỏi như thế mà cũng đòi thuê văn phòng. Trong lòng Tả Mỹ Hoa nảy ra một loại khả năng, nhất định là cái tên chồng ăn hại kia của Ninh Thần cho rằng cửa hàng Tao Bao không đủ đẳng cấp nên muốn lấy văn phòng ra để tỏ vẻ. Nhưng người ta thuê văn phòng đều là để làm ăn lớn, ít nhất cũng phải có tiềm lực, còn mấy người thì sao? Một năm bán được 800 đến 1.000 đồng, đừng nói là thuê nhà, trả tiền thuê quét dọn vệ sinh một năm còn không đủ nữa là thuê văn phòng có khác nào vung tiền ra cửa sổ. Trong lòng Tả Mỹ Hoa, đây là điển hình cho việc yêu cầu cao hơn năng lực, rõ ràng là chẳng có bản lĩnh gì mà mũi cứ hét lên tận trời để giả vờ cho người khác xem. Cô ấy liếc Hoắc Khải rồi kéo tay Ninh Thần sang một bên, nói thầm, nghe tôi khuyên một câu đi, đừng lãng phí số tiền này nữa. Hà, phòng này có vấn đề sao chị? Ninh Thần kinh, ngạc hỏi, con tưởng rằng tòa văn phòng này có khiếm khuyết gì. Nếu thật sự là vậy, Tả Mỹ Hoa nể mặt giao tình cũ mà không muốn lừa cô thì cũng có thể hiểu được. Phòng thì tốt, nhưng các cô kiếm được có chút kia, thì thuê văn phòng làm gì chứ? Tả Mỹ Hoa thấy Ninh Thần hiểu lầm thì cũng đau đầu. Sao người phụ nữ này, càng ngày càng ngốc vậy chứ? Tổng tài phu nhân có thai rồi. Thật ra chúng tôi buôn bán cũng ổn mà đang phát triển rất tốt nữa. Sau này chắc chắn, Ninh Thần giải thích được một nửa thì đã bị Tả Mỹ Hoa ngắt lời, là cô quá đơn thuần thôi. Cái cửa hàng Tao Bao, đó có tốt thì cũng sẽ đi đến đâu chứ? Một tháng kiếm được hơn 10.000 không? Tôi đã khuyên cô đừng có từ chức rồi mà, lương ở tiệm quần áo tuy không cao nhưng ít nhất một tháng cũng được mấy ngàn, chẳng đỡ hơn là đi chăm lo cái mớ lộn xộn đó à? Và lại, chỉ cần cô chăm chỉ thì khi tôi đi khỏi đó, có khi cô còn được lên làm cửa hàng trưởng, lương một tháng hơn 10.000 nữa đó. Cô nhìn tôi với chồng tôi đi, chúng tôi đã tiết kiệm được chút tiền để mua cái căn phòng này rồi cho người khác thuê làm văn phòng đấy. Một tháng thu tiền thuê cũng không ít đâu, mặc dù là phải thanh toán trước 100.000 rồi phải trả góp nốt hơn 700.000 nữa, nhưng chúng tôi không có chút áp lực nào hết, cho thuê dễ mà. Tả Mỹ Hoa ngừng lại chút rồi nói tiếp, tôi biết cô cũng mong bản thân sống được tốt hơn, nhưng hãy nghe bà chị này khuyên một câu này, đừng có ngu ngốc làm mấy cái này nữa. Cậu ta có phải là người làm kinh tế đâu, cái văn phòng này ấy, cho dù tôi có giảm giá cho cô vì là người quen đi nữa thì sao chứ? Cái cửa hàng Tao Bao kia của cô kiếm một năm còn không đủ tiền thuê phòng kia kìa, hơn nữa tiền điện tiền nước cũng đắt đỏ. Nghe tôi đi, quay về tiệm làm việc, tôi vẫn giữ chỗ cho cô đó. Tôi đánh tiếng với nhân viên và chủ tiệm cả rồi, sẽ không ai nói cô cái gì đâu. Cô ấy nói như một cái máy khiến Ninh Thần muốn giải thích cũng không được. Lúc này, người môi giới tới hỏi, chị Tả, có thể vào xem phòng được không? Anh này muốn xem một chút. Vội cái gì? Tả Mỹ Hoa trừng mắt, khó chịu nói, cô ấy có ấn tượng cực kỳ xấu với Hoắc Khải, còn không định cho anh thuê phòng. Nếu người đàn ông này trong cơn tức mà không thuê văn phòng nữa thì mới tốt. Này, người môi giới biết bọn họ quen nhau, cũng không rõ là có mâu thuẫn gì không nên không dám nói gì nữa. Ninh Thần thì khuyên bảo, chị, tôi biết chị tốt với tôi, nhưng cửa hàng của chúng tôi làm ăn cũng khá, nên mới thuê một cái văn phòng. Cùng lúc đó, Hoắc Khải cũng đi tới nói, hay chúng ta vừa xem vừa nói chuyện nhé. Cậu lắm điều quá. Thà Hoắc Khải đừng nói gì, anh vừa lên tiếng thì Tả Mỹ Hoa đã bùng nổ, tôi nói này, rốt cuộc cậu có biết tính toán không hả? Điều kiện nhà các cậu thích hợp để thuê văn phòng sao? Ninh Thần thì khổ cực, vừa chăm con vừa đi làm, chút tiền cô ấy kiếm được đâu phải để cho cậu đi tiêu hoang chứ. Đừng có tỏ vẻ ta đây giỏi giang nữa đi, nếu cậu giỏi thật thì sao cậu còn để vợ cậu đi làm nuôi cậu chứ? Chỉ biết đọc sách đến chết thôi, chẳng biết đọc được cái gì không nữa. Hoắc Khải bị mắng đầy đầu, mặc dù ấn tượng với anh không tốt đi, nhưng không đến nỗi chỉ thuê một cái văn phòng thôi mà lại lên cơn tức đến vậy chứ. Ninh Thần vội vàng giải thích, chị Tả lo nhà chúng ta làm ăn không tốt nên thuê văn phòng sẽ bị thiệt, chị ấy có ý tốt mà. Hoắc Khải dĩ nhiên biết Tả Mỹ Hoa có ý tốt, anh không tức giận mà chỉ nói, thật sự chúng tôi làm ăn rất khấm khá, tiền thuê văn phòng cũng không tính là nhiều, rất khấm khá à? Tả Mỹ Hoa cười khẩy rồi hỏi Ninh Thần, cô muốn thuê thật chứ? Vậy tôi nói này, tiền thuê một tháng là 3.800 tệ, trả một lần 12 tháng là 45.600, tiền dịch vụ quản lý là 3.700, chưa kể tiền nước tiền điện. Xem phòng trước đã, nếu thích hợp thì tiền không thành vấn đề. Hoắc Khải nói, đây là tòa văn phòng có địa thế khá tốt, giá hơn 30 đồng một mét vuông cũng là chuyện bình thường, phí dịch vụ quản lý là do khách thuê chịu. Vì là người quen nên Hoắc Khải không muốn tính toán nhiều. Nói thì hay đấy, chẳng biết Ninh Thần thích cậu ở điểm nào nữa. Tả Mỹ Hoa rút chìa khóa ra mở cửa một cách rất không vui. Ninh Thần đi bên cạnh Hoắc Khải, kéo tay anh tỏ vẻ
khó xử. Hoắc Khải hiểu ý của cô, chỉ mỉm cười và vỗ vai trấn an, ý bảo cô đừng lo, vì biết Tả Mỹ Hoa muốn tốt cho Ninh Thần, mà cô ấy nói vậy cũng vì không biết rõ tình huống, nên Hoắc Khải cũng không trách móc gì. Đi vào phòng, nhìn mọi thứ cũng rất ổn, vuông vắn, chỉnh tề, còn chia làm hai tầng, không gian không quá lớn, nhưng rất sáng sủa và rộng rãi. Ninh Thần vốn không phải sếp của công ty lớn gì, dùng để làm văn phòng cho cửa hàng tao bao là vừa đẹp. Sau khi xem một vòng, Hoắc Khải và Ninh Thần rất hài lòng, vì là phòng của người quen nên cũng không muốn đi xem các căn khác nữa. Hợp thì chốt luôn, người môi giới vui mừng không thôi, vội vàng lấy ra hợp đồng để hai bên ký. Hoắc Khải cầm hợp đồng xem kỹ để phòng ngừa xuất hiện những lỗ hổng về mặt pháp luật. Còn Tả Mỹ Hoa thì kéo Ninh Thần hỏi, cô thật sự thuê đó hả? Tôi lấy tiền rồi thì sẽ không trả đâu đó. Chị yên tâm, chúng tôi sẽ không đòi lại tiền của chị. Đâu Ninh Thần đáp, cô đúng là bị mê hoặc đến hồ đồ rồi Tả Mỹ Hoa. Thở dài nói, hay là vậy đi, cô đừng lo chuyện tao bao nữa. Về đây đi làm đi, tiền thuê phòng tôi sẽ bớt cho cô 10.600 tệ. Tả Mỹ Hoa cũng coi như quan tâm đến Ninh Thần lắm. Rồi, giảm tiền thuê, lại còn giúp cô kiếm một công việc, tính ra cũng thu nhập thêm được mấy chục ngàn rồi. Nếu Ninh Thần thật sự có cuộc sống khó khăn như Tả Mỹ Hoa tưởng thì lúc này cô sẽ thật sự cảm kích đến rơi lệ, nhưng hiện giờ cô chỉ thấy khó xử, mặc dù Tả Mỹ Hoa có ý tốt nhưng cô ấy không hiểu mọi chuyện, nếu cứ từ chối thì sẽ khiến mọi việc trở nên lúng túng hơn, mà không từ chối thì lại càng không thể. Nào, lúc này, Hoắc Khải nói, chị muốn cho cô ấy đến làm thì e là phải tăng lương đấy. Tả Mỹ Hoa còn tưởng là anh nhân cơ hội để đòi thêm tiền, bèn lạnh lùng đáp, tăng thì làm sao, tôi là cửa hàng trưởng nên tôi có quyền, không phải là khinh cậu đâu, nhưng tôi tùy ý tăng lương cho cô ấy cũng nhiều hơn số tiền cậu kiếm được đó. Ninh Thần thật sự khó chịu khi thấy chồng mình liên tục bị hạ thấp như vậy, ý tốt thì xin nhận, nhưng không thể sỉ nhục người ta như vậy được. Cô chỉ nói, chị Tả, tôi không đến làm việc ở tiệm quần áo nữa đâu, chuyện làm ăn của cửa hàng tao bao đã dần đi vào quỹ đạo rồi, một tháng kiếm được không ít, chị không cần lo cho tôi đâu. Cái đầu ngốc này, Tả Mỹ Hoa bực mình vì nói cứ như nước đổ đầu vịt. Cô ấy trừng mắt nhìn Ninh Thần, chỉ biết nói thay cho cậu ta thôi. Kiếm được không ít, là bao, nhiêu hả, 3.000, 5.000, tôi còn đang phóng đại, lên giúp cô đây. Ninh Thần nhìn cô ấy, ngại ngùng nói, con số chị nói, ra vẫn ít quá. Tả Mỹ Hoa sửng sốt, 3.000, 5.000 mà còn ít, 8.000, một tháng hai người kiếm được nhiều vậy. Sao, Tả Mỹ Hoa ngạc nhiên hỏi, trong mắt cô ấy, nếu một tháng bán tao bao mà được, 8.000 thì đúng là nhiều rồi. Dù sao lúc trước một năm, còn bán không quá 1.000, Ninh Thần lắc đầu, vẫn ít. Tả Mỹ Hoa càng ngạc nhiên hơn. Đến cả người môi giới cũng phải hỏi, hai người bán trên tao bao hả? Một tháng kiếm được bao nhiêu vậy? Tháng này chúng tôi kiếm được khoảng 3-4 triệu, gì đó Ninh Thần nói. Cô vẫn muốn che giấu thu nhập một chút. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 166, hy vọng mới. Gocchuyenaudio.com. Người môi giới nhìn vợ chồng Hoắc Khải bằng vẻ mặt hâm mộ và kính sợ, thầm nghĩ trai xinh gái đẹp có khác, ăn mặc bình thường nhưng tầm ngầm mà đấm. Chết voi, tôi thấy cứ ở đây đi, không đi xem nơi khác nữa. Tiền, thuê nhà chuyển khoản hay nộp tiền mặt? Hoắc Khải nói, chuyển khoản đi trông Tả Mỹ Hoa hơi mất. Tự nhiên, vừa rồi cô ấy không hẳn là cười nhạo, nhưng lại lộ rõ sự khinh thường Hoắc Khải. Bây giờ người ta nói mình là người làm ăn lớn mấy chục triệu một năm thì cô ấy còn nói gì được nữa. Trong điện thoại của Ninh Thần có WeChat của Tả Mỹ Hoa, cô lập tức chuyển tiền ngay. Tiền thuê nhà cộng với phí quản lý vận hành, tất cả là 49.300, còn tiền điện nước gì đó đến tháng sau mới phải thanh toán. Điện thoại vang lên chuông báo chuyển khoản trên WeChat. Tả Mỹ Hoa vô thức lấy điện thoại ra xem, thấy gần 50.000 đã được chuyển đến thật. Cô ấy mới biết Ninh Thần không nói khoác. Tả Mỹ Hoa biết với tình cảnh gia đình bọn họ lúc trước, muốn lấy ra 20.000 tiền mặt cũng rất khó, bây giờ chuyển 50.000 nhanh gọn như thế. Chuyện này chứng tỏ điều gì? Một là vay, hai là kiếm được. Theo sự hiểu biết của Tả Mỹ Hoa với Ninh Thần thì cô sẽ không dễ gì nói dối, cho dù cô muốn bảo vệ chồng thì cũng sẽ không vi phạm nguyên tắc làm người của mình. Ninh Thần có thể nhìn ra sự mất tự nhiên của Tả Mỹ Hoa, cô biết chuyện kiếm mấy triệu một tháng có thể đã kích thích cấp trên cũ của mình, vì vậy cô cố gắng nói với giọng hiền hòa, chị Tả, tôi chuyển tiền cho chị rồi, ký tên, đi mau lên, lát nữa chúng ta đi ăn với nhau. Gần đây, Đường Đường cứ nhắc tới chị suốt, nói là lâu lắm rồi không gặp cô Tả. Đường Đường dẻo miệng còn ngoan ngoãn, cô bé luôn được mọi người trong cửa hàng quý mến. Chuyển đề tài sang cô bé cũng coi như để Tả Mỹ Hoa bình tĩnh lại. Nhưng Tả Mỹ Hoa thực sự không hiểu, gia đình này từng phải đau đầu vì mấy chục ngàn, vì sao chỉ 2-3 tháng đã làm ăn với quy mô lớn như thế được. Phải biết rằng cô ấy làm cửa hàng trưởng trong cửa hàng quần áo, lương tháng hơn 10.000, lương của chồng cũng sấp xỉ, hai vợ chồng chỉ tiêu rẻ sẻn
mất 6, 7 năm mới, tích góp được 1 triệu để thanh toán trước cho văn, phòng, tốc độ này đã không coi là chậm rồi. 6, 7 năm tiết kiệm được 1 triệu, đại đa số các gia đình trong nước đều không làm được. Tả Mỹ Hoa còn luôn cảm thấy tự hào vì chuyện này, có lẽ bọn họ chưa sánh bằng những nhà giàu khác, nhưng trong tầng lớp này thì cũng coi như có điều kiện. Kinh tế tốt, nhưng những gì Ninh Tần nói khiến cô ấy cảm thấy ngơ ngác, số tiền mà mình tiết kiệm nhiều năm như thế chỉ bằng lợi nhuận một tuần của người ta, thế này thì so sánh thế, nào được, vốn dĩ Ninh Thần còn định mời Tả Mỹ Hoa ăn cơm để bày tỏ lòng biết ơn với cô ấy, nhưng hiện tại Tả Mỹ Hoa đang rất lúng túng, sao cô ấy lại đồng ý cho được, đã thế Hoắc Khải còn ở ngay bên cạnh, nhìn thấy, người đàn ông này, cô ấy càng cảm thấy như có kiến bò, trên người, Tả Mỹ Hoa lấy cớ là còn có chuyện ở cửa hàng quần áo để đi ngay, nhìn theo bóng lưng vội vã của Tả Mỹ Hoa. Ninh Thần hơi hụt hẫng, cô nói với Hoắc Khải, có phải chị Tả giận rồi không? Chị ấy không giận, chỉ cảm thấy tâm lý mất thăng bằng thôi. Hoắc Khải an ủi, Ninh Thần cũng có thể hiểu được điều này. Cô thở dài một hơi rồi không nói gì nữa. Sau khi thuê được phòng làm việc, Ninh Thần muốn ở lại quét dọn nhưng bị Hoắc Khải kéo đi. Bình thường làm việc nhà đã đủ vất vả rồi, không thể để cô quét dọn phòng làm việc được, bỏ ra mấy trăm tệ để thuê nhân viên vệ sinh, vừa nhanh vừa đẹp, chất lượng của tòa nhà này rất tốt. Lúc nhận phòng đã được lắp đặt đầy đủ tiện nghi, dụng cụ gia đình đầy đủ, không có gì để thu dọn hết, bởi vì vẫn còn thời gian. Hoắc Khải dẫn Ninh Thần đi, đăng ký công ty, anh đã nghĩ chuyện này lâu lắm rồi. Kinh doanh đơn, độc không phải kế hoạch lâu dài, muốn phát triển mạnh, mẽ thì nhất định phải có công ty, không chỉ tiện bề làm việc mà còn có rất nhiều tác dụng, ví dụ như mua xe hay vào khách sạn cũng có thể miễn thuế với lý do đó là vốn kinh doanh, Ninh Thần thì không nghĩ ra như thế. Dù sao mấy tháng trước cô còn không làm tốt chức trách của nhân viên bán hàng trong cửa hàng quần áo, bây giờ chỉ nhoáng một cái mà cô đã thành giám đốc của một công ty, mặc dù chỉ là công ty của hai người, tên công ty là do Hoắc Khải đặt, rất đơn giản và cũng rất bình thường, chỉ có ba chữ, hy vọng mới, liệu có bình thường quá không? Ninh Thần nhíu, mày nói, cô muốn tên công ty kêu hơn một chút. Emerson đã từng nói, người có sự nghiệp vĩ đại, lúc đầu không hề vĩ đại, công ty cũng như thế, đến lúc trong tay chúng ta có hàng trăm tỷ. Hy vọng mới sẽ tự trở thành một cái tên vang dội. Nếu chúng ta thất bại, tên có hay đến đâu thì cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hoắc Khải nói, Ninh Thần ngẫm nghĩ rồi cười nói, được rồi, anh cảm thấy hay là được, dù sao anh cũng là chủ gia đình, giám đốc công ty là Ninh Thần, đại diện pháp lý là Hoắc Khải. Thực ra Hoắc Khải biết người đứng ở hàng đầu tiên thường được chú ý nhất, nếu anh đứng đằng sau khi Ninh Thần bị nhắm tới, anh có thể làm chỗ dựa cho cô, nhưng nếu anh đứng ra trước bậc thầm, vậy thì anh chỉ có thể một mình chống chọi với mưa gió, thế nhưng anh vẫn lựa chọn gánh vác tất cả, không thể bởi vì anh từng bị hãm hại mà đánh mất lá gan làm người đại diện pháp lý được. Đọc thêm anh boss xấu xa trong lời đồn, nếu như thế thì nói gì đến chuyện đoạt lại nhà họ Hoắc, việc mà anh muốn làm vốn đã tồn tại đủ mọi nguy hiểm và uy hiếp rồi. Với tính cách của Hoắc Khải, đương nhiên anh sẽ không để một cô gái che gió che mưa cho anh. Sống một kiếp người không thể chỉ truy cầu sự thỏa mãn, mà còn phải có lương tri, có sự gan dạ và có điểm mấu chốt, có thể là bởi vì thuê được văn phòng làm việc tốt nên Ninh Thần rất thỏa mãn, đi về nhà mà cứ thấy lâng lâng. Bọn họ về nhà lo liệu chuyện trong cửa hàng một lúc, sau đó lại cùng nhau đi đón Đường Đường, bởi vì tối nay phải đi họp lớp, có thể đến lúc đó sẽ có rất nhiều người, lâu rồi bạn bè không gặp nhau, biết đâu lại đi ăn uống hát hò đến khuya, vậy nên bọn họ đưa Đường Đường tới chỗ của Ninh Quốc Năng, khiến Đường Đường hơi hờn dỗi. May mà Ninh Quốc Năng rất chiều cháu gái, dùng mọi cách dỗ dành, cuối cùng cô bé cũng vui vẻ. Trong lúc Hoắc Khải và Ninh Thần tới địa điểm họp lớp, trong quảng trường nọ thuộc thành phố cao cấp ven biển cách đó hàng ngàn cây số, mấy bóng người xinh đẹp, trẻ tuổi đang vui vẻ nhảy múa, Cố Phi Dương đứng trên hàng đầu, tiếng nhạc kết hợp với tư thế nhảy múa hồ hởi của cô trông vô cùng đẹp mắt. Trong mấy ngày tới thành phố này, cô vẫn làm nghề cũ, đó là đi dạy múa, tuy rằng đã hạ quyết tâm rời xa Hoắc Khải, nhưng cô vẫn nghe theo lời đề nghị. Ngày tiết đầu tiên đã dậy nhảy, ngoài trời trong quảng trường khá đông người này, bởi vì cô xinh đẹp, dáng chuẩn, nhảy cũng rất đẹp, và quan trọng hơn nữa là các điệu nhảy mà cô dạy không phải là kiểu có kỹ thuật cao như Zumba hay quốc tế truyền thống. Hoắc Khải từng nói rằng thứ phù hợp với số đông mới dễ kiếm tiền nhất, Cố Phi Dương vẫn luôn ghi nhớ câu nói này, vậy nên, nói chính xác ra thì cô đang dậy nhảy quảng trường, cô nhảy theo tiếng nhạc tưng bừng dựa trên những hiểu biết cá nhân về vũ đạo, đẹp mà không quá phô trương, không chỉ có rất nhiều nam nữ thanh niên đang đứng xem, mà rất nhiều các cô các bác trung niên cũng không tìm được nhảy thử ở đằng sau. Hết chương, chế tạo hào môn, chương 167, buổi họp lớp, góc truyện audio.com. Cố Phi Dương không ngăn cản bọn họ, lúc nghỉ ngơi, cô còn chỉ dạy vài câu,
để lại ấn tượng tốt với những người phụ nữ trung niên ấy. Trong lúc trò chuyện, biết cô là mẹ đơn thân, đưa con tới nơi này kiếm sống, mọi người bắt đầu sinh lòng thông cảm, có người chủ động đề nghị cô tổ chức lớp dạy nhảy chính thức để thu học phí, nếu không thì khó mà sống được trong cái thành phố cao cấp này. Cố Phi Dương nhân đó lấy mã QR trang WeChat cá nhân ra, thông báo rằng đã có lớp dạy nhảy rồi, ban ngày dạy, buổi tối tới quảng trường luyện tập, học phí cũng không đắt so với những lớp dạy nhảy 7-80 thậm chí là hàng trăm tệ một tiết, cô chỉ thu 20 tệ một tiết, có thể gọi là giá bán rau rồi, một tháng 30 ngày cũng chỉ 600 tệ mà thôi. Trong thời đại hiện nay, trẻ con đi học thêm một tháng cũng tốn không chỉ 600 tệ, khá nhiều gia đình có điều kiện không tệ. Vì thông cảm cho Cố Phi Dương, cảm thấy tính cách và nhân phẩm của cô khá tốt nên đã đóng học phí ngay lập tức. Còn với những người đứng xem hoặc chỉ muốn tới nhảy giải tỏa vào buổi tối, Cố Phi Dương cũng không khuyên gì cả, chỉ cần là người muốn học thì cô sẽ dạy, không từ chối một ai. Đây cũng là lời đề nghị của Hoắc Khải, đầu tiên sẽ miễn phí để khơi dậy lòng tham, làm nhiều người biết đến hơn, sau đó sàng lọc ra những khách hàng trả tiền. Đây là một cách rất bình thường nhưng cực kỳ thực dụng. Tuy rằng trước mắt không có nhiều người chịu trả tiền học nhảy, nhưng Cố Phi Dương đã lên kế hoạch chi tiết cho tương lai. Cô cũng có đủ tự tin để mình và con gái sống tốt trong thành phố này. Chỉ có điều vào những lúc rảnh rỗi, thỉnh thoảng cô vẫn nhìn về phía quê hương, nơi đó có rất nhiều kỷ niệm, còn có một người đàn ông mà cô nhớ thương. Tới nơi đất khách quê người này, Cố Phi Dương không kìm nén cảm xúc của mình nữa. Cô thừa nhận mình thích người đàn ông tên là Lý Phong ấy, nhưng cô sẽ không quay về tìm anh chỉ vì mình đã nhận ra tình cảm của mình. Thích không có nghĩa là phải chiếm hữu. Cô sẽ giấu kín tình cảm đến muộn ấy trong lòng, hóa thành động lực để cô trưởng thành và tiến bộ không ngừng. Cô chỉ chờ đến một ngày có thể ngẩng đầu đứng thẳng trước mặt anh, mỉm cười và tự tin nói, lâu rồi không gặp anh Lý. Đến lúc đó, có lẽ Cố Phi Dương sẽ nói với anh rằng, em thích anh. Cô không nghĩ rằng lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, bởi vì nó quá xa xôi. Hiện tại cô chỉ muốn chú tâm phát triển sự nghiệp, chứng minh rằng mình không phải một cô gái chỉ biết làm bình hoa di động. Lúc Hoắc Khải và Ninh Thần tới khách sạn, Phan Tư Mễ đang đứng chờ ở cửa. Nhìn thấy bọn họ, cô ấy lập tức tươi cười bước tới và nói, vợ chồng hai người thật kiên nhẫn, sao không đợi ăn, uống xong rồi hãy tới. Ninh Thần á một tiếng, cô hỏi, bọn tớ tới muộn à? Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô, Phan Tư Mễ che miệng cười thành tiếng. Lúc này Ninh Thần mới biết là cô ấy cố tình chọc kẹo mình. Ninh Thần đánh người bạn thân này một cái rồi hỏi, trong sự mong chờ, cậu gọi Hương Ngưng chưa? Cậu ấy có tới không? Gọi trên WeChat rồi, có tới hay không thì tớ không biết, chẳng lẽ tớ phải tới tận nơi mời à? Phan Tư Mễ hừ một tiếng, cô ấy cũng là một người kiêu ngạo, cho dù là chuyện đã qua và có phải hiểu lầm hay không thì bao năm qua cơ, Hương Ngưng cũng không hề có ý định làm hòa, vậy thì cô ấy cũng chẳng dẫn tới làm gì. Cô ấy gọi cơ Hương Ngưng qua WeChat cũng coi như xuống nước trước rồi. Ninh Thần hơi thấp thỏm, cô nói, vậy để tớ gọi điện phải hỏi cậu ấy xem. Phan Tư Mễ không phản đối, đối với cô ấy, cơ Hương Ngưng từng là bạn tốt, thân phận giám đốc công ty chỉ nhánh của nhà họ Cơ cũng coi như một khách hàng không thể, về công về tư đều không có mặt hại gì cả. Ninh Thần lấy điện thoại ra gọi cho cơ Hương Ngưng. Cùng lúc đó, một chiếc BMW thuộc series 5 đỗ trên khu vực đỗ xe gần đó, một nam một nữ bước xuống, nhìn thấy Phan Tư Mễ, cả hai nhiệt tình vẫy tay gọi, Tư Mễ. Phan Tư Mễ quay đầu lại, nhìn thấy bọn họ, cô ấy cũng vẫy tay cười. Kiến Vân, Giai Huệ, hai người vừa tới cũng là bạn đại học của cô ấy. Niu, Kiến Vân và Mạnh Giai Huệ, từ hồi đại học bọn họ đã yêu nhau, tốt nghiệp đại học là đăng ký kết hôn. Hơn nữa, công việc của bọn họ đều khá ổn, cũng coi như kiểu người được hâm mộ trong số các bạn học. Ồ, đây là Ninh Thần đúng không? Lâu rồi không gặp. Niu Kiến Vân bước tới, lập tức nhìn thấy Ninh Thần. Ninh Thần vừa gọi điện thoại cho cơ Hương Ngưng, cô quay đầu nhìn hắn rồi nở nụ cười xin lỗi, đồng thời chỉ vào điện thoại. Niu Kiến Vân hiền hòa xua tay, ý bảo cô cứ nghe điện thoại trước, sau đó lại nhìn về phía Hoắc Khải và hỏi, tò mò, anh đây là, anh ấy là Lý Phong, chồng của Ninh Thần. Phan Tư Mễ giới thiệu, Lý Phong, bọn họ là Niu Kiến Vân và Mạnh Giai Huệ, đều là bạn đại học của Ninh Thần. Hoắc Khải lịch sự vươn tay ra nói, chào mọi người, tôi là Lý Phong. Niu Kiến Vân quan sát anh với vẻ mặt rất kỳ lạ, mặc dù bắt tay nhau nhưng thái độ lại như đang lấy lệ, nhất là ánh mắt của hắn có nét cao ngạo vô cùng rõ ràng. Thời đại học, Ninh Thần là một trong những nữ thần được phái nam theo đuổi. Cô, Phan Tư Mễ và Cơ Hương Ngưng được xưng là bộ ba hoa hậu của khoa, nhưng sau khi tốt nghiệp, cô lại lấy một con mọt sách. Theo sự tìm hiểu của các bạn học thì chồng cô không có tài cán gì lớn, tính cách lại khá nóng nảy, không biết học hành gì mà làm chuyện gì cũng nửa vời, cứ như không có đầu óc. Cơ Hương Ngưng gọi anh tới làm tài xế, kết quả là uống rượu say đâm vào cột điện.
mấy tháng rồi không đi, bình thường bọn họ coi những chuyện đó như trò, cười, cảm thấy Ninh Thần lấy một người đàn ông như thế, chẳng đáng chút nào, với nhan sắc của cô, tìm một tỷ phú cũng không thành, vấn đề, không biết cô nghĩ gì nữa. Bây giờ nhìn thấy Hoắc Khải, Như Kiến Vân và Mạnh, Giai Huệ nhìn nhau, cả hai đầu biết người đối diện đang nghĩ gì, bây giờ biết anh chính là Lý Phong tiếng tăm lẫy lừng ấy, Như Kiến Vân và Mạnh Giai Huệ lập tức cảm thấy không còn hứng thú nữa. Bọn họ nói với Phan Tư Mễ, vậy chúng ta vào trước rồi trò chuyện tiếp. Ninh Thần, bọn tôi vào trước nhé. Đọc thêm con dâu của nhà giàu thấy Ninh Thần gật đầu. Bọn họ mới bước vào trong khách sạn, đúng là bọn họ không thể hiện rõ sự khinh thường ra mặt, nhưng lúc đi lại không hề có ý định chào Hoắc Khải. Cũng coi như đã biểu đạt suy nghĩ thực sự rồi. Phan Tư Mễ nhìn bọn họ, cô ấy cũng chẳng nói gì để hòa giải, bởi vì trong lòng cô ấy, Hoắc Khải là một tên cặn bã, cô ấy còn nghĩ phải nhanh chóng tìm cơ hội để Ninh Thần thấy rõ bộ mặt thật của người đàn ông này. Vậy nên, cô ấy càng vui khi Hoắc Khải bị xấu mặt, trong lúc Ninh Thần gọi điện, lại có mấy người bạn nữa tới, thái độ của bọn họ đầu không khác nhau là mấy. Sau khi biết thân phận của Hoắc Khải, ít nhiều gì cũng có, người nhìn anh bằng ánh mắt khác thường. Hoắc Khải chẳng bận tâm tới thái độ của những người này, bình tĩnh phớt lờ tất cả. Nhìn dáng vẻ thản nhiên này của anh, Phan Tư Mễ cười lạnh trong lòng, đúng là một tên cặn bã. Khả năng ra, vẻ ta đây đạt đến level max rồi. Hoắc Khải và Ninh Thần cũng coi như đến muộn. Lúc này đại đa số bạn bè đều đã có mặt, thấy Ninh Thần vẫn đang gọi điện thoại, Phan Tư Mễ bèn nói, chúng ta cũng vào phòng đi. Vừa đi vừa nói, Ninh Thần chỉ chăm chú gọi điện nên không phản đối. Ba người cùng vào phòng. Hoắc Khải thính tai, hoặc nói đúng hơn thì tiếng bàn tán trong phòng quá lớn, khiến anh nghe rõ tiếng trò chuyện của bọn họ. Các cậu nhìn thấy chồng Ninh Thần rồi chứ? Tôi còn tưởng là soái ca gì ghê gớm lắm cơ, cũng đến thế mà. Thôi, hai, thật sự không biết vì sao Ninh Thần lại lấy anh ta, quá bình thường luôn, nói bình thường là khen anh ta mất rồi. Các cậu chưa nghe nói à, tiền lương hàng tháng của anh ta chủ yếu dùng để uống rượu chơi bài, chưa bao giờ mang một đồng nào về nhà. Ninh Thần thật đáng thương, con trẻ mà, vừa phải làm việc vừa phải chăm con, sắp thành bà già rồi. Phan Tư Mễ mở cửa ra, cô ấy ho hai tiếng, những tiếng bàn tán đột nhiên im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn về phía này, nói chính xác hơn thì là đổ dồn về phía Hoắc Khải. Trong những ánh mắt ấy có sự tò mò, có sự khinh thường, còn có cả sự phớt lờ trắng trợn. Rất rõ ràng, những người này không hề coi Hoắc Khải ra gì. Trong suy nghĩ của bọn họ, Hoắc Khải tới tham dự buổi họp lớp này chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Tuy rằng mọi người có thể đưa người nhà tới buổi họp lớp, nhưng cũng phải xem là ai. Nếu là người khá giả, dù đưa vợ hay chồng đến thì đều được, nhưng Ninh Thần cũng đâu khá giả gì cho cam. Huống chi ông chồng này còn là một tên sa đọa, đưa tới, đây làm gì? Cách chương, chế tạo hào môn, chương 168, những ánh mắt khác thư. Gocchuyenaudio.com, gọi điện xong, trên mặt Ninh Thần hiện lên nét hụt hãng, cô nói với Phan Tư Mễ, Hương Ngưng nói công ty, cậu ấy khá bận, không tới tham gia buổi họp lớp lần này, được, lần sau cậu ấy sẽ tới. Phan Tư Mễ ồ một tiếng, cô ấy không có biểu cảm đặc biệt gì cả. Mạnh Giai Huệ ngồi bên cạnh lại nói, Hương, Ngưng không tới à, hai, tớ còn nói lâu rồi không gặp, nhân dịp họp mặt lần này gặp cậu ấy nữa. Đúng thế, đám chúng ta vào Nam ra Bắc, muốn tụ tập một lần cũng chẳng dễ dàng gì. Trên mặt một bạn học Nam hiện lên sự tiếc nuối, Tư Mễ, cậu vẫn chưa làm hòa với Hương Ngưng à, chẳng phải nói là muốn hòa giải sao? Ninh Thần sợ Phan Tư Mễ hiểu lầm, cô vội vàng nói, cậu đừng nghĩ nhiều, bởi vì quá bận nên Hương Ngưng mới không tới, thực ra cậu ấy cũng muốn gặp các cậu lắm. Thật đấy, không tin thì cậu hỏi Lý Phong đi. Hoắc Khải gật đầu rồi nói với Phan Tư Mễ, gần đây đúng là công ty rất nhiều việc, ngày nào cô ấy cũng bận tối mặt tối mũi, thông cảm cho cô ấy đi. Được rồi, tài xế của giám đốc Cơ đã nói thế thì chắc không có cơ hội rồi. Bạn học Nam vừa rồi nói tiếp, mọi người đều nghe ra anh ta đang nói ý, ai nấy đều nở nụ cười, nhìn Hoắc Khải bằng ánh mắt cợt nhả, bởi vì vừa rồi chuyên chú nghe điện thoại nên Ninh Thần không nghe thấy những gì bọn họ vừa bàn tán, nhưng cô cũng biết bạn bè luôn khá coi thường chồng mình, chuyện này liên quan đến những chuyện gia đình cô trước kia, đến lúc này, ít nhiều gì Ninh Thần cũng thấy hối hận. Nếu biết trước chồng mình có tài nhưng không gặp thời, thì cô đã không phàn nàn nhiều như thế. Tuy rằng Phan Tư Mễ cũng chắc chắn Hoắc Khải là loại đàn ông cặn bã, nhưng cô ấy không muốn làm Ninh Thần khó xử, vì thế mới nói, hiện tại Lý Phong không còn là tài xế nữa, anh ấy đã thăng chức thành trợ lý của Cơ Hương Ngưng rồi, trong công ty cũng coi như quản lý cấp cao dưới một người, trên vạn người, mọi người đều mệt mặt ra, đằng sau Cơ Hương Ngưng có nhà họ Cơ, chính cô ấy cũng là người có tài năng, con trẻ mà đã quản lý một công ty cũng chẳng có gì là lạ, nhưng cái tên này làm nữ thần của bọn họ không hạnh phúc, dựa vào đâu mà được làm trợ lý cho Cơ Hương Ngưng. Như Kiến Bân cười ha ha nói, xem ra mối quan hệ giữa Hương Ngưng và Ninh Thần vẫn rất tốt nhỉ.
Có tình, nghĩa quá đi mất, không hổ là người có địa vị nhất trong số chúng ta, nghe vậy, mọi người đều hiểu ý của hắn là Cơ Hương, ngừng để mặt Ninh Thần nên mới để Hoắc Khải làm trợ lý. Nghĩ lại cũng đúng, một con mọt sách chỉ biết học thì, có tài đức gì để được Cơ Hương ngưng coi trọng, chỉ có, thể là bám váy vợ mà thôi. Ninh Thần không nghĩ tới những chuyện khác, chỉ cho, rằng những người bạn này đang nói đến mối quan hệ tốt giữa mình và Cơ Hương ngưng. Phan Tư Mễ biết nhưng không giải thích với Ninh Thần, cô ấy chỉ nhìn về phía Hoắc Khải và cười nói, chợ, Lý, đừng để bụng, bọn họ chỉ đùa thôi. Nếu nói rằng những người bạn khác đang chọc ngoáy, vậy thì lời nói của Phan Tư Mễ quả thực là rắc muối lên vết. Thương, Hoắc Khải giỏi tâm lý học hơn Phan Tư Mễ, sao anh lại không phát hiện ra ý của bọn họ được, chỉ có điều anh cảm thấy kỳ lạ, bởi vì lúc mới tiếp xúc với Phan Tư Mễ, cô ấy luôn rất ôn hòa, sao tự nhiên bây giờ lại nói năng khác, thường như vậy, nhất là hôm nay, câu nào câu nấy đều như đang gây. Hắn, rảnh quá không có việc gì làm à, phát hiện ra không có nghĩa là phải vạch trần. Hoắc Khải thừa sức để ứng đối với tình huống vặt vãnh này. Anh chỉ mỉm cười nói đùa thì đương nhiên là, không sao, dù sao tôi cũng cưới Ninh Thần rồi, chỉ cần, mọi người không ghen tị là được. Ninh Thần chỉ cho rằng anh đang nói đùa, hai má hơi, ửng hồng, những người khác thì tái mặt đi, không nói được lời, nào, không ghen tị, trong các bạn học nam ở đây, bao gồm cả Nghiêu Kiến, Vân, có ai là không ghen tị, lúc biết Ninh Thần lấy chồng, trái tim bọn họ như vỡ, ra thành từng mảnh ấy chứ, trong bộ ba hoa hậu lúc trước, Cơ Hương ngưng thì, không nói đến làm gì, cô ấy là con cháu nhà họ Cơ giàu, có, bọn họ không thể trèo cao được, Phan Tư Mễ thì đã đi du học từ lâu, không liên lạc được nên cũng thôi, người duy nhất mang đến hy vọng cho bọn họ chính là Ninh Thần, điều kiện gia đình bình thường, không có bối cảnh gì, thậm chí còn không có một công việc tốt, như tiên nữ rớt từ trên trời xuống và đang chờ bọn họ cứu vớt, bao người, xoa tay chuẩn bị tìm cơ hội chiếm trái tim người đẹp thì Lý Phong bỗng nhảy ở đâu ra, dập tắt hy vọng của bọn họ, vậy nên phái nam cảm thấy khó chịu với Lý Phong, theo bản năng, còn phái nữ thì chỉ đơn giản là sinh lòng, đố kỵ, thời đại học bọn họ không bằng Ninh Thần. Bởi vì, điều kiện của mọi người đều dàn như nhau, nhưng, sau khi tốt nghiệp, chỉ cần tìm được một người chồng tốt, hoặc là một công việc tốt thì rất dễ thắng Ninh Thần. Dù sao sau khi bước vào xã hội, ngoại hình đã trở, thành thứ yếu rồi, thành công mới là cơ sở để so sánh với nhau, vậy nên trong tiềm thức, bọn họ không muốn Ninh Thần sống tốt hơn mình, cũng như thể một câu chuyện cười, một nhóm người, bị thú dữ rượt đuổi trên thảo nguyên, ai cũng hốt hoảng, chạy trốn, đồng thời hỏi nhau xem có cách nào hay. Một người trong số đó trả lời, tôi không có cách gì cả, nhưng, tôi chỉ cần chạy nhanh hơn các cậu là được, con người luôn như thế, bất kể cuộc sống của bạn, thân mình thế nào, chỉ cần người khác sống không tốt là, bọn họ sẽ cảm thấy vui, càng là các mối quan hệ như bạn học, bạn bè, họ, hàng thì càng dễ nảy sinh tâm lý như vậy. Ninh Thần gả cho Lý Phong, chuyện này khiến các bạn học nữ thở phào nhẹ nhõm, thậm chí cảm thấy mừng, thầm trong lòng, đúng là uổng phí một thời nổi tiếng trong trường, sau, khi tốt nghiệp lại thất bại ê chề như thế. Buổi họp lớp hôm nay là lần gặp mặt đầu tiên của bọn họ kể từ khi tốt nghiệp đến giờ, nhưng người dám tới đây, trên cơ bản đều khá là tự tin, muốn so bì với những người khác, xem ai sống tốt nhất, ai sống thảm nhất, nhất là những người từng đứng cuối trong trường và bây giờ bắt đầu phất lên, đọc thêm sủng vợ lên trời vợ chồng Hoắc Khải và Ninh Thần cũng khiến bọn họ tự tin hơn, có loại vô dụng này thì cho dù bọn họ có tệ đến đâu, cũng sẽ không phải là thứ nhất từ dưới đếm lên, bầu không khí trong buổi họp lớp cũng đúng như những gì bọn họ nghĩ, tiêu điểm để mọi người cười nhạo, trên cơ bản đều là Hoắc Khải, bây giờ Hoắc Khải dám phản bác bọn họ, cho dù là to, gan hay nói đùa thì bọn họ cũng không thể chịu được. Nghiêu Kiến Vân cười ha ha nói, ghen tị thì không, nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước bọn tôi đầu cảm, thấy ít nhất thì Ninh Thần cũng sẽ gả cho 1 triệu phú. Cho dù là tỷ phú thì cũng không có gì là lạ. Chỉ không ngờ, rằng cậu ấy lại thích một thư sinh bình thường như thế. Xem ra đúng như câu nói kia rồi, trong sách có cô gái xinh như ngọc, trong sách có căn nhà rát vàng, ha ha ha, không ít người hùa theo tán đồng câu nói của Nghiêu Kiến Vân, kể ra những kỳ vọng của mình, mặc dù Ninh Thần không biết bọn họ đang mỉa mai, nhưng cô biết nói như vậy rất dễ ảnh hưởng đến lòng tự tôn của người khác, thế là cô nhìn sang Hoắc Khải với vẻ, mặt lo lắng, sợ anh đột nhiên nổi cáu, chồng cô không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài, anh mà, nổi cơn tam bành lên thì cũng rất đáng sợ, chỉ có điều trước kia mỗi khi nổi cáu, Lý Phong sẽ đập, phá bát đĩa, đá cửa hoặc là quát tháo. Còn Hoắc Khải thì, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người ta, nói ra những điều tệ nhất, đánh bại người ta từ phương diện tâm lý, hai phong cách khác nhau, nhưng bản chất lại là một, hiếm khi có cơ hội bạn bè gặp nhau, Ninh Thần không, muốn buổi họp lớp đầu tiên sau khi tốt nghiệp trở nên lúng túng, vậy nên cô cố lấy can đảm chủ động giải thích cho Hoắc Khải, tuy rằng điều kiện gia đình của Lý Phong, không có gì nổi trội, nhưng anh ấy buôn bán rất giỏi,
Ngay, cả em trai và bố mẹ tớ cũng đều rất bội phục anh ấy. Phải, rồi, cả Hương Ngưng cũng phải nhờ anh ấy giúp đấy. Nghe vậy mọi người đều tỏ ra rất vui vẻ, nhất là những bạn học nữ, Ninh Thần cảm thấy khó hiểu. Không biết bọn họ đang cười cái gì, chẳng lẽ cô vừa nói chuyện gì rất thú vị sao? Như Kiến Vân vừa cười vừa nói với Mạnh Giai Huệ, Ninh Thần vẫn ngây thơ như trước, bao năm rồi mà, chẳng thay đổi gì cả. Mạnh Giai Huệ cũng hớn hở nói, đúng thế, ngây thơ, đáng yêu thật, ấn tượng mà Lý Phong để lại cho bọn họ là một kẻ siêng ăn biếng làm, không biết đặt mục tiêu vừa sức, bát tài nhưng lại như mẹ thiên hạ, ấn tượng này là do chính Ninh Thần mang tới, hiện tại cô lại nói chồng mình giỏi buôn bán, cái gì mà, bố mẹ, em trai và thậm chí là con cháu của gia tộc lớn, như Cơ Hương Ngưng cũng phải nhờ anh giúp đỡ, đây, chẳng phải là vớ vẩn sao, có bản lĩnh ấy mà lại để Ninh Mỹ nữ ở trong một căn nhà rột à, trong cái nhìn của bọn họ, Ninh Thần nói như vậy chỉ đơn giản là để giữ thể diện cho chồng, nhưng sao cô lại quên rằng những người ở đây đều đã biết hết mọi chuyện rồi cơ chứ, nói dối trước mặt bọn họ, như thế có ổn không? Cách chương, chế tạo hào môn, chương 169, gọi rượu, gocchuyenaudio.com, thấy Ninh Thần vẫn ngơ ngác không hiểu gì, dù bị người ta chê cười cũng vẫn kiên quyết giải thích thay cho. Hoắc Khải, Phan Tư Mễ không chịu nổi, phải chen ngang, thời gian không sớm nữa, ngồi xuống trước đi, lát nữa, còn nhiều cơ hội nói chuyện mà. Câu nói đơn giản là thay đổi đề tài, không muốn Ninh Thần quá chật vật, vì cô từng là hoa khôi của khoa và cũng là người khởi xướng buổi họp lớp này nên ít nhiều gì đám đông cũng sẽ giữ thể diện cho cô, nếu Phan Tư Mễ đã lên tiếng thì họ cũng không có gì để phản đối, nhưng khi nói chuyện với nhau vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Hoắc Khải bằng ánh mắt khác lạ, ngồi xuống đi đã, Phan Tư Mễ chủ động kéo Ninh Thần ngồi xuống, Ninh Thần biết cô ấy có ý tốt muốn giảng hòa giúp mình, nhưng thực ra nếu cứ tiếp tục đề tài này, cô cũng sẽ mở giao diện làm việc trên Taobao của mình ra cho mấy người này xem thử, một người đàn ông kiếm vài triệu tệ mỗi tháng lại là một kẻ vô dụng trong mắt họ, nhưng Phan Tư Mễ đã lên tiếng rồi, cô cũng không tiện khoe khoang quá đà như vậy nữa, để người ta đỡ, mắng cô làm mình làm mày. Sau khi đám đông ngồi xuống, Phan Tư Mễ gọi nhân viên phục vụ mang thực đơn tới phát cho mọi người, nhà hàng món Âu cao cấp như thế này thường sẽ để cho mỗi người tự gọi món mình muốn ăn. Trên bàn tiệc có, sẵn máy tính bảng, mỗi người cầm một cái, muốn ăn gì, thì gọi nấy, không giống như nhà hàng món Hoa, một, nhân viên phục vụ sẽ ghi lại hết tất cả món ăn. Phan Tư Mễ gọi một phần bít tết Wagyu M10 rồi. Ngẩng đầu lên hỏi, hôm nay không cần biết có lái xe tới, hay không, ít nhiều gì cũng phải uống một chút, muốn lấy, Sato Lafai, Rothschild hay gì đây, một chàng trai nhìn về phía Hoắc Khải và nói, chúng, tôi uống cái gì cũng được, nhưng mà anh Lý là trợ lý của Hương Ngưng nên chắc hẳn thường tới các buổi tiệc lớn, sợ là không quen uống các loại rượu thường, hay là để anh Lý gọi rượu giúp chúng ta đi, tôi nghĩ chắc anh Lý sẽ không gọi La Phai 82 đâu nhỉ, đám đông lục tục tán thành, hùa vào nhau đòi Hoắc Khải gọi rượu, ý đồ của đám người này không thể nào rõ ràng hơn. Được nữa, chỉ muốn xem trò hề, Ninh Thần thoáng thấy căng thẳng, cô biết chồng, mình rất ít khi ra vào những nơi quá cao cấp, trước kia, uống rượu cùng hội cờ bạc cùng lắm chỉ uống loại rượu trắng thường thấy nhất trên thị trường đáng giá hơn 100 tệ, mà buổi tiệc cao cấp thường sẽ uống rượu vang để hòa nhập với xu hướng quốc tế. Cho dù chồng cô làm trợ lý cho Cơ Hương Ngưng, từng đi công tác vài lần, uống rượu vang cao cấp vài lần, cũng không có nghĩa là anh hiểu biết gì về rượu vang. Ninh Thần không kiềm chế được nên buột miệng nói, thôi, để Tư Mễ gọi đi, chúng tôi không hay uống rượu, lắm, không hay uống rượu đâu đồng nghĩa với việc không có kiến thức, dù sao anh Lý cũng là trợ lý của Hương Ngưng, là quản lý cao cấp của công ty. Không đến nỗi gọi, một chai rượu vang cũng nhọc công tốn sức chứ, Nghiêu, Kiến Vân cười khà khà, nhưng mà, Ninh Thần đang định nói gì đó đã cảm thấy mơ u bàn. Tay mình bị ai đó vỗ nhẹ hai cái, quay đầu nhìn lại, chỉ, thấy Hoắc Khải đang mỉm cười với mình, vẻ thư thái và bình tĩnh trong nụ cười ấy khiến Ninh Thần bất giác thấy bình yên hơn. Hoắc Khải ấn nút gọi người trên màn hình máy tính, bảng, gọi nhân viên phục vụ vào phòng, đồng thời mỉm, cười nói với họ, tất nhiên sẽ không gọi La Phai 82. Bởi vì, nó cũng không phải rượu vang cao cấp gì, ôi chao, nghe hoành tráng quá nhỉ, Sato Lafai, Rothschild 82 mà không phải rượu vang cao cấp, anh có, biết loại rượu này bán với giá bao nhiêu không đó? Một, bạn nam cùng lớp cất giọng với vẻ chê cười rất rõ rệt. Hoắc Khải cười cười rồi nói, bán với giá bao nhiêu? Không quan trọng, quan trọng hơn cả, Lafai 82 chỉ là, một chiêu trò, rất nhiều người tưởng rằng Lafai 582, được bán với giá đắt vì sản lượng ít hay thời tiết năm đó không thuận lợi, hoặc nó sử dụng loại nho ngon nhất. Trên thực tế, khí hậu phương Bắc Pauilac năm đó cực kỳ tuyệt vời, cho nên sản lượng cao đến kinh ngạc, ước tính, sản xuất ra 2-3 triệu chai rượu cũng không thành vấn đề, nhưng đến bây giờ, chỉ tính riêng tại Hoa Hạ,
Lafite 82 đã bán được hơn 10 triệu chai. Không biết có bao nhiêu chai là rượu thật, bao nhiêu chai là rượu giả. Đám đông nghe xong mà sững người. Bình thường họ nhắc tới Lafite 82 chỉ nói nó là rượu vang. Nhưng phương bắc của Pawilak là vùng nào? Không đợi họ kịp hoàn hồn, Hoắc Khải đã nói tiếp. Vả lại, xét một cách nghiêm túc, tên gọi Lafite 82 đại diện cho một loại công nghệ ủ rượu. Năm đó Điền Trang, Sato Lafite Rothschild sử dụng công nghệ ủ rượu hoàn toàn mới, khá phức tạp, đồng thời lưu giữ được lượng tannin khá cao khiến thời gian rượu ủ trong decanter khá lâu. Tuy rằng không thể sản xuất với sản lượng lớn, nhưng hương vị xuất sắc mà công nghệ này mang lại khiến người ta không nỡ từ bỏ. Cho nên, Điền Trang Sato Lafite Rothschild gắn mác 1982 cho loại rượu vang được sản xuất bằng công nghệ này, đại diện cho công nghệ ủ rượu đặc thù chứ không có nghĩa năm sản xuất nhất định phải là 1982. Rất nhiều người uống rượu này vì muốn thưởng thức cảm giác lâu năm, thực chất đã bị lừa rồi. Đám đông sững sờ, Lafite 1982 không phải là năm sản xuất rượu, mà là năm ra đời của công nghệ ủ rượu. Họ đưa mắt nhìn nhau, có người không kiểm lòng, được mà thì thầm hỏi người bên cạnh có biết không, nhưng không một ai biết điều này. Họ nghi ngờ Hoắc Khải đang nói hưu nói vượn, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm túc của anh, ai dám ló đầu, ra bảo anh chém gió chứ. Đúng lúc này, Hoắc Khải ngẩng đầu hỏi nhân viên, phục vụ, ở đây có rượu vang đỏ Mazi Chambertin, Grand Cru của Điền Trang Domaine Duvernay không? Nhân viên phục vụ cũng khá chuyên nghiệp, ngẫm, nghĩ một lát rồi trả lời, có ạ. Hoắc Khải quay đầu nhìn Phan Tư Mễ rồi hỏi, chai, rượu này có giá khoảng 4.000 đô la Mễ, không biết, mọi người có chê đắt không? Tuy rằng đối với người bình, thường có lẽ sẽ hơi đắt, nhưng đây là loại rượu được sản, xuất từ một trong hai điền trang của quý bà Lalobis. Leroy, chất lượng cực kỳ tốt, vì sản lượng ít nên cung, không đủ cầu, tôi nghĩ, chắc hẳn mọi người sẽ không thất vọng về chất lượng của nó đâu. Câu nói này khiến Phan Tư Mễ không biết đối đáp thế. Nào, 4.000 đô la Mễ, cũng tương đương hơn 20.000 tệ, có thể chê nó đắt không? Hiển nhiên là không thể, cho dù cô ấy chê đắt, nhưng đám người có mặt ở đây, cũng không thể chê được, ai cũng muốn xem trò hề khi bắt Hoắc Khải gọi rượu. Làm sao có thể tỏ ra hèn nhát trước mặt anh được? Một người bạn khác trông gia cảnh có vẻ khá già tỏ ra rất hào phóng, có hơn 20.000 tệ một chai thôi, mà, đáng giá đâu, nếu anh đã nói nó ngon. Vậy thì mang lên vài chai, Hoắc Khải cười cười rồi nói với nhân viên phục vụ, vậy thì mang lên 3 chai trước nhé. Ngoài ra làm phiền, cậu mang lên cho tôi 60ml cognac Cruisers 1858 Cuvi. Leonie, Grand Marnier Quintesson, Chacho, Vieillissement Exceptionnel Prolong và một ít Angostura Bitter, một loạt danh từ khiến đám đông nghe xong mà ngơ ngác, anh đang nhắc đến thứ gì vậy? Chỉ có nhân viên phục vụ nghe xong mà hai mắt sáng lên, thái độ đối với Hoắc Khải càng thêm cung kính. Thưa anh muốn tự mình pha chế cocktail ạ, có cần chúng tôi cung cấp dụng cụ không ạ? Một loạt danh từ tiếng Anh điêng mà Hoắc Khải nhắc tới đều là các loại rượu ít khi dùng tới trong cuộc sống, nhưng được xếp vào hạng cao cấp nhất trong pha chế rượu cocktail. Người có thể biết được những thứ này không phải người tầm thường, không cần biết người khác nghĩ thế nào. Tóm lại trong mắt nhân viên phục vụ, Hoắc Khải là người có gu thưởng thức nhất trong số những người ở đây. Hoắc Khải khẽ lắc đầu, không cần dụng cụ đâu, cứ mang tới là được rồi. Dạ vâng, xin anh chờ trong chốc lát. Nhân viên phục vụ cúi người rất cung kính rồi mới lui ra. Sau khi cửa phòng đóng lại, bên trong im phăng phác, tất cả mọi người vẫn đang sững sờ bởi một loạt danh từ tiếng Anh điên của Hoắc Khải, không biết nên nói gì. Bầu không khí có vẻ gượng gạo. May mà tuy rằng Ninh Thần rất đơn thuần nhưng rất lương thiện, biết mọi người chấn động quá không tiện mở lời nên cô chủ động hỏi, tannin mà anh mới nói là gì á? Là chất chống oxy hóa có trong vỏ nho, ảnh hưởng rất lớn tới thời gian rượu ủ trong decanter. Hoắc Khải buột miệng giải thích, sau đó mỉm cười. Rượu vang đỏ Mazi Chambertin Grand Cru của Điền Trang Domaine Duvernay tuy chất lượng không tệ, nhưng chưa chắc em đã thích uống rượu vang không, cho nên lát nữa anh sẽ dùng nó để pha một ly cocktail, chắc sẽ phù hợp với sở thích của em. Ninh Thần gật đầu lia lịa, vô cùng hoan hỉ và tự hào. Chỉ cần là rượu anh pha, kiểu gì em cũng thích. Đám người kia nghe xong mà muốn ọc máu, không phải đã hẹn với nhau phải làm thằng nhãi kia xấu mặt sao? Sao lại khiến nữ thần hài lòng với anh ta vậy? Đương nhiên Ninh Thần rất hài lòng, tuy rằng cô cũng không biết mấy thứ mà chồng mình nhắc tới là cái gì, nhưng nghe có vẻ rất gì và này nọ, quan trọng nhất là chúng khiến đám bạn cùng lớp sững sờ hết cả. Chỉ riêng điều này thôi đã đủ khiến Ninh Thần tự hào rồi. Ban nãy Nhiêu Kiến Vân là người cầm đầu gây sự, bây giờ hắn rất ngượng ngùng, không ngờ anh Lý lại có vẻ rất hiểu rượu vang, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Chưa biết chừng anh ta cũng chỉ trùng hợp thấy qua loại rượu vang này mà thôi. Nếu để anh ta đổi sang loại khác, chắc chắn không biết đâu có người khác lên ý
tiếng, câu này khiến bầu không khí lại được đà lúng túng. Hơn, rất nhiều người nhìn về phía người kia khiến mặt mũi, kẻ này đỏ bừng bừng, có vẻ xấu hổ, thực ra cậu ta cũng nói lên tiếng lòng của đám đông. Chỉ là ở hoàn cảnh này, sẽ không có ai nói ra đâu, chê cười người ta thì được, nhưng người ta đã qua cửa rồi mà cậu vẫn cố tình gây sự không chịu buông tha. Thì hơi quá đáng đấy. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 170, rất thích, gocchuyenaudio.com. Đến cả Phan Tư Mễ cũng đảo mắt nhìn người kia rồi. Nói một câu không mặn không nhạt, không cần biết thế, nào, nếu đã gọi rượu vang rồi thì không cần nói nhiều. Nữa, người kia nói năng thẳng thắn, Hoắc Khải cũng chẳng buồn để tâm, dạng tép siêu thiếu đầu óc này căn bản, không đáng để anh bận lòng. Chừng 10 phút sau, nhân viên phục vụ mang những thứ mà Hoắc Khải đã yêu cầu tới, các loại chất lỏng được đựng trong các bình nhỏ. Đám đông nhìn xong không hiểu thứ này là gì, cũng ngại hỏi, nhân viên phục vụ có lẽ cảm thấy họ còn chưa đủ lúng túng nên háo hức nhìn Hoắc Khải. Thưa anh, nếu có thể, xin anh cho phép chúng tôi quay lại hình ảnh, anh pha chế rượu, được chứ ạ? Hoắc Khải gật gật đầu, được. Phan Tư Mễ thì thoáng nhíu mày, cô ấy nói, pha chế, cocktail thôi mà, có gì đáng để quay đâu. Nhân viên phục vụ nhìn cô ấy với biểu cảm áy náy. Thực sự xin lỗi nếu làm phiền các vị dùng bữa, mong các vị thứ lỗi, vì loại cocktail này cả thế giới chỉ có bartender Joe Heffernan của câu lạc bộ Melbourne mới pha chế được. Khi xưa anh ấy pha chế một ly cocktail này, có thể bán với giá 12.000 đô la Mỹ, thế nên chúng tôi thực sự rất háo hức khi thấy có người đích thân pha chế loại cocktail này trong nhà hàng của mình. Đám người kia nghe xong mà trợn mắt há miệng, trong mắt họ, một chai rượu vang đỏ bán với giá 20.000 tệ đã là giá trên trời rồi, mà một ly cocktail được bán với giá 10.000 đô la Mỹ, chưa từng nghe nói bao giờ, nhưng rõ ràng là nhân viên phục vụ sẽ không được phép nói dối, nhất là trong nhà hàng món Âu cao cấp như thế này. Họ nhìn về phía Hoắc Khải, trên gương mặt của đa số, họ mang theo biểu cảm mất tự nhiên. Nếu ban nãy chai rượu vang mà anh gọi là trùng hợp, vậy thì ly cocktail chỉ có một người biết pha trên khắp thế giới này là gì? Đúng lúc này, Phan Tư Mễ cất tiếng hỏi, nếu chỉ có một vị bartender biết pha, làm sao Lý Phong biết được? Không phải anh nghĩ chúng tôi không hiểu gì nên định lừa người ta đấy chứ? Cô ấy vừa nói xong câu này, đám đông lập tức hùa theo, không sai, nhất định là lừa bịp, dạng người như anh, ta làm sao pha chế được ly cocktail cao cấp như thế? Từng có duyên được học qua, còn về việc có phải lừa bịp hay không, cũng không quan trọng, chỉ cần ninh, thần thi uống là được. Hoắc Khải bình tĩnh đáp lại, nhân viên phục vụ ở bên cạnh không ừ hử gì, có phải lừa bịp hay không, đợi Hoắc Khải pha chế xong là biết, ngay, loại rượu cocktail đặc chế này tuy số lần được bán ra bên ngoài chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng cũng chính vì cực kỳ đắt đỏ và hiếm hoi, nên các quy trình được người ta ghi hình tỉ mỉ. Đối với một nhà hàng cao cấp mà nói, chỗ của anh có rượu cao cấp hay không không quan trọng, quan trọng là anh có hiểu biết gì không. Nếu anh không hiểu, dù rượu cao cấp đến mấy cũng vô dụng. Người trong giới thượng lưu thực sự trước nay luôn thích tìm hiểu về một người hoặc một nhà hàng tư cách ngắt câu nhả chữ. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà có những dự án mới chỉ hoàn thiện bản trình chiếu PPT. Tôi đã kiếm được một khoản tiền lớn, năm xưa thân phận Hoắc Khải cỡ nào cơ chứ. Bartender Joe Heffernan của câu lạc bộ Melbourne kia, tuy không phải người tầm thường, nhưng đối với người thừa kế của một gia tộc đỉnh cao thì anh ta cũng không đáng kể gì lắm, chỉ cần xòe đủ tiền thì dạy anh vài chiêu có gì nề hà. Trước mặt mọi người, Hoắc Khải trộn các loại chất lỏng mà nhân viên phục vụ mang tới theo một tỷ lệ và trình tự nhất định, trong quá trình có cả những động tác mà người bình thường khó lòng lý giải được. Trong mắt những kẻ như Ngưu Kiến Vân thì động tác của anh chẳng khác gì loài thiên hạ, nhưng nhân viên phục vụ cầm điện thoại thì tỏ ra cực kỳ tán thưởng. Người này nhìn ra được động tác pha chế của Hoắc Khải rất chuyên nghiệp, nhất là vài thủ pháp đặc thù chỉ có bartender cao cấp mới có thể sử dụng thuần thục, người bình thường trông chúng rất đơn giản, trên thực tế là không thể nào làm được. Khoảng 5 phút sau, một ly rượu cocktail tinh tế xuất hiện trước mặt mọi người, phần đáy dưới cùng có màu trắng thuần khiết, ở giữa có màu vàng như phô mai, đồng thời còn dựng thành hình đỉnh núi, mà tầng trên cùng là màu trắng trong, khiến ly rượu giống như hình ảnh ngọn núi tuyết phản chiếu dưới mặt nước. Chẳng qua ngọn núi tuyết này có màu vàng, nhưng không hề kém hài hòa, ngược lại có thêm chút phong tình của vùng cao nguyên. Mùi thơm của rượu cùng vài loại nguyên liệu phụ khác hòa quyện với nhau, phân tầng rất rõ, chỉ cần ngửi thoáng qua đã thấy thỏa mãn lắm rồi. Chậm rãi đưa ly rượu cocktail có giá cao ngất trời này tới trước mặt Ninh Thần, Hoắc Khải mỉm cười nói, nếm thử xem. Nhân viên phục vụ cầm điện thoại ở bên cạnh lộ rõ vẻ hâm mộ, ly rượu cocktail này giống hệt với ly rượu trong video ghi hình mà chúng tôi xem được. Từ động tác chuyên nghiệp của anh ấy là đoán được mùi vị chắc cũng không thể có thể uống được ly cocktail như thế. Chị đúng là quá may mắn, cũng làm người ta phải ngưỡng mộ. Ánh mắt chăm chú của đám đông và lời khen ngợi từ
nhân viên phục vụ khiến gò má Ninh Tân thoáng ửng đỏ, cô cảm thấy mình thực sự may mắn khi có được một người chồng tuyệt vời như thế, không cần biết mùi vị của ly cocktail này thế nào, chỉ ít thì cảm giác được cưng, chiều của hiện tại cũng đủ khiến cô hài lòng, cho dù chai rượu vang kia có giá trên trời thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là một chai rượu mà đám đông chia nhỏ uống, riêng mình cô được tận hưởng ly cocktail do chính tay Hoắc Khải pha chế và có một không hai trong bữa tiệc này, dè dặt bưng ly rượu lên như nâng một bảo bối dễ vỡ gì đó trong tay, ở khoảng cách gần, khung cảnh yêu mỹ, như núi tuyết dưới mặt nước trong ly rượu càng khiến cô không nỡ lòng tổn hại, giữa ánh mắt mong chờ của nhân viên phục vụ, sau, cùng Ninh Thần chỉ nhấp khẽ một hớp, mà chỉ với một hớp ấy thôi, cô đã hiểu tại sao nhân viên phục vụ kích, động cầm điện thoại quay lại toàn bộ quá trình pha chế. Cảm giác tầng tầng lớp lớp của hỗn hợp rượu khiến vị giác như sắp nổ tung, mùi hương mê hoặc ấy sộc thẳng lên não, khiến người ta lâng lâng ngây ngất. Thế nào, Hoắc Khải hỏi, ngon lắm, Ninh Thần gật đầu chắc nịch, khen anh, một câu rất thật lòng, tuy rằng em không biết uống rượu, nhưng thực sự rất ngon. Từ Mễ, cậu có muốn nếm, Từ không, nhìn ly cocktail như tác phẩm nghệ thuật trong tay, Ninh Thần, quả thực fan Từ Mễ từng có khao khát, muốn đồng ý với lời mời này, nhưng khi ánh mắt của đám bạn cùng lớp cũ đồng, loạt hướng về phía mình, cô ấy đành tìm lại mong muốn, trong lòng, cố nén cảm giác tiếc nuối trong lòng, fan Từ Mễ lắc đầu, anh ấy pha cho cậu, tớ không dành của cậu đâu. Ninh Thần cũng không khuyên bảo thêm, cô mời, Phan Tư Mễ cùng nếm thử chỉ xuất phát từ phép lịch sự. Nếu phải mời người khác uống quá nhiều, cô còn thấy, không nỡ kìa, Hoắc Khải nhìn ra được tâm trạng của cô nên mỉm, cười nói, nếu em thích uống, sau này lúc nào muốn, uống anh sẽ pha cho em, dù sao cũng không phiền phức, lắm, đó là vì kỹ thuật của anh vô cùng chuyên nghiệp đó. Thôi, phải biết rằng năm xưa bậc thầy Joan Heffernan phải, dùng tới 48 tiếng đồng hồ mới pha chế ra. Được ly cocktail này trong lần đầu tiên. Nhân viên phục vụ lên tiếng nịnh nọt, sáng tạo và học hỏi đương nhiên không thể đặt lên bàn cân so sánh được rồi. Hoắc Khải chỉ vào mấy thứ trên bàn, nguyên liệu pha cocktail nhớ ghi chú riêng nhé, tôi sẽ thanh toán, không cần đâu ạ. Nhân viên phục vụ khẽ lắc đầu, gương mặt lộ rõ vẻ phấn khích, anh bằng lòng cho phép tôi ghi hình quá trình pha chế rượu cocktail, chúng tôi đã vô cùng cảm kích, sao chúng tôi có thể thu tiền của anh được, tôi sẽ báo cáo với bếp chính để miễn phí mọi chi phí bữa ăn này cho anh. Đương nhiên, nếu anh yêu cầu, tôi xóa đoạn video, tôi vẫn cố gắng xin với tổng giám đốc, mức chiết khấu cao nhất dành cho anh và các bạn của anh để biểu đạt tấm lòng kính trọng của chúng tôi dành cho bartender chuyên nghiệp nhất. Nhân phục vụ đã nói như thế thì Hoắc Khải còn từ chối thế nào được nữa, video xóa hay không đều được, muốn giữ thì cứ giữ đi. Nhận được sự đồng ý của anh, nhân viên phục vụ vừa vui vẻ vừa phấn khích nói thêm vài câu lấy lòng nữa rồi mới chịu lui ra. Đợi nhân viên phục vụ đi rồi, Ninh Thần vẫn đang nhấp từng ngụm cocktail, xem ra cô thực sự rất thích ly rượu này, tuy rằng không biết hương vị cụ thể ra sao, nhưng, nhìn biểu cảm vô cùng hưởng thụ của Ninh Thần, đám đông cũng phải nuốt nước bọt, một ly cocktail đáng giá cả chục ngàn đô ly uống vào sẽ có hương vị thế nào. Họ vốn muốn thấy Hoắc Khải xấu mặt, nào ngờ còn, vô tình giúp anh được một lần vẻ vang, bây giờ không còn ai dám đứng ra gây chuyện vào, lúc này nữa, nếu cứ tiếp tục chuyện rượu vang, chỉ e bản, thân mình mới là người bẽ mặt. Thế nên, đám đông yên lặng đợi đề tài tiếp theo ập đến, còn Phan Tư Mễ thì lặng lẽ liếc nhìn Hoắc Khải vài lần, trong ánh mắt của cô có cả tò mò, có cả nghỉ hoặc, thêm cả vẻ khó chịu ẩn giấu sâu bên trong, hiểu biết về rượu vang thế, đúng là hạng trai đều, chẳng lệch đi đâu được, nếu không thì làm gì đến độ học cả cách pha chế. Rượu cocktail, rõ là để tán gái chứ còn gì nữa, Hoắc Khải chắc chắn không thể ngờ rằng Phan Tư Mễ lại đánh giá hành động của mình như thế, có lẽ đúng như câu nói nổi tiếng trên mạng. Khi tôi thích với anh thì anh ăn phân tôi cũng thấy thích, còn khi tôi không ưa bản mặt anh thì anh ăn gì cũng giống ăn phân. Bây giờ Phan Tư Mễ cũng giống như vậy, không cần biết Hoắc Khải làm những gì, suy nghĩ nạp vào đầu và cố hữu trong lòng cô ấy sẽ cho rằng đây là kỹ năng cần thiết của đám trai đều. Cách chương chế tạo hào môn, chương 171, nhìn người ta ân ái, góc truyện audio.com. Tóm lại, trong lòng Phan Tư Mễ, trai đều không xứng đáng được khen ngợi đâu. Chỉ là không đợi cô ấy thu hút sự chú ý của đám đông sang một vấn đề khác, cánh cửa phòng lại bị người ta đẩy ra, ngay sau đó, một chiếc xe đẩy nhỏ tiến vào, trên xe đẩy là ba chai rượu vang đỏ Mazzy, Chambertin Grand Cru của Điền Trang Domaine, Duvernay, ngoài ra, còn có rất nhiều các đĩa ăn tinh tế, ba nhân viên phục vụ đẩy xe vào, theo cùng họ là một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh mặc áo vest đuôi, tôm, người ngoại quốc này trông có vẻ rất trẻ tuổi, nhưng, khí chất cực kỳ chín chắn, người này bước thẳng tới trước mặt Hoắc Khải, sau khi cúi nhẹ một cái để chào, hỏi, người này mỉm cười nhiệt tình nhưng vẫn lễ độ, chào anh, tôi là Myerson, giám đốc điều hành của nhà
hàng này, để bày tỏ tấm lòng kính trọng của nhà hàng với một bartender chân chính. Các món ăn trên xe đẩy đầu là hàng tặng miễn phí, trong đó bao gồm 3 chai Maggi, Chambertin Grand Cru mà anh đã gọi, một hộp trứng cá, tầm Aomer từ cá tầm trắng Beluga, 23 phần bít, Tết Kobe M12 cùng một phần đùi lợn hun khói jamon. Iberico, hy vọng anh sẽ thấy hài lòng, người trong phòng vẫn chưa kịp bình tĩnh lại thì đã phải sững sờ vì món quà hào phóng của vị giám đốc này. Maggi Chambertin Grand Cru từ Điền Trang Domaine, Duvernay, một chai bán với giá $4,000, 3 chai là $12,000, tương đương với hơn 80,000 tệ, loại rượu đắt đỏ như thế này mà lại được tặng miễn phí, thêm cả trứng cá tầm Aomer, 23 phần bò bít, Tết Kobe M12 và một phần đùi lợn hun khói jamon Iberico. Trong ba món này, có lẽ thứ đám đông nghe xong mà hiểu nhất là 23 phần bò Kobe M12. M và chữ số đằng sau dùng để chỉ đẳng cấp của bít Tết, mà thịt bò Kobe được gọi là loại bít Tết ngon nhất trên thế giới, M12 gần như là đẳng cấp cao nhất trong số đó. Tại nhà hàng cao cấp như thế này, một miếng bít Tết có giá bán khoảng hơn 2.000 tệ, 23 phần ăn là gần 50.000 tệ rồi. Không chỉ vì chất lượng thịt tốt và vừa miệng, mà vì thịt bò để nấu bít Tết M12 chỉ là phần thịt tinh hoa ngon nhất trên con bò nên sản lượng cực kỳ thấp. Các nhà hàng món Âu bình thường không thể có nguồn nhập hàng được. Còn về cái gì mà trứng cá tầm muối với đùi lợn hun khói, tuy họ không hiểu lắm, nhưng nghĩ cũng biết, chỉ ít phải từ 5 chữ số trở lên. Tất cả những thứ này cộng lại, chắc hẳn cũng phải 200.000 tệ, thế mà bây giờ được miễn phí hết, đừng nói đến đám Yêu Kiến Vân, thậm chí cả Phan Tư Mễ cũng đờ dẫn. Cô từng du học ở nước ngoài nhiều năm nên đương nhiên cũng hiểu những nhà hàng món Âu cao cấp như thế này kiêu ngạo đến mức độ nào. Đừng nói là tặng đồ ăn miễn phí, kể cả đưa tiền bower hơi ít thôi cũng có thể bị họ trách cứ, bởi vì nhà hàng như thế này là nơi dành cho quý tộc, không cho phép bất kỳ ai sỉ nhục hành vi và tác phong của quý tộc. Thế mà bây giờ giám đốc điều hành đích thân dẫn người mang đồ tới, còn sợ Hoắc Khải không hài lòng. Phan Tư Mễ rất muốn hỏi họ, có phải mấy người bị mù không, hay đầu óc bị kẹp vào cánh cửa, nhìn nhân viên bận rộn đi lại như con thoi để chia trứng cá tầm muối hoặc giúp họ đổ rượu vào decanter. Phan Tư Mễ đành im lặng, cô biết rằng, giám đốc điều hành này không coi trọng địa vị hay thân phận của riêng Hoắc Khải, mà chỉ vì ly rượu cocktail mà anh vừa pha chế, một ly rượu, đổi lại mỹ thực đáng giá 200.000 tệ, nếu không được tận mắt chứng kiến, có ai dám tin, chuyện này, đám đông có mặt ở đó, ngoại trừ Hoắc Khải, không, một ai có thể hiểu nổi tại sao nhà hàng này coi trọng ly cocktail này đến thế, dù có ngon có đắt đến mấy, cũng, chỉ là một ly rượu thôi chứ, họ sẽ không hiểu rằng. Ở phương Tây, rượu cocktail mang ý nghĩa gì? Đây là nghệ thuật, là cách thưởng thức rượu đỉnh cao của con người, loại cocktail mà cả thế giới chỉ có một người biết pha chế, chẳng khác nào viên kim cương khổng lồ độc nhất, vô nhị trên vương miện của nữ hoàng, không thể dùng giá cả để cân đong đo đếm được. Không cần biết họ sẽ dùng đoạn video pha chế rượu này để tuyên truyền cho nhà hàng, hay dựa theo động tác của Hoắc Khải trong video để dựng lại phương pháp pha chế, cách nào cũng mang lại lợi ích và danh tiếng cực kỳ lớn. So với lợi ích như thế thì món ngon đáng giá 200.000 tệ có đáng kể gì? Đồ ăn quý giá trong mắt người ngoài cũng chỉ là công cụ kiếm tiền trong mắt nhà hàng. Nếu bạn bảo họ mang tới 200.000 tệ tiền mặt, có lẽ họ sẽ do dự, nhưng tặng món ăn với giá trị tương đương thì không hề áp lực. Ánh mắt tất cả mọi người không ngừng đảo qua đảo lại giữa đồ ăn ngon, rượu vang trên bàn và Hoắc Khải. Họ muốn nhìn người đàn ông này thật kỹ, nhưng cũng ngại không dám nhìn nhiều. Dù sao trước đó họ cũng chủ động gây sự với anh trước, bây giờ họ bị vả mặt liên tiếp, đâu thể tò mò quá được, bao nhiêu ý nghĩ chỉ có thể nuốt ngược vào trong mà nhẫn nhịn. Tôi rất hài lòng, cảm ơn nhiều, hãy thay tôi gửi lời hỏi thăm tới quý ông Fabre. Hoắc Khải dùng giọng tiếng Anh rất chuẩn mực để trả lời. Anh giám đốc điều hành kia càng thêm cung kính, bèn cúi người thật sâu. Tôi sẽ làm vậy, đợi khi đồ ăn được chia xong, giám đốc điều hành dẫn theo nhân viên phục vụ cúi người chào đám đông rồi rời khỏi phòng bao. Bầu không khí yên lặng trong phòng bao dường như đã biến thành trạng thái thường nhật. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm vào trứng cá tầm muối và bít tết Kobe cao cấp nhất mà sững sờ. Chuyện này là thế nào? Tại sao có cảm giác như đang nằm mơ nhỉ? Gò má Ninh Thần thoáng ửng hồng, nhưng không phải vì xấu hổ mà là phấn khích và kích động. Cô không nén được chút tò mò trong lòng. Anh quen ông chủ ở đây à? Có quen đâu. Hoắc Khải mỉm cười, nhưng ông chủ của nhà hàng cao cấp thế này rất dễ tìm thấy trên các bản tin thời sự đấy. Ninh Thần không hề cảm thấy thất vọng mà ngược lại, còn tự hào vì chồng mình đa tài đa nghệ, hiểu nhiều biết, rộng, đọc thêm chàng rể cực phẩm, bình thường đi ăn cơm, có ai muốn tìm hiểu ông chủ, là người như thế nào đâu, kể cả Phan Tư Mễ cũng không, rõ Fabre là ai. Ninh Thần cúi đầu nhìn mấy món ăn trên bàn,
tò mò, hỏi, loại trứng cá tầm muối này đắt lắm à, người mùi cứ. Là lại, Hoắc Khải cười cười, trứng cá tầm muối ao mơ, vì, sản lượng cá tầm trắng rất hiếm, cho nên sản lượng hàng năm cũng chỉ từ 8 đến 13 kg, lô, gam, một miếng nhỏ như, thế này chắc cũng phải vài trăm đô la Mỹ, nhưng chắc, em sẽ không thích mùi vị và cảm giác khi ăn trứng cá tầm muối, ngược lại thì món bò bít tết M12 giá 2.000 tệ này sẽ khá hợp với em, có điều M12 tuy cao cấp nhưng dễ khiến người ta thấy ngay, phải có rượu vang đi kèm. Ninh Thần như biến thành em bé tò mò, dường như, cánh cửa thế giới mới đang mở ra, cô chỉ vào cả một chiếc đùi lợn hun khói to đùng mà hỏi, cái đó thì sao, ban nãy nghe người ta nói cái gì mà đùi lợn lần đó? Không phải lần, mà là đùi lợn sông khói jamon, Iberico, đắt vì là một trong 9 loại thực phẩm chuyên kỳ của châu Âu, còn đắt đỏ và nổi tiếng hơn cả Parma ham của Italy, lúc ăn cần phải cắt thành miếng mỏng gần như trong suốt, sau đó đưa cả miếng vào miệng nhai chậm và kỹ, sẽ có mùi thơm rất thuần khiết kéo dài trong khoang miệng, cuối cùng với rượu vang để đỡ ngán thì mùi vị rất vừa vặn, tuy rằng quá trình chế tác khá thô sơ, nhưng rất phù hợp với tính cách nồng hậu của Tây Ban Nha. Em, nếm thử xem, Hoắc Khải nói rồi cầm chiếc đùi lợn hun khói đặt lên dao cắt, thuần thục cắt một miếng thịt hun khói gần như trong suốt đặt trước mặt Ninh Thần. Người Hoa Hạ ăn thịt hun khói cứ phải nấu chín hoặc chiên xào, cảm thấy không thể ăn nổi thịt sống. Ninh Thần lớn thế này rồi, chưa từng ăn thịt hun khói sống, huống hồ loại thịt hun khói trước mặt cô không phải làm từ thịt xay và được bọc trong lớp vỏ xúc xích, mà đơn giản là một chiếc đùi lợn chưa nấu chín, có ăn được thật không? Dù thoáng do dự, nhưng vì lòng tin với Hoắc Khải, cô cầm xiên miếng thịt hun khói trên đĩa ăn lên bỏ vào miệng, nhai được vài cái, đôi mắt cô càng lúc càng sáng lên. Sau khi nuốt xuống, cô phải nói với Hoắc Khải, đúng là rất thơm, cảm giác trong miệng toàn là mùi thơm của thịt hun khói, không hề có cảm giác của thịt sống luôn. Vậy để anh cắt cho em thêm mấy miếng, nhưng không thể ăn quá nhiều, ăn nhiều cũng sẽ thấy chán. Hoắc Khải vừa nói vừa cắt thịt hun khói. Ninh Thần ăn uống rất vui vẻ, thấy anh bận rộn vì mình thì càng vui vẻ, chỉ khổ cho những người khác trên bàn đã rủ nhau làm hai vợ chồng mỹ nữ phải vẽ mặt, tại sao lại biến thành nhìn họ ân ái với nhau, họ không tiếc việc bị trừ lương xin nghỉ phép vượt ngàn dặm đường đến đây là để nhìn người ta ân ái hả? Không nhé, nhưng có thể làm gì được đây, lật bàn bỏ đi à? Trước mặt mỗi người đều đặt một miếng trứng cá tầm nhỏ, chỉ một chút xíu đó thôi đã tốn vài ngàn tệ. Một miếng bít tết, 2.000 tệ, một ly rượu vang, chắc cũng phải đến con số này. Như thế còn bảo người ta lật bàn kiểu gì được? Một đám người như nuốt phải ruồi, nhìn Hoắc Khải và Ninh Thần thân mật với nhau, có vài kẻ đã nghiến sắp vỡ răng, quá nhục nhã, đến cả Phan Tư Mễ cũng phải sắn tay vào. Cô ấy nhìn chằm chằm Hoắc Khải, âm thầm mắng, cái gã đều già này đúng là lắm kỹ năng. Ninh Thần còn bảo gã thật thà, chất phác ngoài học hành ra thì chẳng biết làm gì. Cô ấy, bị gã lừa rồi. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 172, thu nhập, gocchuyenaudio.com. So với tất cả những người đang có mặt ở đây, Hoắc Khải hiểu rõ về đồ Tây hơn ai hết, không một ai dám khiêu chiến với anh về mảng này, nếu không thì chẳng khác gì tự chuốc lấy nhục. Mặc dù Hoắc Khải không muốn trở nên nổi bật trước mặt mấy người này, nhưng cây cao đón gió, người giỏi thì dễ bị đố kỵ, bản chất của họp lớp cũng chỉ là nơi để so sánh phân chia cao thấp, cùng lắm thì là phát triển thêm mối quan hệ, nếu chỉ để một người nổi bật thì những người khác sẽ đều làm nền hết, như thế là không thể được. Huống hồ ngay từ đầu đám người này đã luôn mang thái độ khinh thường Hoắc Khải rồi, dù anh có hiểu rõ về đồ Tây thì sao nào, tất cả đều có thể học từ trong sách, đấy thôi, nhưng tiền tài và địa vị thì không thể móc từ trong sách ra được, vì vậy, đám người không quan tâm nhiều đến chuyện đồ Tây nữa. Như Kiến Bân mở đầu bằng mấy câu không quan trọng để chuyển chủ đề, sau đó, hắn làm ra bộ, dáng tùy ý rồi hỏi người bên cạnh. Vân Cảnh, nghe nói, dạo này cậu làm bên Logistics cũng phát đạt lắm hả? Ninh Vân Cảnh khẽ liếc Hoắc Khải cùng Ninh Thần, một cái, sau đó nở một nụ cười khiêm tốn. Đâu có phát, đạt đâu, ngành này trong nước có các ông lớn là ZTO, PSTO, YTO, Petty, Hyundai và Samsung, tôi cũng chỉ làm nhỏ, ở một khu vực thôi, đâu kiếm được bao nhiêu, cậu khiêm tốn quá đấy. Tôi thấy mấy bức ảnh trên, trang cá nhân của cậu rồi đó, cậu vừa mới mua một con Mercedes-Benz E-Class đúng không? Chắc phải hơn 500.000 đó nhỉ, thế mà còn nói là không giàu nghiêu. Tiến Vân nói, đám người ở đây đều thuộc loại có thu nhập vào khoảng ít nhất là chục ngàn, thậm chí là 20-30 ngàn, nhưng phần lớn đều sống ở thành phố nên chỉ cần mua một căn nhà thôi là bọn họ cũng phải tiết kiệm 10 năm mới đủ, cho nên, với tiền lương một tháng khoảng 20-30 ngàn thì chưa chắc đã dư tiền để mua được một con xe khoảng 500 ngàn. Ninh Vân Cảnh thật sự không khiêm tốn nổi nữa mà. Hơi đắc ý nói, thật ra thì cũng chỉ được vậy thôi à, vất vả một tháng cũng được tầm 100 ngàn,
muốn mua nhà, cũng khó. Mấy người bên cạnh nghe vậy thì ồ lên kinh ngạc, xen lẫn chút hâm mộ. Một tháng 100 ngàn, vậy một năm là hơn 1 triệu, mặc dù nói là muốn mua nhà ở thành phố lớn thì hài. Có ít nhất 3 đến 5 triệu, nhưng thu nhập một năm, được hơn 1 triệu cũng được coi như người thành công. Rồi, Như Kiến Vân thì tặc lưỡi nói, mấy người lớp mình, ấy à, tôi thấy ngoài Tư Mễ ra thì chắc có Vân Cảnh là yên. Ổn nhất, đừng thấy cậu ấy hồi học đại học cứ hiền lành, nhút nhát mà lầm tưởng, Vân Cảnh thật sự có tài làm kinh. Dành đây, một năm được hơn 1 triệu là quá giỏi rồi. Ninh Vân Cảnh cười khà khà, so với Tư Mễ thì tôi chỉ thường thôi, cô ấy là bác sĩ tâm lý cao cấp, nghe nói đều tính giá theo giờ như luật sư ấy, một tiếng phải được mấy trăm cho đến mấy ngàn. Thật sao, làm bác sĩ tâm lý giàu thế hả? Như Kiến Vân kinh ngạc hỏi. Phan Tư Mễ khẽ mỉm cười nói, các cậu không thể nhìn vào mỗi việc kiếm tiền được. Lúc tôi đi học tâm lý, học ở nước ngoài thì đều phải phân tích bệnh án với các thầy cô giáo hướng dẫn, mấy ngày liền không được nghỉ ngơi, khổ cực bao nhiêu năm rồi, kiếm được chút lời lãi cũng không phải chuyện gì quá đáng mà. Không quá đáng, không quá đáng, có công mài sắt, có ngày nên kim mà, phải thế mới đúng. Như Kiến Vân cười ha hả nói, sau đó hắn đánh mắt về phía Ninh Thần, nói đến thì giờ Ninh Thần đang làm gì vậy? Trước nghe nói cậu làm nhân viên bán hàng ở một cửa tiệm quần áo hả? Nghe được câu này, rất nhiều người nở nụ cười, tuy không phải châm biếm nhưng có thể thấy bọn họ đều mang vẻ tự mãn. Một nhân viên bán hàng ở cửa tiệm quần áo có giỏi đến mấy thì thu nhập một tháng cũng chẳng nhiều hơn được 10 ngàn, loại công việc này chẳng có chút cao cấp nào cả, đâu giống bọn họ. Bọn họ làm việc ở những tòa nhà văn phòng chuyên nghiệp và đắt đỏ, không phải công ty có vốn đầu tư nước ngoài thì là xí nghiệp lớn, mặc dù đều là làm thuê nhưng ít ra cũng được gọi là nhân viên văn phòng, đâu có giống nhau. Ninh Thần đang được Hoắc Khải hướng dẫn cách bình phẩm rượu vang tốt, nghe được câu hỏi của Nghiêu Kiến Vân thì cô trả lời qua loa, tôi từ chức rồi, giờ đang ở nhà mở cửa hàng trên Tao Bao. Cửa hàng trên Tao Bao, nụ cười của đám người càng rõ rệt hơn. Hóa ra cuộc sống của nữ thần còn tệ hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ biết đến cửa hàng Tao Bao của Ninh Thần, lượng tiêu thụ một năm chưa đến 1 ngàn, gần như là làm không công. Giờ cô ấy nghỉ việc ở tiệm quần áo để làm cửa hàng Tao Bao, chắc chắn cuộc sống còn khó khăn hơn trước nhiều. Mấy bạn học nam ban nãy còn cúi đầu không dám nói gì, lập tức ngồi thẳng người lên. Tuy bọn họ không có thu nhập một năm trên 1 triệu như Ninh Vân Cảnh nhưng cũng là nhân viên văn phòng, một tháng được 10-20 ngàn, tính ra thì vẫn giỏi hơn một người mở tiệm trên Tao Bao. Như Kiến Vân và vợ là Mạnh Giai Huệ nhìn sau rồi bật cười thành tiếng. Sau đó Mạnh Giai Huệ nói, cửa tiệm Tao Bao thì có tương lai gì chứ, vừa tốn thời gian vừa không kiếm được bao nhiêu, chẳng thà cậu làm nhân viên bán hàng cho cửa tiệm quần áo kia còn hơn. Cũng không phải, cửa hàng Tao Bao của tôi bây giờ cũng kiếm được khá lắm, Ninh Thần nói. Như Kiến Vân lắc đầu bày ra cái vẻ hiểu biết và nói, Ninh Thần à, cậu không nên thấy người khác kiếm được tiền mà ham, người ta kiếm được là vì người ta đầu tư nhiều, đập nhiều tiền bạc vào đó đấy. Chưa nói cái khác, chỉ tính đến tiền quảng cáo thôi là đã tốn đến mấy triệu. Rồi, tôi có người bạn làm quản lý cấp cao của Tao Bao, cho nên tôi hiểu rõ vụ này lắm. Người bình thường mở tiệm trên Tao Bao, khổ cực bao nhiêu mà kiếm được mấy chục ngàn một năm là đã giỏi lắm rồi. Người nào may mắn thì có lẽ sẽ kiếm được đến 200-300 ngàn. Anh nói gì thế, không chừng Ninh Thần thuộc loại người may mắn thì sao hả? Mạnh Giai Huệ tiếp lời, nói thì nói vậy nhưng tất cả đều nghe ra được là cô ta đang nói khái Ninh Thần, có may mắn hay không thì hỏi Ninh Thần là biết mà. Ninh Thần, một tháng tiệm của cô kiếm được 5 ngàn. Không, Như Kiến Vân hỏi. Ninh Thần đang chuyên tâm ngửi mùi thơm của rượu vang theo sự chỉ dẫn của Hoắc Khải, nên không buồn, quay đầu lại mà đáp, tháng này chắc được khoảng 4 triệu gì đó. Cả căn phòng nhất thời chìm vào im lặng, tất cả đều sửng sốt nhìn cô, không biết có phải bản thân có đang nghe nhầm không, một tháng kiếm được 4 triệu, hay là cả năm, mà dù là cả năm thì cũng quá đáng sợ gì. Phải biết rằng, trong đám bạn học thì có Ninh Vân, Cảnh là kiếm tiền giỏi nhất, nhưng cậu ta cũng chỉ mới kiếm được có hơn 1 triệu một năm, cách biệt giữa 1 triệu và 4 triệu không thể dùng con số bình thường để miêu tả được. Có lẽ vì cả căn phòng im lặng quá nhanh, tạo ra cảm giác đột ngột, làm cho Ninh Thần phản ứng lại. Cô quay đầu nhìn mọi người, khó hiểu hỏi, sao các cậu nhìn tôi với vẻ mặt đó vậy, tôi nói gì sai à? Cô còn tưởng là vì bản thân phân tâm vào chuyện khác nên đã nói sai cái gì. Phan Tư Mễ là người đầu tiên bình tĩnh lại, cô ấy nhìn Ninh Thần và hỏi, cậu vừa mới nói một tháng cậu kiếm được 4 triệu hả? Ừ, Ninh Thần cười. Lý Phong giúp tớ tổ chức một hoạt động, hiệu quả rất tốt, hiện giờ lượng tiêu thụ mỗi ngày của cửa hàng duy trì ở khoảng trên 200 ngàn gì đó, hôm nay chủ yếu là đến đây họp lớp với mọi người, nếu không chắc cũng phải đạt kỷ lục 300 ngàn đó. Lần trước anh ấy còn giúp tớ nhập hàng từ công ty với giá thấp nhất, à, chúng tớ hiện giờ còn có 30% cổ phần của công ty đó nữa nha.
Ngày mai tổng, giám đốc của công ty sẽ tới ký hợp đồng đấy. Sau này, mọi người có cần mua thực phẩm giảm cân thì có thể tìm. Tớ giảm giá cho mọi người ha. Đám người nghe vậy thì sắc mặt trở nên kỳ lạ. Không, ít người đều thấy kinh hãi. Bọn họ đều cho rằng Ninh Thần đã cùng đường nên, mới mở cửa hàng tao bao. Ai mà ngờ một tháng cô lại kiếm được 4 triệu chứ. Mà lại còn có cả 30% cổ phần của công ty. Cho nên bây giờ Ninh Thần đã thành cổ đông lớn của một công ty rồi. Quan trọng nhất là, Ninh Thần nói có thể kiếm 4 triệu một tháng đều là nhờ vào hoạt động do Lý Phong đề ra, hoạt động gì mà châu bò vậy chứ? Không một ai dám tin, cũng không muốn tin, bọn họ càng tin việc Ninh Thần bán hàng qua WeChat, rồi cố ý thổi phồng lượng tiêu thụ của bản thân như trên mạng. Hay đưa tin, nào là bán hàng trên WeChat 3 tháng thì, dầu nước đổ vách gì đó, đến Phan Tư Mễ cũng nghĩ vậy, nhưng sau đó cô ấy đã xóa bỏ cả ý nghĩ này gì, vì suốt bao năm qua, cô ấy chưa từng cắt đứt liên lạc với Ninh Thần. Cô ấy biết người bạn học cũ này của mình không thích nói dối, lại càng không bao giờ nói dối chỉ để bán hàng, nhưng bảo cô ấy tin Ninh Thần từ một nhân viên bán hàng bình thường biến thành bà chủ có thu nhập một tháng lên đến mấy triệu thì thật là khó chấp nhận. Thời còn đi học, Mạnh Giai Huệ có quan hệ khá tốt với Ninh Thần, tính cách của cô ta cũng khá đơn giản, nếu đã không tin thì cứ chất vấn là xong. Vậy nên Mạnh Giai Huệ lắp bắp hỏi, Ninh Thần, cậu không đùa chứ, một tháng mà kiếm được 4 triệu. Cách chương, chế tạo hào môn, chương 173, Hoác Tích Nguyên, gocchuyenaudio.com. Thật ra lúc mới biết bản thân kiếm được nhiều như vậy, tôi cũng tưởng là mình đang nằm mơ cơ đấy. Cũng, đều là nhờ có Lý Phong cả, tôi kinh doanh kém lắm, nhưng anh ấy thì siêu giỏi. Em trai Ngọc Lâm của tôi chắc, mọi người cũng biết, Lý Phong cũng đã giúp nhà máy chỗ. Em trai tôi làm việc lập một cửa hàng flagship trên Tào Bao đây, mới làm được 2 tháng mà đã bán được hơn 1.000 cái bình nóng lạnh rồi, còn cả công ty của Hương Ngưng nữa, anh ấy giúp cậu ấy lấy được hơn 100 triệu từ nhà họ cơ. Hai người bọn họ chuẩn bị gây dựng sự nghiệp lớn đó. So với bọn họ, tôi chỉ đóng góp vào một tí tẹo mà thôi. Vẻ mặt của Ninh Thần tràn đầy sự kiêu ngạo và tự hào. Cô không phải là một người thích khoe khoang, nhưng trong những trường hợp như thế này, cho dù chỉ để khiến cho các bạn học có ấn tượng tốt hơn về chồng cô thì vẫn nên nói. Mọi người nghe vậy thì trợn mắt há mồm. Nếu nói thu nhập một tháng là 4 triệu đã đủ để bọn họ kinh ngạc rồi, vậy thì hơn 100 triệu kia khiến đầu óc bọn họ chờ nên trống rỗng. Bất kể là thứ gì đi nữa, chỉ cần số lượng đạt đến 9 con số thì đều khiến người ta sợ hãi. Mặc dù tiền là của nhà họ cơ, nhưng mấy ai có tư cách để tham gia vào vụ làm ăn lớn như thế cơ chứ. Làm tao bao sao có thể kiếm được nhiều tiền vậy? Được mấy tháng trước cậu còn nói là đang thất nghiệp, mà có người chất vấn với vẻ không tin. Thì tôi nói rồi mà, tôi kinh doanh rất tệ, tất cả đều nhờ vào Lý Phong, nếu không có anh ấy thì tôi lấy đâu ra bản lĩnh đó, Ninh Thần nói, nhìn Hoác Khải với vẻ mặt hạnh phúc, trong mắt cô chỉ có sự sùng bái. Có lẽ thu nhập là già, nói khoác cỡ nào mà chẳng được, nhưng biểu cảm của cô lại thật đến mức người ta không thể nghi ngờ. Cho nên, lời cô nói đều là thật. Khi suy nghĩ này xuất hiện trong đầu bọn họ, cả đám không biết phải làm gì nữa. Lúc xuất hiện, bọn họ đều muốn xem nữ thần sống thế nào, xem cô đã gả cho một kẻ vô dụng đến đâu. Rồi, khoe khoang thành tựu của bản thân để khiến nữ thần hối hận. Nhưng bây giờ, từng bất ngờ xuất hiện làm bọn họ rất hối hận vì đã tới đây họp lớp. Đây đâu phải là đến cười vào mặt người khác, mà là, đến làm nền cho Hoác Khải cùng Ninh Thần thì đúng hơn. Đến cả Phan Tư Mễ cũng cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Cô ấy cho rằng Hoác Khải là một tên đàn ông tệ bạc chỉ giỏi lừa phụ nữ, chứ không nghĩ là anh lại biết làm kinh tế. Đâu phải ai cũng có thu nhập 4 triệu một tháng. Nếu không có bản lĩnh thì chỉ có nằm mơ thôi. Có lẽ vì thấy sự lúng túng của mọi người nên Ninh Thần cũng không nói thêm gì nữa. Cô chỉ muốn nói điểm tốt của chồng mình cho mọi người, đồng thời cũng để mọi người hiểu rằng bây giờ cô sống rất hạnh phúc, vậy là đủ rồi. Còn Hoác Khải, từ đầu đến giờ anh cũng chẳng nói quá nhiều, nhưng mỗi một hành động của anh đều như đang vả mặt đám người này. Thậm chí không ít người còn không dám nhìn vào Hoác Khải nữa, sợ khi chạm mắt anh thì sẽ phải lúng túng, đến mức muốn tìm cái lỗ để chui vào. Vì vậy mà bữa cơm sau đó trở nên vô cùng tẻ nhạt. Ngoại trừ Hoác Khải và Ninh Thần ở đó ân ái với nhau ra thì những người khác đều ăn uống trong im lặng. Lúc này bọn họ đã chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi. Miếng trứng cá muối trị giá 1.000 tệ ăn vào mà cũng thấy vô vị, rượu vang giá hơn 20.000 một bình uống vào cũng thấy đắng chát, cái món đùi heo muối và hun khói jamon Iberico thì càng không một ai động đũa. Đồ ăn càng nhiều càng đắt thì lòng họ càng thấy khó chịu, nhất là Ngưu Kiến Vân và Mạnh Giai Huệ, hai vợ chồng bọn họ từ hồi đi học đã là những kẻ hay khinh thường người khác rồi, sau này kết hôn thì cũng tìm được một công việc tốt, nên sự tự tin cũng càng tăng cao. Cứ tưởng rằng vậy là đã vượt qua được Ninh Thần, cho cô thấy sự hạnh phúc của vợ chồng bọn họ, không ngờ bản thân lại bị đáp trả một cú đau điếng.
hạnh phúc là gì, người ta mới là hạnh phúc kìa, một bữa cơm thôi mà đã khiến tất cả mọi người đều ăn. Một cách khó coi, Phan Tư Mễ đã lên kế hoạch là ăn xong, sẽ đi karaoke, cuối cùng thì người này nói công ty có việc, gấp, người kia kêu không khỏe, buổi họp lớp cứ thế mà, tan, cũng có mấy bạn học chưa từng lên tiếng, tính cách cũng tốt đã chủ động ra chào tạm biệt Ninh Thần. Trước khi đi, bọn họ không quên chào hỏi Hoắc Khải, coi như là tạo mối duyên tốt. Hoắc Khải cũng trả lời với thái độ bình tĩnh, lịch sự mà, không mất đi sự nhiệt tình, chưa bàn đến chuyện khác, ít nhất thái độ này cũng khiến người ta hài lòng, khiến cho ấn tượng của bọn họ về Hoắc Khải dần dần tốt hơn, có lẽ người đàn ông này không hề tệ như trong tưởng, hoặc có lẽ là mấy việc vặt trong nhà thì luôn có lúc này lúc kia, nữ thần chỉ nói vậy trong lúc tức giận thôi chứ, nào phải thật, mọi người ai về nhà nấy. Lúc Phan Tư Mễ đi thanh toán, thì giám đốc nhà hàng xuất hiện, nói rằng bữa ăn này được giảm giá 20%. Vì sao được giảm giá thì không cần nói cũng biết, mặc dù giảm được không ít, nhưng Phan Tư Mễ không hề vui mà cảm thấy hết sức buồn bực, sao một tên tuổi lại có thể giỏi như vậy chứ, ông trời, đúng là không có mắt mà. Tư Mễ, phần thịt đùi hun khói này cậu đem về đi, ăn, ngon lắm ấy. Ninh Thần bước qua nói, đồ ăn nhà hàng tặng còn có một bình rượu vang nho cao cấp chưa uống, và phần thịt đùi heo muối và hun khói, jamon Iberico đã bị Ninh Thần ăn mấy miếng, còn lại hầu, như chưa động gì, đây là thịt heo hun khói đắt tiền đó. Không thể ném đi, như vậy được, Phan Tư Mễ nhìn sang Hoắc Khải rồi lắc đầu nói, cậu, thích thì cứ đem về ăn đi, cho đường đường nếm thử, luôn, tớ không thích ăn thịt lắm, Ninh Thần ừ một tiếng, cũng không ép nữa, dẫu, sao cũng là đồ giám đốc tặng miễn phí cho Hoắc Khải. Nếu Phan Tư Mễ lấy thì tức là đã nhận lấy lợi ích của Hoắc Khải, với tính cách kiêu ngạo của cô ấy, đến việc cơ, Hương Ngưng hiểu nhầm mà còn không chịu xuống nước, giải thích thì sao có thể ăn của bố thí được chứ. Ninh Thần vẫn rất hiểu tính của Phan Tư Mễ. Để hôm nào tớ mời cậu với Hương Ngưng ra ngoài, uống trà nhé, Ninh Thần nói, cô thật sự rất muốn nhìn thấy cặp bạn thân khi xưa. Hòa giải, chứ không muốn thấy mọi hiểu lầm cứ tiếp diễn như vậy. Phan Tư Mễ nhún vai đáp, tớ thì sao cũng được, tùy, cậu, Ninh Thần rất vui vẻ, lại nói thêm đôi câu rồi mới tung, tăng cầm thịt hun khói về nhà, nhìn Ninh Thần một tay cầm thịt hun khói, một tay ôm, cánh tay Hoắc Khải, dù chỉ là từ phía sau nhưng cũng cảm, nhận được sự vui vẻ trong lòng cô. Phan Tư Mễ nhìn bóng lưng của Hoắc Khải thật lâu rồi, mới khẽ hừ một tiếng và quay người rời đi. Lúc này, trong căn phòng ICU của một bệnh viện lớn, ven biển, một người đàn ông trung niên với sắc mặt âm, trầm nhìn Hoắc Đình Viễn đang nằm trên giường, bên cạnh đó là một bác sĩ nam khoảng 50 tuổi. Đang nói bằng giọng điệu cung kính, theo quan sát, trong thời gian gần đây, cậu Hoắc đã bình phục rất tốt sau phẫu thuật, không có hiện tượng lây nhiễm, nhưng vì chỗ bị thương là phần xương đã vỡ nát cho nên mặc dù đã bó bột nhưng sau này e là sẽ có chút ảnh hưởng nho nhỏ đến sự cân đối của cơ thể, ý ông là con trai tôi sẽ biến thành một người què. Người đàn ông trung niên kia ngắt lời bác sĩ, ông ta chính là một trong những nhân vật có quyền lực của nhà họ Hoắc, bố của Hoắc Đình Viễn. Hoắc Tích Nguyên là người nắm quyền marketing của nhà họ Hoắc. Hoắc Tích Nguyên có địa vị rất cao trong gia tộc, mặc dù ông ta chưa tham gia vào hội trưởng lão của gia tộc, nhưng không phải là người mà ai cũng có thể động vào. Chính vì ông ta vừa có địa vị cao, vừa bao che con cái, cho nên từ nhỏ Hoắc Đình Viễn đã bị chiều đến sinh hư và biến thành người không sợ trời không sợ đất như bây giờ. Bây giờ thấy con trai bị đánh gãy tay gãy chân như vậy, Hoắc Tích Nguyên sao có thể không giận. Bác sĩ bị sắc mặt đen thì cùng giọng nói của Hoắc Tích Nguyên làm cho phát khiếp, liền vội vàng giải thích, không hẳn là sẽ què, chỉ là lúc đi đường sẽ hơi mất tự nhiên, thật ra cũng không quá nghiêm trọng. Hoắc Tích Nguyên không buồn nghe xem bác sĩ giải thích cái gì, ông ta chỉ cần biết vết thương của con trai sẽ để lại di chứng là đủ. Sau đó ông ta mở cửa phòng bệnh và tiến vào. Hoắc Đình Viễn đang nằm trên giường, thấy ông ta tiến vào là lập tức bày ra bộ dáng sắp khóc. Bố, con biết đường gọi tao là bố à, mày làm tao mất hết thể diện rồi đấy, Hoắc Tích Nguyên quát lên. Sau khi bị đánh trọng thương, Hoắc Đình Viễn tự mình gọi xe cứu thương, nghĩ đến ảnh hưởng của gia tộc, hắn ta không trở về thành phố nhà họ Hoắc mà đến bệnh viện ven biển này, đây là đại bản doanh của Hoắc Tích Nguyên, một cứ điểm quan trọng của bộ phận tiếp thị của gia tộc. Khi đó Hoắc Tích Nguyên đang giải quyết một sự vụ quan trọng nên đã tốn mất mấy ngày. Lúc đến đây thì Hoắc Đình Viễn đã làm xong phẫu thuật, mặc dù rất căm thù kẻ dám đánh con trai mình, nhưng nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của con trai, ông ta chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhà họ Hoắc là tồn tại cỡ nào chứ, một trong số các gia tộc mũi nhọn của cả nước, thế mà một người thuộc hàng thừa kế thứ hai như Hoắc Đình Viễn lại bị người khác đánh thành cái bộ dạng này, thế mà còn khóc nữa. Cách chương chế tạo hào môn, chương 174, trả thù lần nữa. Góc truyện audio.com, đối mặt với tình cảnh tồi tệ của con trai mình, Hoắc Tích Nguyên càng tức giận vì có kẻ dám thách thức uy nghiêm của nhà họ Hoắc. Bố, đều do Hoắc Giai Minh
cậu ta và cái tên kia là cùng một phe, chắc chắn Hoắc Giai Minh là kẻ đứng đằng sau, nếu không Đồng Thiên Thanh làm sao có thể đi giúp cái tên nghèo hèn đó được. Bố, bố phải giúp con báo thù, Hoắc Đình Viễn khổ sở nói, chỉ khẽ cử động mạnh một chút thì vết thương trên người liền bị kéo ra, đau đến mức phải kêu lên thành tiếng, răng của hắn ta đều bị lung lay bởi cú đánh của Hoắc Khải, bây giờ ngay cả nói chuyện cũng bị lọt gió vào trong. Theo lời của bác sĩ, những chiếc răng này sẽ phải nhổ ra hết, nói cách khác, Hoắc Đình Viễn sẽ phải đeo răng già trong suốt phần đời còn lại của hắn ta. Hoắc Thích Nguyên nhìn con trai mình toàn thân băng bó thạch cao, trầm giọng nói, có trách cũng phải trách, chính mày không có bản lĩnh, ngay cả một tên nghèo hèn cũng không đối phó được. Con, không đợi hắn ta nói hết câu, Hoắc Thích Nguyên đã cắt lời, được rồi, chuyện này bố đã biết, nhưng nhà họ Hoắc của chúng ta có quy tắc nghiêm ngặt, kể cả bố thì cũng không được tùy ý vi phạm quy tắc, bố sẽ phái người đi xử lý chuyện này, con không cần phải lo lắng. Sau này, nhớ cho kỹ, có vô số người sẵn sàng đứng ra làm con tốt, ký cho nhà họ Hoắc, tại sao còn phải đích thân ra tay chứ? Hà, đúng là ngu xuẩn, Hoắc Đình Viễn không dám nói lời nào khi bị bố mình mắng, chuyện này cũng là do hắn ta sai trước, muốn báo, tù người khác mà còn bị giết ngược, nếu không phải, do bây giờ hắn ta đã quá thảm, có thể Hoắc Thích Nguyên, đã đích thân đánh gãy chân hắn ta rồi, nhưng vì ông ta đã nói sẽ cử người đi xử lý chuyện này nên chắc chắn sẽ có thể giải quyết ổn thỏa mà thôi. Hoắc Đình Viễn trong lòng tràn đầy oán hận, cái tên chết tiệt kia cứ đợi đó, dám đánh ông đây bị thương nặng như vậy, dù có chết cũng chưa hết tội. Lúc này cả Hoắc Tích Nguyên và Hoắc Đình Viễn đều không coi Hoắc Khải ra gì, mặc dù chính bản thân Hoắc Đình Viễn đã tận mắt nhìn thấy được sự khủng khiếp của Hoắc Khải, nhưng hắn ta vẫn cho rằng Hoắc Khải chắc chắn đã có sự giúp đỡ của Hoắc Giai Minh, từ đó mới có thể xúi giục Đồng Thiên Thanh, bằng không thì lúc này người đang nằm trên giường bệnh nhất định không phải là hắn ta. Hoắc Tích Nguyên ở trong phòng bệnh không được bao lâu thì rời đi, người thư ký đứng ở cửa vội vàng tiến lên chờ được ra lệnh. Hoắc Thích Nguyên cũng không nhìn sang người thư ký, chỉ nói, điều tra lai lịch của người tên Lý Phong, ngoài ra xem thử ở bên kia có ai có thể làm việc giúp chúng ta không. Tôi đã điều tra rồi ạ, người đàn ông đó chỉ là một đứa trẻ mồ côi, anh ta không có cha mẹ hay bất kỳ người thân bạn bè nào từ khi còn rất nhỏ. Vợ của anh ta tên là Ninh Thần, cha mẹ vợ của anh ta kinh doanh cửa hàng trái cây, gia cảnh bình thường. Người thư ký vừa lướt qua thông tin ở trên điện thoại vừa nói, chúng ta không có văn phòng chỉ nhánh trực tiếp ở bên đó, nhưng có một doanh nhân nhỏ tên là Đồng Hải Lượng có giao dịch kinh doanh với văn phòng chi nhánh của chúng ta ở trong tỉnh. Tôi đã gọi điện đến văn phòng chi nhánh đó, qua điện thoại bọn họ nói người họ Đồng này phẩm cách bình thường, giỏi tâng bốc và xu nịnh, hơn nữa xuất thân còn là xã hội đen, sau này chị gái hắn kết hôn với một thương nhân lớn ở địa phương tên là Liêu Thiên Bằng, sau đó hắn mới lập gia đình. Hắn đặc biệt hy vọng sẽ có mối quan hệ tốt với văn phòng chi nhánh của chúng ta, luôn có yêu cầu cần được đáp ứng. Con trai của ông chủ bị đánh thành ra thế này, thân là một thư ký, đương nhiên đã sớm điều tra mọi thông tin. Hoắc Tích Nguyên rất hài lòng trước sự khôn khéo của người thư ký, ông ta gật đầu tán dương rồi nói, vậy thì hãy tìm Đồng Hải Lượng, để cho hắn làm việc này, làm đến mức nào thưa ông? Người thư ký hỏi. Hoắc Tích Nguyên không chút nghĩ ngợi liền nói, con trai của tôi bị như thế nào, thì cái tên đó phải bị càng nặng hơn. Giọng nói của ông ta rất âm trầm, hơn nữa nét mặt của ông ta lại càng âm u, nên người thư ký cũng gật đầu không chút ý kiến. Một kẻ nhỏ bé không có lai lịch lại dám khiêu khích nhà họ Hoắc, dù cho có bị lấy đi nửa cái mạng thì đã làm sao? Ngay sau đó, người thư ký đã trực tiếp gọi điện đến văn phòng chi nhánh và yêu cầu họ giao việc này cho Đồng Hải Lượng giải quyết. Lý do tại sao họ không liên lạc trực tiếp với Đồng Hải Lượng là bởi vì xét cho cùng thì chuyện này cũng không thể hành động công khai được. Đúng như những gì Hoắc Tích Nguyên đã nói, vì có rất nhiều người sẵn sàng làm con tốt thí cho nhà họ Hoắc, tại sao lại phải tự mình ra tay, cho dù là làm một người xem hay là làm trọng tài cũng tốt hơn rất nhiều so với tự mình đi liều chết. Hoắc Khải không biết Hoắc Tích Nguyên sẽ sắp xếp người đối phó với mình, bởi vì trong lòng anh thì nhà họ Hoắc cao quý không thể làm ra loại chuyện bẩn thỉu như vậy, quy tắc của gia tộc vẫn còn đặt ở đó, ai làm trái liền phải chịu trừng phạt nghiêm trọng. Chỉ có thể nói, địa vị của Hoắc Khải lúc đó quá cao, làm sao những người xung quanh dám phạm sai lầm. Vì vậy, anh không hề biết bên trong gia tộc vốn đã mục ruỗng, mặc dù không dám làm việc trái với quy tắc ở ngoài ánh sáng, nhưng làm chuyện vô liêm sỉ trong bóng tối là điều rất bình thường. Sáng hôm sau, Ninh Thần nhận được cuộc gọi từ nhà sản xuất, thông báo với cô rằng tổng giám đốc đã đến, bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời cô ký một hợp đồng quan trọng thế này, nên Ninh Thần rất coi trọng, còn bảo Ninh Ngọc Lâm thuê một chiếc Mercedes Ben E-Class, để đưa vị tổng giám đốc kia đến văn phòng của mình. Ban đầu, cô còn muốn thuê một chiếc S-Class cao,
cấp hơn, nhưng Hoắc Khải đã ngăn cô lại. Theo lời của Hoắc Khải, cô đã lên đến vị trí này từ vị trí một chủ cửa hàng tao bao khá khiêm tốn. Cô không phải là một doanh nhân lớn, vậy thì tại sao lại phải làm ra vẻ một cách vô nghĩa như vậy? Nếu như thật sự có thực lực, cho dù có ngồi xe buýt đến gặp mặt đối phương cũng không ai dám nói gì. Ngược lại còn khen mình biết tiết kiệm năng lượng, cắt giảm khí thải. Ngược lại nếu như không có thực lực thì cho dù có đi trực thăng đến, người khác cũng chỉ nói mình ồn ào khoa trương. Ninh Ngọc Lâm thì làm gì nghĩ nhiều đến như vậy, bảo cậu ta làm cái gì thì cậu ta liền làm cái đó. Tự động đi thuê xe, ngay cả tiền thuê cũng đều do cậu ta trả trước, còn nói chút tiền lẻ này sao có thể để cho chị và anh rể chỉ ra chứ. Cả Ninh Thần và Hoắc Khải đều biết rằng cái tên nhóc này đang nhân cơ hội để nhờ vả, nhưng dù sao cũng là người thân trong nhà nên Hoắc Khải cũng đi cùng cậu ta. Không lâu sau, Ninh Ngọc Lâm đã đón nhóm người từ phía nhà sản xuất tới, tổng cộng có 3 người đến, đó là tổng giám đốc, trợ lý và một luật sư. Vị tổng giám đốc tên Mục Thế Kiệt này có vẻ ngoài khiến cho người đối diện cảm thấy rất có thiện cảm, dù đã ngoài 40 nhưng ông ta trông không già chút nào, dáng đứng ngay thẳng và gương mặt tuấn tú chững chạc, đúng là mẫu đàn ông trung niên mà các cô gái nhỏ yêu thích. Khi nhìn thấy Ninh Thần, hai mắt Mục Thế Kiệt cũng sáng lên, không ngờ người chủ cửa hàng tao bao khiến cho ông ta vừa đau đầu vừa kinh ngạc lại là một mỹ nhân trẻ trung xinh đẹp như vậy, nhưng ông ta cũng không hề lộ ra thái độ bất thường nào, lần này đến đây chủ yếu là để bàn chuyện làm ăn. Huống chỉ Hoắc Khải còn đang đứng bên cạnh cô, Ninh Thần nói qua với Mục Thế Kiệt về tất cả các hoạt động và kế hoạch tiếp thị, bao gồm cả việc chuyển nhượng cổ phần lần này, tất cả đều do chồng cô lo liệu. Trước khi đến đây, Mục Thế Kiệt đã suy nghĩ xem mình sẽ gặp phải kiểu người như thế nào. Nhìn Hoắc Khải đang đứng bên cạnh Ninh Thần với nụ cười trên môi, Mục Thế Kiệt rất tự nhiên đưa tay ra cảm thán, đúng là trường giang sóng sau xô sóng trước, hậu sinh khảo ý, ông Mục quá khách sáo rồi, chỉ là gặp đúng thời mà thôi, nếu không phải do công ty bên ông bị cắt thương, hiệu ăn cắp gây áp lực thì chúng tôi cũng không thể thương lượng được gì. Nói đến đây thì chúng tôi cũng tính là có chút gian xảo, Hoắc Khải nói, những lời này giống như đang thầm khen ngợi Mục Thế Kiệt, khiến cho vị tổng giám đốc đã đi suốt chặng đường dài đến đây cảm thấy dễ chịu hơn. Từ đầu đã nói, chuyện khôn khéo như vậy, tất nhiên sau đó nói chuyện cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ấn tượng về Hoắc Khải đã được cải thiện rất nhiều, nên ngay cả sự bất mãn khi bị ép phải chuyển nhượng vốn cổ phần cũng dần dần yếu đi. Ninh Thần ở một bên liền nói, sao chúng ta không vào trong nói chuyện, không thể để cho tổng giám đốc Mục đứng ngoài cửa thế này mãi được. Ấn tượng đầu tiên của mấy người bọn họ trong mắt nhau cũng không tệ, cười cười nói nói bước vào văn phòng. Văn phòng đã được dọn dẹp lại một lần nữa. Buổi sáng Hoắc Khải còn cố ý mua thêm một số tranh treo và đồ trang trí, vì nhìn không quá sang trọng nhưng vẫn rất trang nhã. Mục Thế Kiệt liếc nhìn khắp nơi qua một lượt rồi nói, phòng làm việc này trông giản dị mà không hề đơn giản, gọn gàng ngăn nắp, thể hiện được tính cách của chủ nhân, khó trách hai vị có thể đảm bảo cho đại lý kinh danh tốt như vậy. Ông Mục quá khen rồi, khiến cho chúng tôi cũng cảm thấy xấu hổ. Nào, mời ông uống trà. Ninh Thần pha trà mang tới, trên gương mặt nở một nụ cười trông vô cùng thoải mái. Biểu hiện của Hoắc Khải trong buổi họp lớp ngày hôm qua đã khiến cho cô càng tự hào và tự tin hơn về chồng của mình. Anh gần như là một người cơ trí toàn năng, còn gì yên tâm hơn khi có thể cưới được một người đàn ông như vậy. Đừng nói đến Mục Thế Kiệt chỉ là tổng giám đốc của một công ty đang đứng bên bờ vực, cho dù có là một doanh nhân lớn hơn nữa đến đây, Ninh Thần cũng sẽ không chút sợ hãi như ngày trước nữa. Chính là vì người bên cạnh rất mạnh mẽ nên đã mang đến cho cô sự tự tin càng lúc càng tăng cao. Trước khi tới đây, đúng ra Mục Thế Kiệt muốn nhìn mặt mà trả giá, để xem có thể giảm bớt số cổ phần phải chuyển nhượng hay không. Nhưng sau khi nhìn thấy hai vợ chồng này, Mục Thế Kiệt đã trực tiếp từ bỏ ý định đó. Tuy rằng không nói chuyện nhiều, nhưng ông ta vẫn cảm nhận được một khí chất phi thường khó tả đến từ từng lời nói và hành vi của hai người, đặc biệt là từ người tên Lý Phong kia. Cách chương chế tạo hào môn, chương 175, ngoài ý muốn, góc chuyện audio.com. Mục Thế Kiệt đã từng cảm nhận được loại khí chất này từ một số doanh nhân hàng đầu, đó là sự tự tin đến từ quyền lực tuyệt đối. Người có khí chất này có thể dễ dàng đứng dậy trở lại ngay cả khi bất ngờ phá sản, nếu không phải bởi vì Hoắc Khải còn quá trẻ, Mục Thế Kiệt có thể đã thật sự nghĩ rằng anh từng là ông chủ của một tập đoàn đã suy thoái và đang làm lại từ đầu sau khi phá sản. Kể cả không phải từng là một ông chủ lớn, thì cũng phải là con nhà nòi đã trải qua huấn luyện đặc biệt. Mục Thế Kiệt đã hỏi về lai lịch của Hoắc Khải, nhưng Hoắc Khải chỉ nói rằng anh là trẻ mồ côi và không nói nhiều thêm, thấy anh không muốn đề cập sâu về lai lịch của mình, Mục Thế Kiệt cũng không hỏi nữa, chỉ là trong lòng ông ta đã bỏ đi ý định mặc cả rồi. Cả thư ký và luật sư đi theo đều rất ngạc nhiên khi thấy Mục Thế Kiệt vui vẻ ký hợp đồng,
vì trên đường đi, Mục Thế Kiệt cũng đã thảo luận với bọn họ về cách giảm số cổ phần phải chuyển nhượng. Họ đã thảo luận về một số kế hoạch, kết quả là bây giờ không một kế hoạch nào trong số đó được sử dụng. Sau khi ký hợp đồng một cách sảng khoái, Mục Thế Kiệt đứng dậy lần lượt bắt tay với Hoắc Khải và Ninh Thần, mỉm cười nói, kể từ hôm nay, chúng ta đã thật sự đứng trên cùng một chiến tuyến, vì cô Ninh và cậu Lý đây đã là cổ đông nên tôi cũng hy vọng hai vị có thể bớt chút thời gian đến công ty để xem qua, ít nhất cũng nên làm quen với các cổ đông khác. Ninh Thần là chủ sở hữu của 30 vốn cổ phần trong hợp đồng, có lý do để cho rằng chỉ có Ninh Thần được coi là đối tác của công ty, nhưng Mục Thế Kiệt lại coi trọng Hoắc Khải hơn, bởi vì ông ta biết rất rõ rằng người chỉ tiền có thể không phải là người có địa vị cao nhất ở đây. Nhìn thoáng qua cũng có thể thấy rõ, trong cặp vợ chồng này ai đang ở vị trí cao hơn. Bất kể là ký hợp đồng hay bàn bạc chuyện khác, Ninh Thần đều vô thức nhìn sang Hoắc Khải, điều này cho thấy cô đang rất phụ thuộc vào chồng. Hoắc Khải cũng không muốn sửa lại ý của ông ta, chỉ nói, chuyện này là tất nhiên, sau khi sự kiện kết thúc, chúng tôi sẽ đến công ty một chuyến, một lần nữa cảm ơn ông Mục đã đến đây, chúng tôi đã chuẩn bị rượu và thức ăn cho bữa trưa, mong rằng ông có thể ngồi xuống và nếm thử các món ăn mà chúng tôi đã chuẩn bị. Anh đã chủ động mời, Mục Thế Kiệt đương nhiên không từ chối, rất vui vẻ đồng ý. Trong khi ăn, Hoắc Khải cũng đề cập đến chuyện thực phẩm giảm cân, mà bản chất của công ty Mục Thế Kiệt là sản xuất ra các sản phẩm thuốc giảm cân. Vấn đề thực phẩm giảm cân tuy chỉ là một hình thức ăn kiêng, nhưng so với các sản phẩm thuốc giảm cân cũng có nhiều điểm tương đồng. Nghe được suy nghĩ của Hoắc Khải về thực phẩm giảm cân và các hoạt động phối hợp, hai mắt của Mục Thế Kiệt ngay lập tức sáng lên một cách tham lam. Ông ta nắm chặt tay Hoắc Khải, mặt đầy thán phục, nói, cậu Lý đây đúng là thiên tài trong lĩnh vực marketing, khi người bình thường thu được lợi nhuận lớn như vậy, họ sẽ chỉ vui mừng với những gì mình có được. Lúc này, trong khi cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm con đường để lợi nhuận tăng cao hơn nữa, tôi thật sự bị cậu thuyết phục. Rồi, chưa kể, vấn đề này là vấn đề của phía tôi vẫn còn một số đề xuất khác trong khâu logistics, tôi sẽ quay lại công ty để bàn về cách giải quyết vấn đề này kịp thời. Không khó để thực hiện một bữa ăn cắt giảm chất béo, chỉ đơn giản là việc làm cho một số món ăn ít chất béo trông có vẻ đẹp mắt và ngon miệng hơn. Đối với việc phân loại dinh dưỡng, điều này thật sự là vô nghĩa. Dù sao, rất ít người thật sự hiểu biết và muốn dựa vào điều này để giảm cân, giống như việc mấy năm trước đã có công ty xuất bán một loại thực phẩm chức năng, dùng nó thật sự có thể sống lâu hơn sao? Chưa chắc, các chuyên gia đều hiểu rõ về thứ gọi là thực phẩm chức năng đó, thực chất nó chỉ là nước khoáng có bổ sung thêm vitamin và đường tỉnh. Về giá trị dinh dưỡng thì còn không bằng nước cháo loãng, nhưng người bình thường lại không hiểu. Khi người ta nhìn vào quảng cáo, người ta chỉ, ồ, thứ này có thể khiến người ta sống lâu hơn sao, vậy thì phải dùng nó thôi. Do đó, một số sản phẩm bảo vệ sức khỏe vào đầu những năm 1990 đều nhanh chóng bán ra một năm được mấy tỷ, tổng mức tiêu thụ đạt đến 2 tỷ, có lẽ mức tiêu thụ 2 tỷ không phải là quá lớn vào thời điểm hiện tại, nhưng nên nhớ chuyện này xảy ra vào gần 30 năm về trước. Cách đây 30 năm, giá nhà ở đây chỉ vài trăm tệ, một mét vuông, còn bây giờ thì sao? Hơn tận 20-30 ngàn, nếu tính theo mức tăng giá nhà thì 2 tỷ lúc đó gần như tương đương hàng trăm tỷ bây giờ. Đây là lý do tại sao Hoắc Khải muốn đưa các thực phẩm giảm cân vào sự kiện, cho dù không thể đạt đến mức độ của huyền thoại thực phẩm chăm sóc sức khỏe năm xưa, nhưng chắc chắn vẫn có thể làm tăng thêm một lượng lớn lợi nhuận. Mục Thế Kiệt rất ngưỡng mộ và tán dương những ý tưởng tuyệt vời của Hoắc Khải. Mục Thế Kiệt đã nhìn thấy được tiềm năng to lớn ở Hoắc Khải. Ông ta có linh cảm, chỉ cần đi theo người thanh niên này suốt chặng đường, điều gì sẽ xảy ra khi 30 vốn cổ phần của công ty đã được chuyển nhượng, thu hoạch trong tương lai chắc chắn sẽ còn vượt xa con số 30 vốn cổ phần này. Ông ta thậm chí còn đề cập đến việc phân chia lợi nhuận của sự kiện, và Hoắc Khải vẫn nói chắc nịch rằng nếu công ty muốn chia lợi nhuận tương ứng với vốn sở hữu thì phải chuyển nhượng thêm cho bọn họ 25 vốn sở hữu hoàn toàn. Đối với 30 trăm cổ phần trước đó Hoắc Khải chỉ ra 8 triệu, lại còn muốn cầm miễn phí thêm 25 cổ phần nữa, điều này khiến cho Mục Thế Kiệt do dự. Nếu như không thì là do một mình ông ta sở hữu, có khi ông ta đã đồng ý, đáng tiếc là vẫn còn có những cổ đông khác trong công ty. Bây giờ đối phương đã có được 30 cổ phần chỉ với 8 triệu, nếu sau đó còn chuyển nhượng thêm 25 cổ phần một cách miễn phí, các cổ đông khác chắc chắn sẽ không đồng ý. Hoắc Khải cũng không vội để cho ông ta từ từ suy nghĩ, hoặc là đợi cho đến khi ông ta nhìn thấy lợi nhuận của sự kiện, nhưng nếu ông ta càng muốn đợi lâu thì tỷ lệ cổ phần mà Hoắc Khải muốn sẽ càng cao lên. Cũng giống như cách đây vài ngày, Hoắc Khải chỉ muốn tổng cộng 51 cổ phần để có thể toàn quyền kiểm soát công ty, nhưng chỉ trong 2 ngày con số đó đã tăng
Thêm 4, khi gặp nhau lần sau, rất có thể Hoắc Khải sẽ còn đòi đến 80, cổ phần công ty cũng không chừng, và anh có đủ tin tưởng rằng lần sau khi Mục Thế Kiệt đề cập đến vấn đề này, cho dù anh có nói gì, cho dù anh có quá đáng thế nào, vị tổng giám đốc này nhất định cũng sẽ đồng ý. Đây chính là sự tự tin vào bản thân, cũng là sự tự tin vào các hoạt động mà bản thân lên kế hoạch. Ăn xong bữa trưa, Mục Thế Kiệt cũng không ở lại nữa. Sau khi chuyển nhượng cổ phần, ông ta phải quay lại công ty để báo cáo, nếu không các cổ đông còn lại chắc sẽ phát điên lên mất. Chia tay tổng giám đốc Mục xong, Hoắc Khải và Ninh Thần trở lại văn phòng để tiếp tục triển khai các hoạt động. Chuyển nhượng cổ phần chỉ là một phần của hoạt động kinh doanh và chưa mang lại lợi ích gì trong hiện tại. Điều thật sự quan trọng lúc này chính là phải thực hiện tốt các hoạt động tiếp theo. Khi tất cả mọi hoạt động hoàn thành, tiền thật sẽ chảy vào ào ạt, đến lúc đó bất kể làm việc gì cũng dễ dàng hơn so với bây giờ rất nhiều. Họ bận rộn cho đến tận lúc đường tan học, Hoắc Khải mới chuẩn bị đi đón con gái từ trường về nhà. Đáng ra thì Ninh Thần sẽ đi đón con, nhưng Hoắc Khải không muốn cô quá mệt mỏi, chưa kể việc quản lý cửa hàng tao bao đối với cô cũng đã quá bận rộn rồi. Nếu như anh đã có thời gian thì làm sao có thể để cho cô chạy lung tung thêm nữa chứ. Ra khỏi cửa văn phòng, Hoắc Khải liếc nhìn về phía cầu thang. Tòa nhà văn phòng rất cao, nên ít người nào lại đi cầu thang bộ ngoại trừ những người dọn dẹp. Nhưng Hoắc Khải lại biết rằng ở gần đó có người. Đồng Thiên Thanh đã bảo vệ Ninh Thần trong suốt thời gian qua, chỉ để ngăn chặn sự việc lần trước tái diễn. Tuy nhiên, người này có vẻ không thích tiếp xúc với mọi người, đến nỗi cho tới tận bây giờ Ninh Thần cũng không biết rằng cô luôn có vệ sĩ ở bên cạnh. Anh cũng không có ý chào hỏi Đồng Thiên Thanh. Đối với Hoắc Khải, người này chỉ là công cụ để bảo vệ Ninh Thần. Đi thang máy xuống lầu dưới, vừa ra ngoài đường thì một chiếc xe van cũ kỹ đã dừng lại trước mặt anh. Khi cửa xe mở ra, Hoắc Khải nhìn thấy ánh mắt thâm độc của mấy tên to con trong xe, tim anh đập nhanh, đang định rút lui thì không ngờ lại bị đẩy mạnh từ phía sau, ngã vào trong xe. Sau hai lần giằng co, anh bị một người dùng khăn bịt mũi rồi kéo vào trong. Những người này rất nhanh nhẹn và chuyên nghiệp, dù có người qua lại bên đường cũng không ai để ý xem trong xe đang xảy ra chuyện gì. Cánh cửa đóng lại và chiếc xe phóng đi một cách nhanh chóng. Thuốc ngủ dường như đã được bôi lên chiếc khăn bịt mũi anh. Hoắc Khải thở gấp mấy lần trước khi dần dần mất đi ý thức. Không biết đã qua bao lâu, trong lúc còn đang mơ màng thì một xô nước lạnh đã dội xuống đầu anh. Mặc dù đã vào mùa hè, trên đường rất nhiều người cũng đã bắt đầu mặc áo tay ngắn, nhưng trong thùng nước này còn có thêm đá lạnh, khiến cho anh lạnh đến thấu xương. Hoắc Khải giật mình tỉnh lại, miệng mở to thở hổn hển mấy cái, liền nghe thấy bên cạnh truyền tới giọng của một người: nhóc con, có thấy thoải mái hay không? Có muốn được dội thêm một thùng nữa không? Sau khi chớp mắt vài cái, rũ bớt nước lạnh trên tóc, Hoắc Khải nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói, thấy người đàn ông đang nói kia là một người hoàn toàn xa lạ. Người đàn ông cạo chọc đầu, cơ thể cứng cáp với một vết sẹo ở khóe miệng như thể đã bị một vũ khí sắc nhọn cắt vào. Hắn cười mà như không cười, xem ra đây chẳng phải là chuyện tốt lành gì. Kết chương.